Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Nguyện một đời vì nụ cười em. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn Du Đức Lâm cùng Nhược Bạch Lan đã đến Hải Thị gặp Hạ Mai Hương, tiếp đến hai người tính ở lại Hải Thị để điều tra thân thế của Bạch Nhược Lan. Hai người bàn với nhau sẽ cho Hải Băng về Dương Môn cho an toàn. Lúc này thì Du Đức Lâm nghĩ đến sẽ nhờ vào một người, người đó là ai thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nào. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Tập 10. Du Đức Lâm cảm thấy dựa theo lệ cũ, anh sắp tới sẽ phải đến Dương Môn một chuyến. Có lẽ, có thể để cho người kia giúp anh một việc. Chỉ là, đem con gái giao cho người kia, liệu có đáng tin cậy không? Được rồi, tạm thời đừng suy nghĩ nữa. Tình hình trước mắt là một mớ rối loạn. Chuyện anh cần làm bây giờ chính là từ trong mớ rối loạn đó, tìm cho ra sự thật bị che giấu, cho Bạch Lan một cái chân tướng. Cho dù là không tra ra được thì cũng không sao. Chỉ cần diệt trừ Hạ Mai Hương, nguy cơ của Bạch Lan cũng sẽ không còn. Du Đức Lâm dùng tay kéo Nhược Bạch Lan vào trong ngực, đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Anh sẽ không để cho Hạ Mai Hương làm tổn thương hai người. Nếu cô ta dám ra tay với em và Hải Băng, anh tự nhiên cũng sẽ có biện pháp đối phó với cô ta. Đầu Nhược Bạch Lan tựa vào ngực anh, nhẹ nhàng cọ vào, vâng, ngày mai chúng ta làm gì đây? Không vội, người nhà của anh đang náo loạn, họ sẽ không có thời gian để ý đến chúng ta. Nhân lúc bọn họ còn chưa tỉnh táo lại, chúng ta về nhà họ Du một chuyến trước. Du Đức Lâm nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, ba mẹ của anh trở mặt, tình cảm vợ chồng nhiều năm nửa câu cũng không nói tới, chỉ cảm thấy buồn cười. Thời điểm này, bọn họ đoán chừng đều đã đến náo loạn chỗ Tiểu Tam mà ba anh nuôi ở bên ngoài rồi. Chỉ là cổ phần của công ty muốn cầm về có thể sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại mẹ và anh trai anh đều bị tức giận làm cho hồ đồ, tạm thời sẽ không thể bận tâm đến chuyện khác, vì vậy anh mới thuận tiện làm việc. Bằng không thì chờ bọn họ giải quyết xong vợ bé và con riêng của ba anh ở bên ngoài, sẽ lại tìm đến ba người nhà anh để gây phiền phức rồi. Nhưng Du Đức Lâm đã có chuẩn bị, chờ bọn họ bình tĩnh một chút, anh sẽ rất nhanh ném hòn đá này vào. Quay về nhà họ Du sao? Nhược Bạch Lan kinh ngạc ngẩng đầu lên, không phải nói chúng ta sẽ không quay về đó sao? Du Đức Lâm nhấn lên cái mũi của Nhược Bạch Lan, chúng ta chỉ nói là không vào nhà họ Du ở nhưng chưa nói là không cho anh trở về lấy ít đồ, anh muốn trở về tìm một thứ. Nhược Bạch Lan tò mò hỏi, cái gì vậy? Vòng cổ, cái vòng cổ kia của Hạ Mai Hương. Nhược Bạch Lan trầm mặc một hồi, được. Du Đức Lâm đoán không sai, một nhà ba người nhà họ Du đều ở chỗ vợ bé của ông Du náo loạn cả một đêm không ngủ, đèn đuốc sáng trưng. Ông Du ở bên ngoài gọi điện báo động cho vợ bé, nói có người mang theo hung khí tự xông vào nhà dân đánh cô ta. Nhưng cảnh sát đến mới hiểu trên thực tế là vợ cả phát hiện chồng mình ở bên ngoài có vợ bé và con riêng, vì nên bây giờ mới mang theo con trai đến náo loạn tận cửa. Chuyện này cũng không có gì không đúng, là người bình thường đều sẽ làm như vậy, đây cũng là lẽ thường tình. Ai mà không đến náo loạn, đó mới là không bình thường. Bà Du khóc lóc kể lể với cảnh sát, mắng ông Du là loại cặn bã, nói mình năm đó giúp đỡ ông gây dựng sự nghiệp vất vả như thế nào. Vậy mà hôm nay, tài sản trong nhà đều bị ông mang đi cho vợ bé và con riêng ở bên ngoài. Bà ta cùng con trai thật sự quá tức giận mới đến. Tiếng bà Du khóc sụt sịt, đồng chí cảnh sát hãy bình luận phân xử đi, chuyện như vậy tôi còn không thể đánh để đòi lại cho mình một cái công bằng sao. Ánh mắt cảnh sát nhìn bà Du cũng có vẻ đồng tình liền nói với vợ bé của ông Du, chúng tôi không có biện pháp giải quyết trường hợp này. Cô nói gia đình họ đánh cô, uy hiếp tính mạng của cô, thế nhưng người ta không có làm. Đây là chuyện riêng của các người, chúng tôi cũng bất lực. Nhưng mà anh ta uy hiếp tôi, anh ta nói nếu như tôi không giao ra quyền nắm cổ phần, sẽ giết con của tôi, các anh không thể không quan tâm. Nếu đến cảnh sát các anh mà cũng không quan tâm thì tôi và con trai thật sự bị bọn họ hại chết rồi. Vợ bé của ông Du níu lấy cảnh sát không để cho họ đi. Anh trai Du Đức Lâm cười lạnh, cô có chứng cứ sao? Người đàn bà này sao lại có thể ăn nói lung tung như vậy? Cảnh sát thật sự thấy phiền nhất là xử lý loại chuyện gia đình này, chỉ là hỏi thăm tùy tiện một cái, sau đó liền rời đi. Cảnh sát vừa đi, một tay anh trai Du Đức Lâm liền tóm lấy đứa con riêng, tôi nói cho các người biết, không đem quyền nắm cổ phần ra đây, tôi có rất nhiều biện pháp khiến các người không sống nổi ở Hải Thị này, không tin cứ chờ xem. Vợ bé của ông Du khóc lóc hướng về phía ông Du cầu cứu, thế nhưng thời điểm này ông còn có thể làm gì? Cuối cùng, anh trai Du Đức Lâm cho họ một cái kỳ hạn cuối cùng, đem giấy tờ của mẹ con họ cầm đi, làm cho bọn họ không đi đâu được, lúc này mới rời khỏi. Trên đường,
gã hỏi, mẹ, tại sao Du Đức Lâm lại đột nhiên trở về? Bà Du sững sờ, mắng, con không nói đến nó mẹ suýt chút nữa đã quên rồi. Nó mang theo con tiện nhân kia trở về. Nó nhất định là muốn thừa dịp trong nhà đang loạn, đem con hồ ly tinh kia vào cửa. Không được, mẹ phải về nhà trông coi, dù gì cũng không thể để cho cô ta bước chân vào cửa nhà mình. Anh trai Du Đức Lâm nhớ tới lúc nhìn thấy Nhược Bạch Lan ở bệnh viện. Gã sờ sờ cằm, trách không được chú ấy vừa gặp đã thích cô gái kia, thật sự là rất xinh đẹp. Nhà họ Du loạn vô cùng, đến cục cảnh sát còn nắm được tình hình. Bởi là chuyện liên quan đến nhà họ Du, người ở cục cảnh sát nghĩ đến Hạ Ân Long, muốn lấy lòng, liền để thư ký gọi điện thoại báo cáo chuyện này. Hửng đông, thư ký liền đem chuyện này báo cáo nhanh cho Hạ Ân Long. Cậu nói Du Đức Lâm đã trở về à? Hạ Ân Long có chút kinh ngạc. Thư ký gật đầu, vâng, nghe nói nghỉ lễ Trung Thu trở về thăm người thân, hơn nữa đúng là anh ta mang về tin tức. Chính anh ta nói ra chuyện, ông Du đem quyền nắm cổ phần chuyển nhượng cho người tình ở bên ngoài. Trên mặt Hạ Ân Long lộ ra vẻ tươi cười hứng thú, thăm người thân à, cậu ta thật đúng là người có ý tứ. Đúng vậy, người khác đều muốn người nhà mình có thể yên bình một chút, anh ta lại hoàn toàn trái ngược lại. Đây chính là điều Hạ Ân Long cảm thấy thú vị, cậu ta giống như muốn người nhà không yên ổn, sắp tới gọi điện thoại cho cậu ta, hẹn cậu ta gặp mặt. Vâng, có điều, không đợi đến lúc thư ký gọi điện thoại, Du Đức Lâm và Hạ Ân Long đã gặp nhau. Hạ Ân Long đến phủ thị chính làm việc đúng giờ cao điểm. Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, trên đường chật kín, hơn 20 phút cũng chưa thông, một hàng xe xếp hàng ở đằng sau. Đã thông báo cho quản lý giao thông nắm rõ tình hình để xử lý, thế nhưng muốn khơi thông cũng cần có thời gian. Lúc đang chờ đợi, Hạ Ân Long nhìn thấy ở đằng trước cách 4 đến 5 mét có một người đi xuống khỏi một chiếc xe màu đen, đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Hình dáng người nọ vô cùng quen thuộc. Chờ đến lúc anh ta đi ra khỏi cửa hàng, Hạ Ân Long liền hạ cửa xe xuống gọi một tiếng, cục trưởng Du. Du Đức Lâm dừng lại, quay đầu nhìn chiếc xe cách đó không xa, cửa sổ xe hạ xuống, vừa đúng lúc lộ ra khuôn mặt của Hạ Ân Long. Du Đức Lâm có chút kinh ngạc, thị trưởng Hạ, thật là đúng lúc. Lúc nhìn thấy Hạ Ân Long, trong đầu Du Đức Lâm bèn hiện lên nhiều suy nghĩ, anh đi tới. Hạ Ân Long không xuống xe, anh xuống xe để người ta thấy sẽ không tốt lắm. Nên chỉ hỏi Du Đức Lâm, cục trưởng Du, sao lại trở về đây vậy? Được nghỉ nên trở về thăm người thân, người nhà gặp chuyện không may nên quay về xem. À, trong lòng Hạ Ân Long chính là nghĩ, tin được chuyện hoang đường này của cậu mới là lạ. Liếc mắt nhìn xe của Du Đức Lâm, không biết bên trong có người hay không, anh hỏi, cậu mang cả người nhà trở về cùng. Không biết tại sao, Hạ Ân Long cảm thấy trong xe kia có người. Hạ Ân Long cũng không hiểu vì nguyên nhân gì, bỗng nhiên muốn xem người ngồi ở trong xe đó là ai. Anh muốn gặp, có lẽ là bởi vì từng nghe thấy âm thanh trong trẻo non nớt của cô bé con ở trong điện thoại. Cũng có lẽ là muốn nhìn cô gái có thể khiến cho Du Đức Lâm trở nên ôn nhu có bộ dạng như thế nào. Du Đức Lâm mỉm cười, đúng vậy, nghỉ lễ Trung Thu nên đưa bọn họ tới Hải Thị chơi. Con gái của tôi thích biển rộng, trước đây nó chưa từng thấy qua. Hạ Ân Long quan sát Du Đức Lâm cẩn thận một lúc, chợt phát hiện hôm nay Du Đức Lâm nói chuyện với anh. Vậy mà không lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, ngược lại bộ dạng dường như rất bình thản. Không sai, tiểu tử này, có phải là đang có mưu đồ gì hay không? Hạ Ân Long bình tĩnh nói, Hải Thị quả thật có nhiều nơi rất hợp với du lịch. Ngày hôm qua tôi còn giao hẹn với bộ phận phát triển du lịch, nói tương lai vài năm tới, sẽ toàn lực phát triển du lịch Hải Thị, nhất là mấy nơi có bãi biển đặc sắc. Sắp tới cậu có thể mang theo nhiều người thân đến đó chơi. Được, khóe môi của Hạ Ân Long hơi mím lại. Chuyện lần trước, rất cảm ơn cậu đã hỗ trợ. Nếu như không phải cậu phái tới người đắc lực, chuyện đã không được giải quyết dễ dàng như vậy. Gần đây cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu và người nhà cùng ăn một bữa cơm, biểu đạt lòng biết ơn của tôi. Trong lòng của Du Đức Lâm đem Hạ Ân Long mắng cho mất mặt. Con cáo già này lại còn dám đề cập đến chuyện lần trước với anh. Lão dám lừa gạt thủ hạ của anh còn chưa tính sổ, không ngờ con cáo già này lại tự mình tìm đến cửa. Có điều, trên mặt Du Đức Lâm cũng không lộ ra vẻ gì khác thường, anh ngược lại rất vui vẻ nói, cái này, không có vấn đề. Ngón tay của Hạ Ân Long nhẹ nhàng nhúc nhích, đồng ý sảng khoái như vậy, đây không phải là tác phong làm việc của Du Đức Lâm. Nhất là anh đã tận lực đề cập đến chuyện lần trước, vậy mà Du Đức Lâm cũng không tức giận, không trách anh lừa thủ hạ của cậu ta. Hào phóng như vậy, không phải là Du Đức Lâm trong ấn tượng của anh. Hạ Ân Long cảm thấy thú vị,
trong lòng Du Đức Lâm không biết lại đánh chủ ý gì đây. Anh hỏi, không biết cục trưởng Du lúc nào có thời gian. Chúng tôi một nhà quay về là khách du lịch đó. Hiện tại cái gì cũng không nhiều, chỉ có thời gian là nhiều. Ngược lại thị trưởng Hạ công việc bề bộn, sợ là không có thời gian ấy chứ. Du Đức Lâm cũng đang quan sát Hạ Ân Long. Có lẽ đây là lần đầu ở bên ngoài, anh nghiêm túc nhìn Hạ Ân Long như vậy. Tuy rằng Hạ Ân Long ngồi ở trong xe, thế nhưng ánh mặt trời rực rỡ tỏa rạng trên mặt anh ta. Nhìn thấy ngũ quan không thể bắt bẻ kia, suy nghĩ trong lòng Du Đức Lâm vốn đã bị anh bác bỏ lại một lần nữa lại hiện ra, thậm chí cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Du Đức Lâm cảm thấy cái cảm giác này có chút không quá tốt. Hai người đều có tâm tư, trên mặt càng cười ôn hòa, trong lòng lại tính toán nhỏ nhặt. Hạ Ân Long cười nói, cục trưởng Du nói đùa rồi, tuy bận rộn nhưng cùng bạn bè ngồi ăn một bữa cơm, vẫn có thời gian. Nếu như thị trưởng Hạ có lời mời thịnh tình, tôi sẽ chờ điện thoại của ngài, thời gian địa điểm anh cứ quyết định. Được, thư ký nhận điện thoại, nhỏ giọng thúc giục, thị trưởng, xe ở phía trước đã bắt đầu di chuyển rồi. Du Đức Lâm liếc nhìn về phía trước, giao lộ xe đã bắt đầu di chuyển rồi, vậy tôi cáo từ trước, lần tới chờ điện thoại của anh. Hạ Ân Long gật đầu, được. Rời đi hai bước, Du Đức Lâm bỗng nhiên quay người lại hỏi, xin hỏi một vấn đề riêng tư, trong nhà thị trưởng Hạ có chị em gái không? Đương nhiên ngoại trừ Hạ Mai Hương. Hạ Ân Long hơi ngớ ra một chút, cục trưởng Du vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Du Đức Lâm nhún nhún vai, không có gì, tôi chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Nếu như thị trưởng Hạ không muốn trả lời, cũng không sao cả. Ánh mắt Du Đức Lâm nhìn chăm chú khuôn mặt của Hạ Ân Long, nhưng anh không phát hiện rằng tay anh ta đã nắm lại có chút nhanh. Xe ở phía trước chậm rãi di chuyển, hai người một đứng ở bên ngoài, một ngồi ở trong xe, cùng nhìn đối phương. Bầu không khí thoáng cái lâm vào im lặng, tiếng động ồn ào xung quanh như không ăn nhập với bọn họ. Ngay cả thư ký cũng đã nhận ra giữa hai người có gì không đúng. Cậu ta không dám nói lời nào, tận lực thu nhỏ lại cảm giác hiện hữu của mình. Ngay tại lúc Du Đức Lâm cho rằng Hạ Ân Long không trả lời, anh ta nói, từng có. Cái gì? Mí mắt Hạ Ân Long hơi buông xuống, âm thanh trầm xuống, từng có một người em gái, chỉ là rất nhiều năm trước đã mất trong một trận hỏa hoạn. Trong lòng của Du Đức Lâm bàng hoàng mãnh liệt, trong đầu đã nhanh chóng hiện ra vô số suy nghĩ. Anh nói rất nhanh, thật có lỗi. Không sao, đã qua rất nhiều năm rồi. Một việc khác đang ở ngay bên miệng Du Đức Lâm, anh nhịn không được khẩn trương lên, cái đó, không biết thị trưởng Hạ có hay không. Cửa sổ xe ở phía trước bỗng nhiên thò ra một bàn tay nhỏ bé cầm búp bê, vung vẩy hướng về phía Du Đức Lâm. Ba, chúng ta đi thôi. Âm thanh trong trẻo non nớt đột nhiên vang lên, giống như là tiếng chú chim nhỏ buổi sáng sớm đánh thức người từ trong giấc ngủ say, khiến cho lòng người bỗng nhiên yên ổn hơn. Thân thể Hạ Ân Long hơi nghiêng một chút, nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé cầm búp bê. Lời nói của Du Đức Lâm bị Hải Băng cắt ngang. Anh liếc mắt nhìn về phía trước, xe đằng trước đã bắt đầu di chuyển. Nếu còn không đi, chủ xe ở đằng sau sẽ mắng chửi rồi. Anh vội vàng nói, được, tới ngay đây. Anh nói với Hạ Ân Long, tôi có chút việc, vẫn còn muốn thỉnh giáo thị trưởng Hạ, lần sau lại nói chuyện. Hạ Ân Long gật đầu, được, cục trưởng Du, con gái của cậu, rất đáng yêu phải không? Du Đức Lâm sững sờ, gật đầu, vô cùng đáng yêu. Lần tới, tôi rất mong chờ gặp cô bé. Tâm tình Du Đức Lâm có chút phức tạp, tạm biệt. Du Đức Lâm quay người, bước nhanh đến xe ở phía trước. Trong lòng Hạ Ân Long bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Nếu như không phải xe ở đằng sau giục, anh thật muốn đi xem thử cô bé kia có bộ dạng như thế nào. Cửa sổ xe chậm rãi khép lại, anh nhìn thấy búp bê ở trong tay cô bé rơi xuống. Cửa xe lập tức mở ra, cô bé nhảy từ trên xe xuống, xoay người nhặt lấy búp bê, vừa đúng lúc Du Đức Lâm đi tới trước mặt cô bé, đem cô bé ôm lấy. Hạ Ân Long không thấy bộ dáng cô bé kia, chỉ có thể nhìn thấy một cái đỉnh đầu nho nhỏ. Du Đức Lâm giống như bóp mũi cô bé một cái, đang giáo dục nó, lái xe đằng sau giục bọn họ nhanh lên. Cô bé nằm ở trên bờ vai Du Đức Lâm, khuôn mặt chôn ở trên vai của anh, chỉ lộ ra đôi mắt thật to. Cặp mắt kia đen nhánh, trong suốt, như là thứ sạch sẽ nhất ở trên đời này. Cặp mắt đó, giống tiểu ái như đúc. Thân thể Hạ Ân Long chợt mạnh mẽ run lên, cả người đều sững sờ, dường như hoàn toàn bị đóng băng. Anh như nghe thấy trái tim của mình đang kịch liệt đập lên từng tiếng. Chờ sau khi anh kịp phản ứng, lập tức muốn mở cửa xuống xe, anh nhất định phải nhìn thấy cô bé kia. Thư ký vội vàng ngăn cản, thị trưởng,
không được, xe đã khởi động rồi. Trong lúc Hạ Ân Long đang khiếp sợ, Du Đức Lâm đã bế Hải Băng lên xe, xe của bọn họ đã rời đi. Thư ký chưa từng thấy qua vẻ gấp gáp kia trên mặt Hạ Ân Long. Anh lạnh lùng nói, cô bé kia là con gái của Du Đức Lâm đúng không? Đuổi theo mau, tôi muốn gặp cô bé đó. Thư ký nghe xong cực kỳ kinh ngạc, thị trưởng làm sao vậy? Cô bé kia có gì đặc biệt sao? Thị trưởng, cô bé kia đúng là con gái của cục trưởng Du. Ngài không phải là nói sắp tới muốn mời nhà bọn họ ăn cơm sao? Sớm muộn gì cũng có thể nhìn thấy, hơn nữa bọn họ đã đi rồi. 10 giờ ngài có một hội nghị vô cùng quan trọng, nếu chúng ta không đi sẽ bị muộn mất. Hạ Ân Long không biết mình muốn làm gì, nhưng anh biết rõ, chờ đến lúc anh nhìn thấy cô bé kia, trong lòng của anh sẽ có đáp án. Xe phía trước Hạ Ân Long đã đi xa, Hạ Ân Long hối hận, đáng nhẽ anh nên xuống xe. Nếu như xuống xe, anh có thể trông thấy cô bé kia rồi. Thư ký không dám nói chuyện nữa, lý trí của Hạ Ân Long bây giờ hoàn toàn không tỉnh táo như ngày thường. Cậu ta không biết rốt cuộc là vì cái gì mới khiến cho ngài thị trưởng thoáng chốc trở nên nôn nóng như vậy. Cậu lập tức điều tra cho tôi, vợ của Du Đức Lâm là ai, còn có cô bé kia, tôi muốn có ảnh của nó. Thư ký nhỏ giọng nhắc nhở, thị trưởng, tôi cảm thấy cho dù là điều tra được, cũng không bằng ngài trực tiếp hẹn bọn họ ăn cơm sẽ nhanh hơn. Ngài thấy đấy, ảnh chụp không thể so với người thật được đúng không? Thị trưởng quyết đoán sáng suốt của bọn họ bây giờ sao ngay cả điều này cũng không nghĩ ra được. Hạ Ân Long xoa xoa huyệt thái dương, anh không nghĩ chỉ vì thấy được ánh mắt của cô bé kia lại sẽ khiến anh mất đi lý trí như thế. Đúng, thấy người thật, anh đột nhiên ngẩng đầu, vậy cậu lập tức quyết định thời gian cho tôi. Ngày mai, không, ngay hôm nay liền hẹn bọn họ đi. Thư ký bị ánh mắt sắc bén kia nhìn cho run rẩy. Vâng, vâng, tôi lập tức sắp xếp thời gian. Vốn thư ký không dám nói, công việc hôm nay phải tiếp tục suốt đến tối, giữa trưa còn có một cuộc hẹn nhỏ, ăn cơm cùng với những người chịu trách nhiệm quản lý từng khu vực, hoàn toàn không thể lấy ra được chút thời gian dư thừa nào. Bởi vì sau đó Hạ Ân Long phải đi Dương Môn, phải ở đó lưu lại mấy ngày, còn phải đi cùng Tổng thống, tiếp đón một đoàn ngoại quốc viếng thăm. Vì vậy phải đem rất nhiều công việc tập trung xử lý sớm. Đừng bảo hôm nay, mà ngay cả ngày mai ngày mốt, có thể lấy ra được thời gian mới là lạ. Trong lòng của cậu ta phát khổ, hành trình này làm sao chen lấn vào được đây? Chỉ có thể hy vọng hai ngày này, cục trưởng Du ở bên kia không có thời gian. Trên đường đi, Hạ Ân Long không nói thêm một chữ nào nữa, giống như bị đóng băng, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thư ký nhiều lần vụng trộm nhìn Hạ Ân Long. Ngài thị trưởng đã khôi phục được sự điểm tĩnh, thư ký không thể từ trên người anh nhìn ra được điều gì. Khi đến thị ủy, thư ký không kiềm chế được tò mò ở trong lòng, hỏi, thị trưởng, ngài, vì sao lại hiếu kỳ đối với con gái cục trưởng Du như vậy? Thư ký cũng không trông chờ Hạ Ân Long có thể trả lời, cậu ta chỉ là nhịn không được mới hỏi. Nhưng cậu ta không ngờ tới, Hạ Ân Long vậy mà lại nói, tôi thấy được ánh mắt của cô bé đó. Thư ký sững sờ, à, cậu ta hoàn toàn không hiểu ý nghĩa, trông thấy ánh mắt cô bé kia lại đột nhiên mất đi tỉnh táo, muốn nhảy cả xuống xe để gặp người nhà họ. Lúc cậu ta đang nghi hoặc không hiểu, Hạ Ân Long tiếp tục nói, tôi có một cô em gái, lúc 5 tuổi nó đã chết trong một trận hỏa hoạn. Thư ký theo anh rất nhiều năm, bình thường lĩnh hội ý nghĩ của cấp trên rất nhanh. Lý giải được ý của anh, cậu ta sửng sốt một chút, lúc ấy liền hiểu được, 8 phần là nhìn thấy ánh mắt của cô bé kia, làm cho thị trưởng nhớ tới người em gái mất sớm của mình. Thư ký giờ mới hiểu được, thảo nào Hạ Ân Long lại đột nhiên thất thố như vậy, hóa ra là bởi vì cái này. Thư ký bỗng cảm giác được thị trưởng không gì không làm được trong suy nghĩ của mình, hóa ra cũng là người bình thường. Cậu ta nhỏ giọng nói, thế nhưng cho dù là ánh mắt giống nhau, cho dù là lớn lên giống, bọn họ cũng không thể nào là một người mà. Hạ Ân Long thản nhiên nói, đúng vậy, không thể nào là một người. Nhưng anh vẫn muốn gặp cô bé, trong lòng giống như là gặp ma vậy. Giờ phút này, tâm tình của Du Đức Lâm cũng vô cùng phức tạp. Lúc trước anh một mực hoài nghi, về sau hỏi được người mới tiêu trừ được cái nghi hoặc kia ở trong lòng. Nhưng hôm nay, chính miệng Hạ Ân Long nói cho anh biết, anh ta có một người em gái chết trẻ, nhiều năm trước đã mất do hỏa hoạn. Du Đức Lâm quay đầu nhìn về phía Nhược Bạch Lan, nhìn khuôn mặt của cô, anh càng nhìn càng cảm thấy, giống như, cùng một khuôn mặt, có chút ăn khớp. Trái tim của anh đập thình thịch, cái này, trước kia sao lại không phát hiện ra vậy? Cái nghi hoặc đã tiêu trừ kia, hôm nay lại một lần nữa ngoi lên, hơn nữa còn lớn lên nhanh chóng.
Nhược Bạch Lan cảm thấy anh có gì đó không đúng, hỏi, anh làm sao vậy? Sao tinh thần có chút không tập trung thế? Anh đang trên đường lái xe đó. Du Đức Lâm lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, bà xã, em. Nhược Bạch Lan thở dài, đè lên tay của anh, được rồi, hay là anh đỗ xe trước đi. Anh như vậy em cảm thấy không lái xe được. Nếu anh có vấn đề gì, cứ hỏi trước đi. Du Đức Lâm ghé sát vào một chỗ ở phía trước tạm thời đỗ xe. Sau khi anh nói chuyện với người bạn kia liền không được bình thường. Có phải anh ta đã nói gì với anh không? Em biết vừa rồi là ai nói chuyện với anh sao? Nhược Bạch Lan lắc đầu, làm sao em biết được, là người nào vậy? Hạ Ân Long, thị trưởng của Hải Thị. Nhược Bạch Lan lập tức nghĩ tới, à, em nhớ rồi, chính là con cáo già mà anh nói. Dù Đức Lâm đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, khụ khụ, cái đó. Vợ à, lời này trong nhà chúng ta tự nói với nhau thôi. Kỳ thực anh ta cũng không có đáng ghét như vậy. Thật không? Không phải anh nói anh ta là người vô cùng âm hiểm sao? Như thế nào bây giờ lại thay đổi cách nhìn với anh ta rồi? Dù Đức Lâm sờ sờ mũi, anh có nói thế sao? Có. Dù Đức Lâm cảm thấy có khả năng chẳng bao lâu nữa, bản thân sẽ hối hận vì nói những lời kia. Không, anh đã có chút ít hối hận rồi. Cái này, trước không nói việc này nữa. Anh, bà xã, nếu như, anh là nói nếu như. Ha ha, nếu như cuối cùng điều tra xong thân thế của em, người nhà em không thích anh, thì phải làm sao? Tuy rằng tất cả đều là suy đoán của anh, thế nhưng trong lòng Du Đức Lâm đã bắt đầu sợ hãi. Anh có chút sợ suy đoán trong lòng của anh trở thành sự thật. Nhược Bạch Lan chọc một cái trên trán anh thật ngốc rồi à, tại sao lại đột nhiên nghĩ như vậy? Lúc em quen anh là Nhược Bạch Lan, cho dù thật sự đã điều tra xong thân thế, em là em, không có gì thay đổi. Anh ở đây lúc em bất lực nhất, xuất hiện ở lúc khó khăn bảo vệ em và Hải Băng. Không có anh, em và Hải Băng không chừng đều đã chết rồi. Bọn họ dựa vào cái gì không thích anh? Hơn nữa, em đã gả cho anh rồi, bọn họ còn muốn thế nào? Dù Đức Lâm được những lời này của Nhược Bạch Lan đánh thức trong nháy mắt, một tay ôm lấy cô, đúng, em đã gả cho anh rồi, em là vợ của anh. Trong lòng của anh nghĩ, mặc kệ nó, cho dù ngày mai có phải là hồng thủy ngập trời hay không, dù sao vợ cũng đã lấy tới tay. Trong lòng của Du Đức Lâm vốn lo lắng không yên, liền được những lời này của Nhược Bạch Lan trấn an trong nháy mắt. Dù sao vợ anh đứng về phía anh là đủ rồi, về phần những người khác anh mặc kệ. Hải Băng vẫn còn ở phía sau nhìn. Nhược Bạch Lan vội vàng đẩy anh một cái, mau buông tay, ở đây không thể dừng quá lâu. Tâm tình Du Đức Lâm rất tốt, hôn trộm một cái ở trên mặt cô, được, giờ chúng ta đi. Du Đức Lâm buông Nhược Bạch Lan ra, đang muốn khởi động máy lại bị cô đè tay lại một chút, không đúng, anh phải nói rõ ràng cho em. Có phải anh biết điều gì không, bằng không thì sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Anh với người bạn kia đã nói cái gì rồi hả? Du Đức Lâm cười hắc hắc, không có, chỉ là có chút hoài nghi, vẫn chưa chứng minh được là đúng, có thể do anh nghĩ nhiều. Anh nghĩ có lẽ do bản thân suy nghĩ quá nhiều, cũng có khả năng không phải. Chưa có chứng cứ xác thực, anh vẫn là nên đừng hạ chính mình xuống trước. Mắt Nhược Bạch Lan sáng lên, vậy anh có thể nói cho em một chút được không? Cô vẫn là muốn biết thân thế của mình, nếu như có thể tìm được cha mẹ thân sinh thì thật là tốt. Dù Đức Lâm suy nghĩ một chút, lắc đầu, vẫn là không nên nói trước. Chỉ là tự chính anh đã có phần giật mình. Nếu như anh lại nói cho em mà lại là không đúng thì coi như xong, tránh cho em cũng bị hù đến. Trong lòng anh đã bị cái suy đoán này dọa sợ rồi, quả thật có chút không dám tưởng tượng. Nhược Bạch Lan kinh ngạc, bị dọa đến. Nghiêm trọng như vậy sao? Dù Đức Lâm gật đầu rất nghiêm túc, đúng, vô cùng nghiêm trọng. Vậy, liền nghe theo lời anh xác định rồi nhớ nói với em. Đi thôi, đến nhà họ Du. Xe một lần nữa khởi động. Tâm tình Du Đức Lâm tuy rằng vẫn còn có chút phức tạp, thế nhưng đã khá hơn so với lúc trước. Muốn chứng minh có phải thật hay không, cũng không khó, anh hiện giờ cứ đợi cú điện thoại kia đến là được rồi. Trong lòng Du Đức Lâm vừa chờ mong, vừa không muốn suy nghĩ của anh trở thành sự thật. Việc chờ mong chính là Bạch Lan có thể thật sự tìm được người nhà, có thể tìm tới cha mẹ ruột của cô ấy. Không muốn trở thành sự thật vì những người nhà kia của cô, có khả năng sẽ không thích anh. Hai, sớm biết như vậy, lúc trước không nên nói những lời kia. Đến nhà họ Du, Du Đức Lâm mang theo Hải Băng và Nhược Bạch Lan vừa vào cửa, vẻ mặt của hầu gái làm lâu năm ở nhà họ Du liền kinh hô, nhị thiếu gia. Thật là cậu sao lại trở về rồi? Cô ta hô lớn tiếng, phu nhân, nhị thiếu gia đã trở về. Bà Du đang ở trong phòng khách nghỉ ngơi.
Bà ta ngẩng đầu nhìn thấy Du Đức Lâm mang theo Hải Băng và Nhược Bạch Lan đi vào, sắc mặt lúc ấy liền khó coi, ai bảo con mang cô ta về. Các người lập tức đi đi, cũng không nhìn một chút xem nhà họ Du là nơi nào. Đây không phải là nơi mà loại người như các người có thể bước chân vào. Bà Du trông thấy Nhược Bạch Lan liền tức giận. Cả ngày hôm qua giày vò, bà vốn đã khá hơn thì lại bắt đầu đau xương cụt. Ông Du bây giờ căn bản sẽ không ở nhà. Du Khâu Nghĩa đang chạy đi nghĩ biện pháp muốn đem quyền cổ phần cầm về. Trong nhà chỉ còn một mình bà Du. Du Đức Lâm mỉm cười nói, mẹ, nhìn mẹ nói kìa, nhà họ Du là chỗ nào? Bây giờ nhà họ Du đã trở thành trò cười trong miệng người toàn bộ Hải Thị. Mẹ cảm thấy cái nhà này, ngoại trừ căn phòng này còn có thể có ít giá trị, những thứ khác có còn gì đâu mà phải kiêu ngạo. Mày, bà Du tức giận xanh mét mặt. Du Đức Lâm thản nhiên nói, mẹ cũng đừng nóng giận. Nếu như không phải là con trở về nói cho mọi người biết ba con đã đem cổ phần chuyển cho vợ bé của ông ấy ở bên ngoài, mẹ với anh trai sợ là ngay cả công ty cũng bị người ta lấy hết rồi còn chưa biết gì đấy. Bà Du hừ một tiếng, mày là con của mẹ, chẳng lẽ mày còn không nên làm những chuyện này? Mẹ còn muốn hỏi nếu như mày đã biết rõ, vì sao không nói sớm hơn một chút? Du Đức Lâm quay đầu nói với Nhược Bạch Lan, nhìn kìa, bà xã, đây là anh không đúng, sớm biết như vậy anh có lẽ không nên quản. Anh nên nhìn xem cha anh trông nom việc nhà đến mức giày vò toàn bộ rồi đi ra ngoài không nói lời nào. Nhược Bạch Lan cong khóe môi, em đều đã nói với anh, để cho anh bớt lo chuyện bao đồng anh còn không nghe. Bây giờ thì tốt rồi, quản việc đâu đâu còn không được khen ngợi. Bà Du tức giận hét to, cái gì mà gọi là việc đâu đâu. Nó là con tôi, nó giúp cái nhà này là chuyện phải làm. Cô là cái gì, cái nhà này còn chưa tới phiên cô ở đây khoa tay múa chân. Nhược Bạch Lan nhẹ nhàng nói, con không là gì cả, con chỉ là vợ của Du Đức Lâm. Hơn nữa, trong mắt của bác con lớn nhất và con thứ hai vĩnh viễn không như nhau. Du Đức Lâm ôm bờ vai của Nhược Bạch Lan, hôm nay con trở về chỉ là cầm ít đồ đạc. Con mang vợ của con quay về xem nơi con từng sống một thời. Bọn con không có ý định ở lại nơi này. Tốt nhất mẹ nên gào thét ít thôi. Lúc này không bằng nghĩ cách làm sao có thể đem đồ đạc cha con chuyển ra ngoài cầm về. Còn nữa, mẹ, có đôi khi không nên quá quả quyết, cũng không nên quá muốn thế lực, có thể mẹ sẽ phải hối hận. Anh bỗng nhiên muốn biết, nếu như suy đoán của anh trở thành sự thật, mẹ anh sau đó sẽ dùng cái kiểu biểu lộ gì đi đối mặt với thân phận mới của Bạch Lan. Nghĩ tới, thật đúng là châm chọc. Bà Du sừng sốt, bà trơ mắt nhìn Du Đức Lâm mang theo Nhược Bạch Lan lên lầu. Du Đức Lâm vừa về đến nhà, hầu gái mà Hạ Mai Hương mua được liền lén lút gọi điện thoại cho cô ta. Hạ Mai Hương nhíu mày, cô nói, Du Đức Lâm mang theo cô gái kia và con trở về nhà à? Còn không phải sao, bà chủ bị làm cho tức chết. Cô gái kia vừa vào cửa, bà chủ liền bắt đầu mắng. Có điều, nhị thiếu gia cũng không để cho bà chủ mặt mũi. Cậu ấy mang người trực tiếp lên lầu. Lên lầu, trong lòng Hạ Mai Hương chăn trở cân nhắc động cơ của Du Đức Lâm. Anh ta bỗng nhiên mang theo Nhược Bạch Lan trở về nhà họ Du là vì cái gì? Cũng không biết vì sao, trong lòng Hạ Mai Hương đột nhiên khẩn trương. Cô ta cúp điện thoại, liền nói với người hầu gái, lập tức làm thủ tục xuất viện cho tôi phải về nhà. Cô hầu gái sững sờ, a, nhanh lên. Hầu gái hỏi, bây giờ sao? Ngay bây giờ, lập tức đi làm đi. Hạ Mai Hương cảm thấy cô ta phải lập tức trở lại. Du Đức Lâm không giống anh trai mình. Đột nhiên anh ta trở về nhà họ Du, nhất định là mang theo mục đích nào đó. Tuy không rõ mục đích của anh ta là gì, thế nhưng cô ta phải quay về. Làm xong thủ tục xuất viện rất nhanh, Hạ Mai Hương ở trước cửa bệnh viện bắt một chiếc taxi đi về. Du Đức Lâm đưa Hải Băng và Nhược Bạch Lan đến trước gian phòng của anh. Đây là nơi anh không ở trong nhiều năm. Trong phòng có một cỗ mùi mốc meo, hiển nhiên là lâu không có thông gió, không có quét dọn rồi. Cha mẹ đối đãi, coi trọng với một đứa con trai hay không, nhìn phòng ốc của anh là sẽ biết. Nếu thật sự yêu thương, cho dù là không ở nhà, cha mẹ cũng sẽ giữ gìn căn phòng. Du Đức Lâm mở cửa sổ ra, nói với hai người ở đây chờ anh sẽ nhanh trở lại. Nhược Bạch Lan gật đầu, vâng, anh đi đi. Du Đức Lâm rời khỏi phòng, chỗ đầu tiên anh đi chính là phòng sách của Hạ Mai Hương. Sợi dây chuyền kia, Du Sơn Thủy không mang, Hạ Mai Hương cũng không mang, nhất định là giấu ở một nơi nào đấy. Hôm nay anh nhất định phải tìm ra sợi dây chuyền đó. Mặc kệ suy đoán trong lòng có thể trở thành sự thật hay không, anh vẫn muốn tìm cái dây chuyền này. Suy đoán không thể chắc chắn được, nhưng dây chuyền này khẳng định là có liên kết. Hạ Mai Hương cảnh giác như vậy, đoán chừng vòng cổ sẽ để ở hai nơi, phòng ngủ hoặc phòng sách. Du Đức Lâm tránh người,
lén lút đi vào phòng sách của Hạ Mai Hương. Trước kia cô ta ở nhà họ Du rất có địa vị, được cả nhà nâng thành tổ tông, cô ta muốn có phòng sách thì đương nhiên sẽ được. Du Đức Lâm đem tất cả ngăn kéo đều kéo ra, không phát hiện thấy vòng cổ. Ngay cả két sắt anh cũng mở ra nhưng không thấy gì, ngược lại thấy một đống sổ sách, hình như là ghi chép các khoản vãng lai. Hai mắt Du Đức Lâm lướt rất nhanh, cái này, tựa hồ là sổ sách buôn lậu mấy năm nay của nhà họ Du. Anh lắc đầu, chẳng trách anh trai anh bị cắm sừng như thế cũng không dám ly hôn, hóa ra đây chính là mấu chốt. Những việc xấu trong nhà kia, Du Đức Lâm không có ý định để ý tới. Anh sẽ không chủ động tố giác, nhưng đến lúc bọn họ xảy ra chuyện thì anh cũng không có ý định bao che. Đem sổ sách trả lại chỗ cũ, Du Đức Lâm nhìn quanh phòng sách. Anh đã tìm vô cùng cẩn thận, căn bản không thấy có bóng dáng sợi dây chuyền. Chẳng lẽ sợi dây chuyền không có ở đây? Là ở trong phòng ngủ Hạ Mai Hương sao? Không đúng, có lẽ sẽ không ở phòng ngủ, Hạ Mai Hương và anh trai anh đã trở mặt rồi, phòng ngủ tương đối nguy hiểm hơn phòng sách. Nếu vật kia cô ta để ở trong lòng thì sẽ không để ở phòng ngủ. Du Đức Lâm liếc mắt nhìn trên giá sách đầy kín, có thể không? Chỉ có thể dùng phương pháp ngây ngốc nhất là xem từng cái một. Hải Bang ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, ánh mắt bám theo cử động của Nhược Bạch Lan, cô bé hỏi, mẹ, sao ba vẫn chưa trở lại? Đừng vội, ba có việc, sẽ xong nhanh thôi. Nhược Bạch Lan đang quét dọn gian phòng của Du Đức Lâm. Nơi đây quá lâu không có người ở. Tuy rằng sau này Du Đức Lâm cũng sẽ không trở về ở, thế nhưng đây cũng là nơi anh từng sống. Hơn nữa, có thể cô cũng chỉ gặp được một lần, nếu như đã đến thì quét dọn qua một chút đi. Cô liếc nhìn đồng hồ, Du Đức Lâm đi cũng đã nửa tiếng rồi, chẳng lẽ vẫn chưa tìm được sao? Mẹ, con không thích nơi này, cũng không thích. Bà nội kia, bà ấy thật quá dọa người. Hai chân nhỏ của Hải Băng đong đưa trên không. Nhược Bạch Lan dừng một chút, cảm thấy hối hận vì đã mang Hải Băng đến đây, đáng lẽ nên để con gái ở lại Dương Môn. Ừ, chúng ta sẽ nhanh đi thôi, đừng vội. À, từ dưới gầm giường Nhược Bạch Lan tìm được một cái hòm, bên trong đều là đồ của Du Đức Lâm, có sách từng dùng, cúp, còn có một ít đồ chơi, còn có một cuốn album ảnh. Cô vẫy vẫy tay nói, Hải Băng, đến đây xem ảnh chụp trước kia của ba. Hải Băng vội vàng chạy tới, trông thấy có một tấm hình Du Đức Lâm ngồi ở trên ghế, khoảng 3-4 tuổi, tuy nhiên mặt lại vô cùng nghiêm túc, oa, ba trước kia thật nhỏ à. Đương nhiên, ai cũng để từ bé rồi mới lớn lên đó, con cũng thế. Ảnh chụp của Du Đức Lâm rất ít, từ nhỏ đến lớn không đến 10 tấm. Nhược Bạch Lan cầm lấy quyển album cất kỹ, đợi Du Đức Lâm trở về, muốn nói với anh đem cái này mang về nhà, để ở trong nhà này, chắc cũng sẽ chẳng có ai quý trọng. Nhược Bạch Lan xoa xoa đầu Hải Băng, Hải Băng, qua mấy ngày nữa con hãy về nhà có được không? Cô đã nghĩ thông suốt, hai ngày nữa kỳ nghỉ ở trường học sẽ kết thúc, chẳng bằng để cho Hải Băng trở về. Hải Băng tưởng cả nhà cùng về với nhau, gật đầu liên tục, được, được, con rất muốn về nhà đó. Tuy ở đây cũng rất đẹp, nhưng mà không có tốt bằng nhà của chúng ta. Nhược Bạch Lan muốn nói với Hải Băng là một mình nó về trước, thế nhưng lại lo Hải Băng buồn. Cô nghĩ vẫn là để về khách sạn rồi nói sau. Hải Băng chỉ vào trong hòm đồ hỏi, mẹ, mấy thứ này của ba, chúng ta có thể mang đi không? Cái này để hỏi ba muốn mang thì chúng ta sẽ mang đi. Bỗng nhiên cửa phòng vang lên, Nhược Bạch Lan vốn tưởng là Du Đức Lâm, liền vội vàng đứng dậy. Nhưng cô còn chưa đi đến cửa đã nghe được tiếng của Hạ Mai Hương, em dâu, là chị đây. Trong lòng Nhược Bạch Lan giật mình, bước chân ngừng lại. Sao lại là Hạ Mai Hương, không phải cô ta đang ở bệnh viện sao, sao lại đột nhiên trở về? Hạ Mai Hương gõ cửa hai cái, em dâu, em có ở bên trong không? Trong lòng Nhược Bạch Lan nôn nóng, phải làm sao bây giờ? Du Đức Lâm không ở trong phòng, nếu như cô mở cửa, một lúc sau Hạ Mai Hương nhất định sẽ hoài nghi. Hải Băng không nói gì, vẻ mặt ngây thơ của cô bé nhìn Nhược Bạch Lan, không hiểu vì sao mẹ lại đứng đó bất động. Tiếng gõ cửa của Hạ Mai Hương gấp hơn một chút, em dâu. Nhược Bạch Lan hít thở sâu một hơi nói, ở đây, chị dâu. Em đến đây, cô nói khẽ với Hải Băng, chút nữa cứ nói ba ở toilet nhé. Hải Băng gật đầu. Nhược Bạch Lan cuộn tay áo lên, đi ra mở cửa, trông thấy Hạ Mai Hương liền cười nói, chị dâu, sao chị lại đột nhiên trở về vậy? Sao chị xuất viện mà không nói một tiếng để bọn em đi đón chị? Cơ thể chị đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, nghĩ nằm ở bệnh viện cũng không có ai trò chuyện, vì vậy liền trở về. Không nghĩ tới vừa vào cửa đã nghe nói em cùng Du Đức Lâm đã trở về, chị vội đến tìm em đó. Hạ Mai Hương vừa nói vừa hướng mắt nghiêng vào trong phòng. Cô ta nhìn thấy Hải Băng nhưng lại không thấy Du Đức Lâm. Du Đức Lâm đi đâu vậy?
Hầu gái nói cả nhà ba người bọn họ đều ở trên lầu hơn nửa giờ rồi, từ lúc đi lên không thấy đi xuống, thế nhưng Du Đức Lâm hình như không ở trong phòng. Nhược Bạch Lan phát hiện ánh mắt của Hạ Mai Hương hướng về phía trong phòng nhìn, cô cười nói, phòng này của Du Đức Lâm đã rất lâu không có người ở rồi, cũng không có ai dọn dẹp nên em thu dọn một chút. Trong phòng rất bừa, chị dâu, hay là chúng ta xuống dưới trò chuyện? Không cần không cần, ở đây cũng được rồi, để chị giúp em cùng quét dọn đi. Chị vừa mới xuất viện, sao có thể để cho chị làm cái này được? Chúng ta đều là người một nhà, em khách khí với chị làm gì, để chị giúp em. Hạ Mai Hương nghiêng người chen vào bên trong phòng. Sau khi vào phòng, người thấy mùi mốc meo trong phòng, Hạ Mai Hương che mũi, Du Đức Lâm không có ở đây sao? Anh ấy à, sáng hôm nay có lẽ ăn cái gì đó làm đau bụng, đang ở toilet rồi. Nhược Bạch Lan đi qua lấy tay cầm ga giường nhấc lên, bụi bặm trên giường lập tức bay lên, khiến cho sặc người. Hạ Mai Hương bị sặc ho khan liên tục, khụ khụ. Khụ khụ khụ. Nhược Bạch Lan vội vàng nói, chị dâu, mau đi ra ngoài hít thở không khí đi, trong phòng nhiều bụi bặm quá, không biết là đã bao lâu không có người quét dọn. Chị nói xem, cho dù là Du Đức Lâm lâu không trở về, nhưng dù sao anh ấy cũng là con thứ hai của nhà họ Du, phòng ngủ này cũng nên quét sạch một chút chứ. Nhưng điều này cũng không sao, trách không được Du Đức Lâm không muốn trở về. Vì thế cũng không quan trọng nữa, chị dâu thấy vậy có đúng không? Nhược Bạch Lan cố ý nói ông bà nhà họ Du bất công, khiến cho Du Đức Lâm bị tổn thương. Thân thể Hạ Mai Hương vốn vẫn rất yếu ớt, hít vào bụi băng trong thoáng chốc khiến cho cổ họng của cô ta ngứa, ho khan liên tục, muốn nói chuyện cũng không được. Hải băng đã bịt kín mũi, bác à, bác mau ra đây đi, bác ho đến đỏ mặt rồi kìa. Hạ Mai Hương thật sự không trụ nổi nữa, quay người bước nhanh ra cửa hít vài hơi không khí trong lành, tôi. Khụ khụ, không có việc gì. Một hồi ho khan Hạ Mai Hương mới thấy cổ họng không ngứa như vậy nữa, em dâu nói đúng. Cũng trách chị, bình thường không có nhắc nhở người hầu tốt, cả đám đều lấy tiền mà không làm việc. Sau này chị nhất định sẽ tìm bọn họ tính sổ. Nhược Bạch Lan mỉm cười, cũng không cần phải vậy, dù sao bọn em cũng không về đây ở. Lần này trở về là Du Đức Lâm muốn cầm ít đồ của anh ấy. Sau đó bọn em sẽ về Dương Môn. Hạ Mai Hương nghiến răng, hừ, cầm gì chứ, trong cái nhà này làm gì có đồ gì của anh ta. Cô ta dò xét Nhược Bạch Lan một phen. Hai lần gặp mặt ngày hôm qua và hôm nay, làm cho cô ta càng cảm thấy cô gái trước mắt này không đơn giản như vậy. Cô ta cũng không có vẻ nhu nhược. Hạ Mai Hương liếc cửa phòng toilet, cô ta không tin Du Đức Lâm có thể cả đời không đi ra. Trong lòng Nhược Bạch Lan cũng sốt ruột, nếu không tìm cách để Hạ Mai Hương đi, Du Đức Lâm cho dù là trở về cũng làm thế nào để tiến đến. Nếu để cho Hạ Mai Hương phát hiện Du Đức Lâm không có ở trong phòng, khẳng định sẽ hoài nghi. Ngay tại lúc cô lo lắng, trong toilet chợt phát ra âm thanh giật nước bồn cầu. Nhược Bạch Lan lại càng hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía toilet, chưa đến một hồi Du Đức Lâm mở cửa đi ra. Anh nhìn thấy Hạ Mai Hương, làm ra bộ dáng kinh ngạc, chị dâu xuất viện rồi sao? Hạ Mai Hương sừng sốt một chút, không nghĩ tới vậy mà Du Đức Lâm đi toilet thật. Cô ta gật đầu, khụ, đúng vậy, đã xuất viện rồi. Em dâu nói chú ăn uống bị đau bụng, có nặng lắm không, cần đi bệnh viện không? Không cần đâu, đã ổn rồi. Du Đức Lâm quay người nói với Nhược Bạch Lan, đừng dọn nữa, dù sao cũng sẽ không trở về ở. Nhược Bạch Lan thả ga giường ra, vậy cuốn album này chúng ta mang đi được không? Còn cả những bằng khen nữa, em muốn mang đi à? Đúng vậy, để ở đây thật là tiếc. Du Đức Lâm cười cười, được. Có lẽ, chỉ có cô mới cảm thấy tiếc. Mấy thứ này nếu như để ở đây chỉ có một kết cục là mốc meo mục nát, sau đó bị cho là rác rồi vứt đi. Nhược Bạch Lan đem tất cả đồ cất vào trong hòm đậy lại, dùng khăn lau mặt hòm sạch sẽ. Cô hỏi Du Đức Lâm, có thể đi rồi sao? Du Đức Lâm gật đầu, anh cầm lấy cái hòm kia, có thể. Sao vậy, đi bây giờ ư? Trong lòng Hạ Mai Hương nghi ngờ, bọn họ trở về rốt cuộc muốn làm gì đây? Bọn em trở về chính là để lấy cái cuốn album này, lấy được rồi sẽ không ở lại lâu. Chị hãy nghỉ ngơi thật tốt, hay ăn cơm trưa xong rồi hãy đi. Du Đức Lâm thản nhiên nói, không, bọn em mà ở lại, bữa cơm này ai ăn cũng không thấy ngon. Hải băng đi thôi. Hạ Mai Hương cười nói, không thể nói như vậy, mẹ vẫn rất hy vọng chú có thể ở lại đó. Chưa kể mẹ chỉ là không hiểu em dâu, đợi đến lúc mẹ hiểu được nhất định sẽ thích cô ấy. Du Đức Lâm, chị thấy chú không phải cũng nên cho mẹ và em dâu có thêm một ít thời gian tiếp xúc chứ? Du Đức Lâm châm chọc nói, chị dâu, lời này đến ngay cả chị cũng không tin đi. Huống chi, nghe lời này từ trong miệng chị nói ra, thật sự là có chút buồn cười, chị không thấy vậy sao?
Sắc mặt của Hạ Mai Hương trở nên cứng ngắc, chú có ý gì? Ý của tôi chẳng lẽ chị dâu không hiểu sao? Cái nhà này, chúng tôi sẽ không dám ở lâu đâu, ai mà biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì? Dụ Đức Lâm nói xong, không thèm nhìn sắc mặt của Hạ Mai Hương, trực tiếp mang theo vợ con xuống lầu. Hạ Mai Hương nghiến răng, không thu thập được cái gia đình này, cô ta quyết không bỏ qua. Cô ta nắm chặt tay, hít thở sâu một hơi rồi cùng theo xuống dưới. Dưới lầu, Du Sơn Thủy chạy nhanh một bước đến trước Hải Băng. Nó vênh váo đắc ý hỏi, cậu là ai, vì sao lại ở trong nhà chúng tôi? Hạ Mai Hương còn đang ở trên bậc thang chưa kịp bước xuống liền quát, đó là em gái của con, đây cũng là nhà nó, Du Sơn Thủy không được thiếu lễ phép. Lúc này bà Du liền mắng, em gái cái gì? Nó là cái gì mà đòi xứng làm cháu gái của tao, đây là nhà họ Du liên quan gì đến nó? Nhược Bạch Lan nghe xong liền bốc hỏa, bước nhanh tới chắn trước mặt Hải Băng, lạnh mắt nhìn bà Du, con gái của con với bác không có chút liên quan gì, bác dựa vào gì mà mắng nó? Bác chẳng qua chỉ là một người lớn tuổi, cậy già lên mặt mới không kiêng nể gì ở đây. Cháu trai của bác trong mắt bác là bảo bối, nhưng trong mắt con, nó chính là đứa không có giáo dục đầu óc ngu xuẩn. Bác mở miệng một cái là nhà họ Du, đừng lừa mình dối người nữa, nhà họ Du là gì chứ? Nói khó nghe một chút, cả cái nhà này ngoại trừ Du Đức Lâm, con không thấy một ai là người tốt. Nhất là bác, chanh chua, bác không nhìn một chút xem từ đầu đến chân bác có gì đáng để người khác tôn kính. Bà Du tức giận đến xanh cả mặt, mày, chính con nghe đi Du Đức Lâm. Đây là người vợ mà con lấy đấy, cô ta làm phản rồi. Du Đức Lâm đi qua, bảo con nghe cái gì? Nghe mẹ mắng con gái con như thế nào ư? Miễn là không làm quá mức thì mẹ có như thế nào với con cũng không để ý, nhưng là với vợ con, không phải là thứ để cho mẹ xả giận. Mọi người phải có trách nhiệm với lời nói của mình, coi chừng sau này ân hận. Du Đức Lâm không muốn nói với bà Dung nhiều nữa. Cho dù nói đạo lý gì với bà cũng sẽ không nghe. Anh nói với Nhược Bạch Lan, em và con bị oan ức rồi. Về sau, chúng ta sẽ không trở lại đây. Bà Du gào lên, Du Đức Lâm, nếu hôm nay mày dám bước ra khỏi cái cửa này, về sau vĩnh viễn đừng có về cái nhà này. Du Đức Lâm không quay đầu lại, nói, yên tâm đi, sau này cho dù mẹ có cầu xin, chúng con cũng sẽ không trở về. Ngày này, đoán chừng sẽ không xa. Ra khỏi nhà họ Du, Nhược Bạch Lan liên tục an ủi Hải Băng, sợ nó bị dọa. Du Đức Lâm nói với cô, về sau chúng ta sẽ không tới chỗ này nữa, đừng sợ. Hải Băng lắc đầu, con không có sợ. Hải Băng của chúng ta là dũng cảm nhất rồi. Nhược Bạch Lan hỏi Du Đức Lâm, đã tìm được chưa? Tìm được rồi, anh đem hai sợi dây chuyền hợp lại cùng một chỗ, được một mảnh lá cây ngân hạnh nguyên vẹn, đường vân chế tạo, ngay cả dây xích cũng giống nhau như đúc. Điều này làm cho suy đoán trong lòng Du Đức Lâm càng khẳng định hơn, càng làm cho anh căng thẳng. Có thể tra được dây chuyền này đến từ đâu không? Du Đức Lâm nhìn cô nói, có thể, hơn nữa rất nhanh sẽ biết. Nhược Bạch Lan cắn môi, em hy vọng sẽ không bị quá thất vọng bởi chân tướng. Sẽ không đâu. Ở văn phòng thị trường, hội nghị vừa chấm dứt, thở một hơi còn chưa có uống nước, Hạ Ân Long liền thúc giục, đã gọi điện thoại chưa, hẹn thời gian chưa? Tôi lập tức đi gọi ngay. Thị trường, hai ngày hôm nay đều đã kín lịch, mãi cho đến sau 10 giờ tối mới có thời gian. Vậy hẹn sau 10 giờ. Thư ký khó xử, nhưng mà thị trường à, 10 giờ tối ngài không ngủ, cô bé cũng phải ngủ đó. Hạ Ân Long nhíu mày, ngày mai, chậm nhất là ngày mai tôi phải nhìn thấy cô bé đó, tất cả đều lui hẹn hết. Thư ký vô cùng khó xử, nhưng ngày mai đã có hẹn với mấy người rất quan trọng, đều là đã sắp xếp từ nửa tháng trước. Vậy sắp xếp để tối. Vẻ mặt thư ký đau khổ, buổi tối. Vậy có muộn quá không? Hạ Ân Long mặt lạnh, còn có vấn đề gì sao? Thư ký vội vàng lắc đầu, không, không có. Không thành vấn đề, tôi sẽ bố trí, chỉ là thị trường ngài phải đến rạng sáng mới có thể về nghỉ ngơi. Đây là thư ký lo lắng, công việc buổi trưa hoãn lại, như vậy thì thời gian nghỉ ngơi buổi tối cũng sẽ bị chiếm dụng rất nhiều. Thư ký lo lắng, Hạ Ân Long sẽ không được nghỉ ngơi tốt. Anh vốn chính là người làm việc đến điên cuồng, người khác tốt xấu gì còn có ngày chủ nhật, nhưng anh cho tới bây giờ đều không có, đêm nay nếu lại không được nghỉ ngơi tốt, sớm muộn gì cũng sẽ khiến mình phải nhập viện. Hạ Ân Long đối với việc này ngược lại chẳng hề để ý, rạng sáng thì rạng sáng, trễ mấy cũng không sao cả, cậu chỉ cần để dành thời gian trưa mai cho tôi là được. Thư ký gật đầu, được, đã hiểu rồi, tôi nhất định sẽ sắp xếp tốt. Trong lòng của cậu ta quả thực kinh ngạc, ngài thị trưởng để ý rất nhiều đối với em gái mình. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, chỉ là trông thấy một cô bé ánh mắt tương tự, lại để ý đến mức này, công việc thường ngày quan tâm nhất cũng có thể để ra đằng sau,
hoàn toàn trở thành một thị trưởng hạ không giống như cậu ta từng biết. Địa điểm ăn cơm đã xác định chưa? Thư ký nói, xác định địa điểm rồi, ngay tại khách sạn Phong Thái, tôi. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Hạ Ân Long cắt ngang, sao lại ở Phong Thái, chỗ đó có thể ăn được sao? Thư ký trợn tròn mắt, trước kia thị trưởng chưa bao giờ quan tâm ăn ở nơi nào, vậy mà lần này lại để ý địa điểm, à. Bình thường không phải đều ở đó sao? Hạ Ân Long ném bút trong tay, lần này là bình thường sao? Lần này anh coi trọng như vậy, để ý như vậy, kết quả thư ký lại chuẩn bị cho anh cái chỗ đó. Thư ký không dám nói gì khác, vậy ngài muốn ở nơi nào? Tôi sẽ đi bố trí. Hạ Ân Long nhíu mày nghĩ một lát, ở Hải thì có một cửa hàng lâu đời đến cả trăm tuổi tên là Chân hay Lầu gì đó. Thư ký hít một hơi, thị trường thật đúng là biết chọn địa điểm, thị trường, đó chính là Cửu Chân Lầu, thế nhưng ngài không phải là người bình thường, tiếp khách không thể vượt qua quy định. Hắn không dám nói cụ thể, liền cúi đầu xuống không nói thêm câu nào nữa. Hạ Ân Long thờ ơ nhìn cậu ta, đây là bản thân tôi tiếp khách riêng, tôi sẽ tự bỏ tiền, cậu lập tức đi sắp xếp cho tôi, quyết định ở chỗ này đi. Thư ký vội vàng gật đầu, vâng, tôi hiểu rồi. Vậy còn không mau đi. Thư ký sợ tới mức lập tức quay người chạy ra bên ngoài. Ngài thị trưởng hôm nay, vô cùng nóng nảy. Ra khỏi văn phòng, thư ký gọi điện thoại đến Cửu Chân Lầu. Cậu ta biết rõ đây là nhà hàng kiểu Trung Quốc uy tín lâu năm, mỗi ngày chỉ cung cấp 30 bàn, đoán chừng phải hẹn sớm trước nhiều ngày mới được. Cậu ta thật sự lo lắng không hẹn được vào ngày mai. Quả nhiên không ngoài dự tính, ngày mai đã không còn chỗ. Thư ký nói hết lời, cuối cùng dứt khoát nói ra thân phận của Hạ Ân Long, người ta mới đồng ý cho thêm một bàn. Giải quyết xong chuyện này, thư ký mới gọi qua cho Du Đức Lâm. Alo, cục trưởng Du, tôi là thư ký của thị trưởng Hạ. Ngài thị trưởng không phải đã nói muốn mời gia đình ngài ăn cơm sao? Không biết trưa mai ngài có rảnh không ạ? Một tay Du Đức Lâm lái xe, một tay nghe. Anh nghe được thư ký bảo ngày mai, trong lòng liền kinh ngạc, nhanh như vậy đã hẹn rồi. Anh do dự một chút, nói, ngày mai tôi rảnh. Vậy hẹn vào 12 giờ trưa mai, ngài thấy có được không? Du Đức Lâm gật đầu, được. Không biết ngài cùng phu nhân và con gái sống ở đâu vậy? Ngày mai chúng tôi sẽ sắp xếp xe đến đón. Không cần làm phiền, cậu nói cho tôi biết địa chỉ, tự chúng tôi sẽ đi tới. Vậy, cũng được. Thư ký nói địa chỉ cho Du Đức Lâm, cúp điện thoại, thở phào, rốt cuộc đã sắp xếp xong xuôi rồi. Du Đức Lâm bỏ điện thoại xuống, thở dài một tiếng, nói với Nhược Bạch Lan, Hạ Ân Long hẹn chúng ta ăn cơm vào trưa mai. Cô kinh ngạc nói, nhanh như vậy à? Em còn cho rằng là anh ta thuận miệng nói một chút thôi chứ. Đúng vậy, anh cũng không nghĩ tới. Nhược Bạch Lan lo lắng nói, ngày mai đi gặp anh ta, chúng ta có cần phải chú ý gì không? Em vừa nghĩ tới chuyện anh nói anh ta là người đặc biệt nham hiểm, em liền có chút lo lắng. Cô chưa từng thấy qua quan chức lớn như vậy. Vừa nghĩ tới những lãnh đạo xuất hiện trên TV, cả đám đều có bộ dạng nghiêm túc, Nhược Bạch Lan lại càng hồi hộp hơn. Khụ khụ khụ, Du Đức Lâm tự mình bị sặc, em, không cần lo lắng, không có việc gì, không có việc gì. Anh nói anh ta mời anh ăn cơm, để cho bọn em đi cùng làm gì? Nếu anh ta là người tốt thì không sao, nhưng theo như bộ dạng mà anh nói, đến lúc đó em nhìn thấy anh ta lại căng thẳng, nói không chừng sẽ không nói được gì, còn làm bẽ mặt mất. Du Đức Lâm lúc này chỉ cảm thấy chân đau quá, đau quá. Anh thật muốn nói một câu, vợ ơi em đừng nói nữa, em đem những lời anh nói quên sạch đi. Nhược Bạch Lan hiển nhiên là không quên được, hơn nữa đặc biệt nhớ rõ ràng, anh không phải là nói anh ta suốt ngày chỉ nghĩ cách tính toán người khác sao. Đến lúc đó, em sợ anh ta lại đào hố lừa anh thì phải làm sao? Du Đức Lâm vội vàng nói, sẽ không, không đâu. Anh ta, người này chỉ gài bẫy những kẻ phạm pháp, bằng không uy vọng của anh ta trong lòng dân chúng cũng sẽ không cao như vậy có phải không? Nhược Bạch Lan gật đầu, à, như vậy sao, nói cũng đúng, nếu như rất xấu thì cũng sẽ không giúp dân chúng làm nhiều chuyện như vậy. Đúng, chính là như vậy. Có điều, vẫn phải cẩn thận, dù sao, anh cũng không phải là người dân bình thường. Hơn nữa, anh cũng rất gian trá đấy. Khóe miệng Du Đức Lâm co rút một chút, em nói về ông xã mình như vậy sao? Nhược Bạch Lan vô tội nói, em chỉ là nói lời thật mà thôi. Du Đức Lâm thở dài, thật hối hận, trước kia vốn không nên nói bậy nhiều như vậy về Hạ Ân Long trước mặt bà xã. Hạ Ân Long cảm thấy thời gian một ngày trôi qua thật chậm, buổi tối anh hầu như không ngủ được. Rốt cuộc chờ đến giữa trưa ngày thứ hai, xử lý xong công việc nhìn thời gian đã 11:40 rồi, một ngụm nước cũng không uống, vội để cho thư ký sắp xếp xe đưa anh đến Cửu Chân Lầu. Gắng sức đi đến nơi cũng đã hơn 12 giờ,
Anh trách nói, dặn cậu để ý thời gian rồi, cậu sao lại không gọi tôi sớm chút? Tôi mời nhà người ta ăn cơm, rốt cuộc tới chậm còn ra thể thống gì? Thật có lỗi thưa thị trưởng, là tôi không đúng. Tôi vốn tưởng rằng có thể đến đây kịp. Phòng ở trên lầu, ngài đi cẩn thận dưới chân. Hạ Ân Long vội vàng đi, sau khi lên lầu lúc quẹo vào, không phát hiện một bóng dáng nhỏ từ đối diện đã chạy tới, vừa vặn đụng phải anh. Thư ký không vui nói, nhóc con này đi kiểu gì vậy? Hạ Ân Long nghiêm nghị quát lớn, câm miệng, không được trách trẻ con, là chúng ta đi quá nhanh. Anh xoay người đem cô bé nâng dậy, cô bé, có sao không? Cô bé ngẩng đầu, nhìn thấy một cái chớp mắt kia của cô bé, tiếng của Hạ Ân Long chợt im bặt dừng lại. Không có ai biết lúc Hạ Ân Long trông thấy khuôn mặt nhỏ kia có loại tâm tình gì. Thời gian đột nhiên giống như xoay chuyển, trong khoảnh khắc trở về rất nhiều năm trước, anh đi học về đến nhà, Tiểu Ái đã chạy tới nhào vào trong lồng ngực của anh, gọi anh một tiếng, anh. Tất cả xung quanh đều lui về phía sau, tất cả âm thanh đều biến mất, ánh mắt của anh chỉ có thể nhìn thấy cô bé đột nhiên xuất hiện này. Ánh mắt của cô bé cực lớn lại sáng, trong suốt sáng ngời như ngôi sao, giống Tiểu Ái như đúc, không, đâu phải chỉ có ánh mắt giống nhau, cái mũi cái miệng, đều rõ ràng giống như Tiểu Ái. Đây chính là em gái của anh, là hoài niệm của anh nhiều năm như vậy, trong lòng chưa bao giờ quên Tiểu Ái một giây nào. Tay Hạ Ân Long đang run rẩy, anh cảm thấy giống như là một giấc mơ, một sự chân thật đến mức có thể chạm tới mộng. Tay của anh nắm thật chặt trước mắt cô bé này, Tiểu Ái. Hải Băng bị biểu lộ của Hạ Ân Long dọa, cánh tay của anh cầm vào người nó sức lực thực sự lớn, người cô bé lại nhỏ, sao có thể chịu được. Hải Băng sụt xịt mũi, hốc mắt đỏ lên. Cô bé không dám lộn xộn, thế nhưng thật sự có chút đau, nó nhỏ giọng nói, bác à, không phải con cố ý. Con, là con lạc đường. Hải Băng vốn chỉ là muốn đi vệ sinh, không để cho ba mẹ đi theo. Từ nhà vệ sinh ra, cô bé liền đi nhầm hướng nên lạc đường, không biết đi hướng nào, vừa sốt ruột lại sợ hãi tranh thủ thời gian đi tìm, kết quả không phát hiện phía trước có người tới, nên bị đụng phải. Hạ Ân Long đi nhanh, cô bé cũng đi nhanh. Hai lực này đụng vào nhau, Hải Băng bị đụng làm cho mông đặt xuống mặt đất, ngã xuống không có đau, nhưng cái mũi lại đâm vào người Hạ Ân Long, vừa đau vừa nhức, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Thư ký cũng bị bộ dáng của Hạ Ân Long hù đến. Ngài thị trưởng, thật quá dọa người rồi, ánh mắt giống như có thể thiêu đốt cô bé này. Tuy rằng người ta đụng ngài một cái, nhưng chỉ là đứa bé thôi. Trẻ con tuổi này đứa nào không phải là mê chạy loạn chứ? Thư ký gọi hai tiếng, Hạ Ân Long đều không phản ứng. Anh giống như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, âm thanh ở bên ngoài đều không nghe được. Thư ký sốt ruột, vỗ nhẹ bả vai Hạ Ân Long một cái, thị trưởng, anh nắm cô bé đau. Hải Băng ngọ ngoại một cái nhỏ, bác buông con ra trước được không, con. Đau tay con, nước mắt của Hải Băng rốt cuộc làm cho Hạ Ân Long thanh tỉnh một chút. Anh giơ tay lên nhẹ nhàng lau cho cô bé, ngoan, không khóc. Một âm thanh phát ra, tiếng của Hạ Ân Long đã khàn khàn không giống bình thường. Thư ký nhìn sang lại càng hoảng sợ. Hạ Ân Long không khóc, thế nhưng ánh mắt so với Hải Băng còn đỏ hơn. Anh tựa như rất muốn cười, nhưng thư ký lại thấy từ trên khuôn mặt của anh rất nhiều khổ sở. Cậu ta không biết hình dung biểu cảm của Hạ Ân Long vào lúc này như thế nào, đó là bộ dạng cậu ta chưa từng thấy qua. Thư ký bỗng nhiên nghĩ đến, thị trường Hạ sẽ không phải là nhìn thấy cô bé này lại nhớ tới em gái của mình rồi chứ. Hải Băng khóc thút thít nói, bác à, thật xin lỗi. Bác cũng đau sao, con không phải là cố ý đụng đau bác, thật xin lỗi. Con không nên chạy lung tung. Hạ Ân Long có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn cô bé trước mắt này, anh cảm thấy tất cả lời nói đều thành dư thừa. Anh không biết giấc mộng này của mình có thể dài bao lâu. Anh liền muốn nhìn cô bé nhiều một chút, nghe cô bé trò chuyện, anh chưa từng cảm thấy đời này còn có thể có một ngày, nhìn thấy Tiểu Ái chân thật như vậy. Hải Băng trong miệng gọi bác, làm cho Hạ Ân Long hiểu rõ đây không phải là Tiểu Ái của anh. Thế nhưng cô bé thật sự là quá giống, ngay cả giọng điệu nói chuyện và tiếng nói đều giống như vậy. Khóe miệng của anh ra sức giật giật, lộ ra một vẻ tươi cười trông còn khó coi hơn so với khóc, phải. Bác cũng đau, con, có thể ôm bác một chút được không? Hải Băng cắn môi do dự, cha mẹ nói với cô bé nếu gặp nam giới không quen biết đòi ôm thì phải rời đi, từ em bé 2 tuổi đến ông già 80, đều không thể để cho người ta tùy tiện chạm vào. Thế nhưng nhìn bộ dáng bác này trông có vẻ rất đáng thương. Bác ấy so với cô bé còn có vẻ đau hơn. Hải Băng do dự một lúc lâu, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, vậy. Được rồi, một cái thôi nha, không được nhiều hơn. Được. Hải Băng mở đôi tay nhỏ bé của mình ra ôm lấy Hạ Ân Long. Người của cô bé nhỏ, cánh tay lại ngắn, căn bản không ôm được người anh, bác à, ôm một cái là hết đau rồi.
Cô bé cảm thấy ông bác này sao mà còn sợ đau hơn cả cô bé chứ? Cô bé là trẻ con còn có thể nhịn được, thế nhưng ông bác này lại còn muốn ôm một cái. Thư ký ở một bên nhìn, đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng. Ngài thị trưởng của bọn họ, cho dù ở bất kỳ đâu đều có thể hô mưa gọi gió, bất cứ lúc nào cũng đều tỉnh táo cơ trí, xem ra tất cả mọi người đều không làm gì được Hạ Ân Long. Nhưng thực ra anh so với bất cứ ai, đều khát vọng tình thân, khát vọng ấm áp. Hạ Ân Long ôm chặt lấy Hải Băng. Âm thanh non nớt của cô bé nói bên tai làm cho anh cảm thấy lời nói vô cùng quen thuộc. Tất cả những điều này khiến cho anh có một loại ảo giác rằng Tiểu Ái thật sự chưa từng rời khỏi, cô bé vẫn luôn ở đây, cô bé chưa bao giờ rời xa gia đình anh. Tiếng của anh khàn lại, kêu lên từng tiếng, Tiểu Ái. Tiểu Ái. Hải Băng cảm thấy khó hiểu. Ông bác này gọi nó là Tiểu Ái, nhưng nó không phải tên là Tiểu Ái nha, nó tên là Hải Băng. Bác, tên con không phải là Tiểu Ái, con là Hải Băng. Bỗng nhiên ở phía xa truyền đến một giọng nữ gấp gáp, Hải Băng, Hải Băng. Con ở đâu? Hải Băng lập tức vùng vẫy, bác, mẹ con tới tìm con. Cô bé kêu lên, mẹ, con ở đây, con ở đây. Hạ Ân Long không muốn buông Hải Băng ra. Thế nhưng anh biết rõ phụ huynh cô bé tìm tới, anh không muốn thả cũng phải thả. Trong lòng của anh đã có một quyết định, bất kể người nào cũng không thể thay đổi quyết định đó, mặc kệ cha mẹ đứa bé này là ai, anh cũng phải làm cho đứa bé này làm con gái nuôi của anh, bọn họ không đồng ý cũng phải đồng ý. Nhược Bạch Lan và Du Đức Lâm ở trong phòng đợi 10 phút không thấy Hải Băng trở về. Hai người liên chạy vội ra ngoài tìm, có hai đầu hành lang, hai người liền tách nhau ra đi tìm. Nhược Bạch Lan vội vàng đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Cô cực kỳ hối hận, vốn dĩ không nên nghe theo Hải Băng, để cho nó tự đi. Trước ở cửa hàng kia dạy dỗ còn chưa đủ sao? Nếu như Hải Băng ở chỗ này bị làm sao, vậy không phải là muốn mạng của cô ư? Nghe được tiếng của Hải Băng, Nhược Bạch Lan liền men theo đó vội vàng chạy tới. Xa xa đã nhìn thấy một người đàn ông đưa lưng về phía cô đang ôm Hải Băng. Trong lòng của cô hốt hoảng, tăng thêm tốc độ xông tới, đoạt lấy tay Hải Băng từ trong tay Hạ Ân Long. Trong ngực Hạ Ân Long đột nhiên trống rỗng, mất mát trong nháy mắt khiến anh thật sự muốn đoạt lại người. Nhưng đó là mẹ người ta, anh có lý do gì chứ? Hải Băng, con chạy đi đâu vậy? Ba mẹ đều lo muốn chết, con có biết không? Nhược Bạch Lan ôm lấy con gái, lo lắng trong lòng lúc này mới bỏ xuống. Hải Băng ngửa đầu trông thấy ông bác kia đứng ở sau lưng mẹ cô bé, cắn cắn môi. Thoạt nhìn bác ấy giống như rất thương tâm. Cô bé nói, mẹ, con bị lạc đường, vừa không cẩn thận đụng phải bác này. Nhược Bạch Lan căn bản không có quay người nhìn Hạ Ân Long, nghe Hải Băng nói bị đụng vào người. Cô hỏi trước, vậy còn con có bị sao không, có bị thương ở đâu không? Đối phương là người lớn, Hải Băng chỉ là trẻ con, cho dù là đụng vào cùng một chỗ, thì Hải Băng cũng sẽ chịu thua thiệt. Cô kéo hai tay của Hải Băng kiểm tra, xác định không có bị thương mới thở phào. Nhưng vừa nới lỏng cầm lên cổ tay Hải Băng, cô đã nhìn thấy tay trái có một dấu vết màu đỏ, rõ ràng là bị người ta dùng sức nắm mới lưu lại, lực nắm này thật quá tàn nhẫn. Ngày mai khẳng định sẽ thành một vòng màu xanh. Hải Băng là uy hiếp của Nhược Bạch Lan, cũng là ranh giới cuối cùng không thể chạm vào của cô. Ai dám đụng đến con gái cô cũng dám lấy thân mình ra dốc sức liều mạng. Tuy là Hải Băng đụng vào người ta, nhưng đối phương là một người lớn, sao có thể nặng tay với con gái cô như vậy? Nhược Bạch Lan nghiến răng, cô cố ý hỏi Hải Băng, vậy con có xin lỗi bác không? Hải Băng gật đầu, có, con đã nói xin lỗi với bác rồi. Bác nói bác bị đụng đau, con còn ôm bác ấy đấy. Thư ký cúi đầu xuống, xong rồi, mẹ cô bé khẳng định sẽ cho rằng thị trường của bọn họ là người không đứng đắn. Nhược Bạch Lan nghe xong tức giận đến mức tay cũng phát run. Bị một đứa bé đụng đau, loại lời này, chỉ có thể đi lừa gạt những cô bé không biết gì như Hải Băng. May mắn là cô đến nhanh, bằng không thì Hải Băng sẽ bị chiếm tiện nghi gì đó rồi. Vừa nghĩ tới Hải Băng xíu chút nữa liền gặp chuyện không may, lửa giận trong lòng Nhược Bạch Lan liền không áp xuống được. Giọng của cô lạnh lùng, trước kia mẹ đã nói với con như thế nào rồi? Đi ra ngoài, bất cứ ai không quen đều không được để cho người ta đụng vào, nhất là nam giới. Trên đời này có rất nhiều người bụng dạ khó lường, một cô bé như con nhất định phải cẩn thận. Hải Băng nhỏ giọng nói, con nhớ mà, nhưng mà nhìn bác ấy có vẻ thật sự đau lòng đó. Nhược Bạch Lan bực mình một trận, con, về nhà mẹ sẽ nói lại cho con. Cô đứng lên, quay người đối mặt với Hạ Ân Long, vô cùng không khách khí nói, thật xin lỗi tiên sinh, đây là con gái tôi. Trách tôi không để ý để cho nó chạy loạn, thế nhưng ngài dẫu gì cũng là một người lớn, sao có thể nặng tay như vậy đối với một đứa bé. Tôi nhìn dáng vẻ ngài cũng đường hoàng coi trọng thể diện, vậy ngài phải biết rõ làm người điều cơ bản nhất là liêm sỉ chứ.
Nhược Bạch Lan nói vô cùng không khách khí. Thư ký cũng bị dọa. Cô gái này không muốn sống nữa sao? Tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng sao lại có thể nói chuyện như vậy với ngài thị trưởng của bọn họ, không muốn sống nữa à? Cậu ta sợ Hạ Ân Long tức giận, vội vàng nói, vị phu nhân này, nói chuyện xin khách khí một chút. Ngài thị trưởng chúng tôi, khụ, tiên sinh của chúng tôi, ban nãy nhìn thấy con gái cô, đó là tức cảnh sinh tình. Nhược Bạch Lan cười lạnh, cái gì mà tức cảnh sinh tình, tức cảnh sinh tình thì có thể nặng tay như vậy với con gái người khác. Con gái của tôi mới bao nhiêu tuổi, có thể đụng anh ta đau đến mức thế nào chứ? Tôi còn chưa nói là anh ta đụng vào con gái của tôi đấy. Thư ký không ngờ tới thoạt nhìn Nhược Bạch Lan dịu dàng như vậy, mở miệng lại không có nửa điểm lưu tình nào. Ai, cô này sao nói không có lý lẽ như vậy, tốt xấu gì cô cũng phải hiểu rõ tình huống rồi hãy kết luận chứ. Hai người cãi cọ một hồi lâu, cũng không thấy Hạ Ân Long nói một câu nào. Thư ký cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cấp trên của cậu ta nhìn mẹ của cô bé hoàn toàn choáng váng, nét mặt đầy kinh ngạc, không động đậy chút nào, giống như biến thành tượng đá. Thư ký cảm thấy lúc này không ổn. Xong rồi, cái này không phải là lúc trước thì vừa ý con gái người ta muốn lấy về nhà làm em gái. Sau đó lại vừa ý mẹ của cô bé rồi. Tuy rằng, cô gái này quả thực là vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, người ta là phụ nữ có chồng đó. Thị trưởng à, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ không ra nha. Vạn nhất ngài không nghĩ ra, nói không chừng con đường làm quan tốt cũng sẽ bị mất rồi. Thư ký nhỏ giọng nói, thị trưởng. Hạ Ân Long bất động, trong nháy mắt Nhược Bạch Lan xoay người, anh thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Anh nhìn thấy cô, đừng nói trò chuyện, ngay cả hô hấp đều đã quên rồi. Hạ Ân Long cảm thấy mình đúng là thật sự đang nằm mơ, một giấc mơ mà anh cảm thấy vĩnh viễn sẽ không thành sự thật, có Tiểu Ái, có anh còn trẻ, còn có cả người mẹ xinh đẹp. Năm đó Tiểu Ái còn chưa bỏ gia đình họ mà đi, mẹ của anh chính là bộ dạng này, trẻ tuổi xinh đẹp. Về sau, Tiểu Ái không còn nữa, bà mới giống như một bông hoa nhổ ra từ trong đất, nhanh chóng héo rũ, vẻ rực rỡ lúc tuổi trẻ cũng không còn. Nếu như nói cô bé Hải Băng kia lớn lên giống với Tiểu Ái là trùng hợp, vậy mẹ của cô bé thì sao? Mẹ của cô bé và mẹ của anh, Hạ phu nhân lúc tuổi còn trẻ, giống như là cùng một người. Khuôn mặt dịu dàng, má núm đồng tiền rung động lòng người, ngay cả lúc nổi giận cũng giống nhau. Bờ môi Hạ Ân Long run run, đây là mơ sao? Đây nhất định là mơ, nhưng vì sao tất cả lại chân thật như vậy? Tiểu Ái, mẹ khi còn trẻ, tất cả đều đã trở về rồi, toàn bộ mọi thứ vừa chân thực vừa huyền ảo. Bây giờ Hạ Ân Long đã hoàn toàn không phân biệt được giờ phút này rốt cuộc là thật, hay chỉ là một mộng cảnh mà anh mong nhớ ngày đêm. Nếu như đây là một giấc mơ, anh hy vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Anh hy vọng Tiểu Ái mãi mãi ở đây. Anh hy vọng mẹ mãi mãi tươi trẻ, mãi mãi không bị bi thương nhuộm dần. Nhược Bạch Lan bị Hạ Ân Long nhìn đến phát cáu. Cô thật muốn đi tới đạp hai chân, đồ cặn bã, biến thái, ra tay với con gái cô, bây giờ lại còn dám động tâm suy nghĩ đối với cô. Hải Băng, chúng ta đi tìm ba của con đi. Nhược Bạch Lan kéo Hải Băng muốn đi. Cô muốn đi tìm Du Đức Lâm, để cho chồng của cô giáo huấn tên cặn bã này, hung hăng đánh cho anh ta một trận. Đợi một chút. Hạ Ân Long bước nhanh tiến đến, một phát bắt được cánh tay Nhược Bạch Lan, cô, anh không biết nói cái gì, anh chỉ biết, tuyệt đối không thể để cho cô đi, không thể để cho bọn họ rời khỏi. Nhược Bạch Lan vùng vẫy, cô kêu lên, anh làm cái gì vậy, buông tay tôi ra. Nếu không, tôi sẽ gọi người. Anh mau buông ra, tay kia của Nhược Bạch Lan buông Hải Băng ra, sau đó cào vào tay của Hạ Ân Long. Cô cho rằng anh không phải là người tốt, tự nhiên cũng sẽ không khách khí ra tay. Trên tay truyền đến đau đớn làm cho Hạ Ân Long thoáng chốc thanh tỉnh. Đây không phải là nằm mơ, trước mắt tất cả đều là sự thật, trong lòng của anh bỗng nhiên tuôn ra cuồng hỉ, là thật, là thật. Thư ký thấy thị trưởng của bọn họ ban ngày ban mặt lại ra tay đối với phụ nữ đã kết hôn. Ông trời ơi ở đâu rồi, cái này nếu bị kẻ thù chính trị trục được thì còn gì nữa. Cậu ta vội vàng đến, thị trưởng, ngài làm gì vậy, ngài buông ra đã, có chuyện gì từ từ nói. Ánh mắt Hạ Ân Long nhìn chăm chú Nhược Bạch Lan, anh không thể buông. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều suy đoán, cho dù là gì anh cũng không thể buông ra. Trên đời này không có nhiều trùng hợp như vậy. Tiếng của Hạ Ân Long run rẩy như nói không nên lời, anh hỏi, tôi không thể buông. Cô nói cho tôi biết, cô là ai, tên cô là gì, cha mẹ cô là ai. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Nhược Bạch Lan tức giận nói, liên quan gì đến anh, cha mẹ tôi cũng không phải cha mẹ anh. Anh còn không buông, đợi chồng của tôi đến, anh ấy sẽ không tha cho anh. Nếu không phải Nhược Bạch Lan còn mang theo Hải Băng bên người, một mình không đánh nổi hai người đàn ông này,
lại không bảo vệ được Hải Băng, thì cô đã sớm đánh cho rồi. Đầu năm nay sao toàn người đáng ghét như vậy? Thoạt nhìn cũng ra dáng người gương mẫu, sao lại không phân biệt chuyện phải trái chứ? Quả nhiên nói đến đàn ông, chồng cô vẫn là tốt nhất. Dù Đức Lâm ở trong lòng Nhược Bạch Lan lại tăng thêm thập phần. Chồng của cô cho tới bây giờ ở bên ngoài vẫn không thèm liếc nhìn những cô gái khác, đừng nói tới chuyện cầm lấy tay người ta không buông ra như vậy. Lưu manh. Vị trí của Hạ Ân Long trong lòng Nhược Bạch Lan chính là hai chữ này. Trên lầu hai này tất cả các phòng đều đã được bao trọn, người đi ngang qua rất ít. Nhất là vào lúc này, ngay cả một nhân viên phục vụ bê đồ ăn cũng không có. Nhược Bạch Lan muốn tìm người giúp đỡ cũng không được. Nhược Bạch Lan kéo cánh tay Hạ Ân Long, anh buông ra. Anh mà không buông tôi liền báo cảnh sát. Thư ký trợn mắt nhìn tay thị trưởng của bọn họ bị cào chảy ra thật nhiều máu, giống như bị mèo cào. Máu liên tục chảy ra khiến cậu ta nhìn cũng thấy đau. Nhưng thị trưởng của bọn họ lại giống như hoàn toàn không có cảm giác, vẫn như trước cầm chặt lấy tay không chịu buông ra. Cậu ta muốn khuyên Hạ Ân Long buông, thế nhưng lại bị một tay của anh đẩy ra. Ánh mắt của Hạ Ân Long khóa chặt Nhược Bạch Lan, xin cô nói cho tôi biết trước, cô là ai? Tôi chỉ muốn biết điều này. Cho dù thế nào Hạ Ân Long cũng sẽ không buông tay. Đầu óc của anh càng ngày càng tỉnh táo, hoặc là nó chưa bao giờ anh tỉnh táo như lúc này. Cô gái trẻ tuổi trước mắt, còn có đứa bé này, bọn họ sẽ tuyệt đối không thể không có một chút quan hệ nào với anh. Anh không tin, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Cô bé giống Tiểu Ái hồi nhỏ như đúc, mẹ cô bé lại càng giống với mẹ của anh lúc còn trẻ. Cho dù là từ trong một cái mô hình khác ra cũng không thể giống như vậy. Nếu như năm đó Tiểu Ái không chết, vậy thì tuổi của nó bây giờ cũng vừa khớp với người mẹ trẻ tuổi trước mắt này. Trái tim yên lặng nhiều năm của Hạ Ân Long giờ phút này ra sức đập. Từng nhịp, âm thanh kia như tiếng trống kịch liệt gõ vang, từng tiếng đều khảm vào tai của anh. Anh không thể thả cô ấy ra, càng không thể để cho bọn họ rời khỏi. Anh nhất định phải biết rõ ràng. Hải Băng ở một bên nhìn sốt ruột, cô bé cảm thấy ông bác này không phải là người xấu. Thế nhưng bác ấy một mực cầm tay mẹ không chịu buông. Hải Băng kéo vạt áo của Hạ Ân Long, bác thả mẹ con ra. Nhược Bạch Lan nhìn thấy Hải Băng vẫn dám đến chạm vào Hạ Ân Long, vội nói, Hải Băng, trở về, nhanh đi gọi ba con, bảo ba con tới đây. Chỉ cần chồng của cô tới là có thể đem cái tên lưu manh này đánh gục trong chốc lát. Hải Băng gật đầu, quay người muốn đi tìm Du Đức Lâm. Còn chưa chạy được hai bước, đã nhìn thấy một người đi đến từ phía trước, mắt cô bé sáng lên, còn chưa kêu ra tiếng đã thấy mặt anh âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, thị trưởng Hạ, có thể thả vợ tôi ra trước không? Được lắm. Vợ con không ở trước mặt có một lúc, đã bị người khác nắm lấy tay. Nhìn thấy tay của Hạ Ân Long, trong lòng của Du Đức Lâm liền tức giận, sớm đã quên lúc trước suy đoán cái gì. Bây giờ anh đã cảm thấy Hạ Ân Long là một tên lưu manh, ban ngày ban mặt lại dám ra tay với bà xã của anh. Hạ Ân Long chợt ngẩng đầu, trông thấy Du Đức Lâm đi tới với vẻ mặt đầy tức giận, anh kinh ngạc nói, cậu nói, cô ấy là vợ của cậu à? Du Đức Lâm vặn chặt tay của Hạ Ân Long. Sức lực mạnh mẽ khiến cho Hạ Ân Long lúc này không thể không buông tay. Anh mạnh mẽ ngăn Hạ Ân Long ra, chặn ở ngay trước mặt Nhược Bạch Lan. Hai mắt Du Đức Lâm nhìn Hạ Ân Long phun ra lửa, hai nắm đấm chỉ thiếu chút nữa là đánh lên rồi, đừng tưởng anh là thị trưởng mà tôi không dám ra tay đánh anh. Nhược Bạch Lan ở phía sau lưng Du Đức Lâm lộ ra cái đầu. Cô đang xoa xoa cánh tay đau, nói, à, hóa ra đây chính là thị trưởng Hạ mà anh nói. Hừ, anh quả nhiên nói đúng. Hoàn toàn không phải người tốt lành gì. Bữa cơm hôm nay em thấy cũng không cần ăn. Chúng ta trở về đi, không ăn nữa. Vốn Du Đức Lâm đang nổi giận đùng đùng, cũng định xắn tay áo lên làm một trận sống mái với Hạ Ân Long. Kết quả nghe được vợ ở phía sau nói như vậy, biểu lộ trên mặt anh thoáng chốc liền dừng. Xong rồi, phe này lúng túng khó xử rồi. Bị Hạ Ân Long biết là sau lưng làm khó dễ anh ta rồi. Thế nhưng Du Đức Lâm nghĩ đi nghĩ lại, nhìn biểu lộ khẩn thiết này của Hạ Ân Long, rõ ràng là sau khi thấy vợ anh liền vô cùng kích động. Anh ta không phải là loại người tùy tiện không kiểm soát được như vậy. Nhất định là sau khi thấy vợ anh thì nghĩ tới điều gì đó, có phải nên nói rõ xem giữa bọn họ thật sự có mối liên hệ nào đó hay không? Dù Đức Lâm nói rõ ràng, thị trường Hạ sao lại mạo phạm vợ của tôi như vậy? Lúc trước tôi nghĩ đến anh dù gì cũng là người rất chính trực, không nghĩ tới anh vậy mà lại làm ra chuyện này. Anh thật là khiến tôi quá thất vọng rồi. Mặc dù tôi không có chức vị cao như anh, thế nhưng chuyện hôm nay anh nhất định phải cho vợ tôi một câu trả lời hợp lý. Không chịu nhận lỗi với vợ của tôi thì anh đừng mong coi như xong chuyện này. Thư ký lau mồ hôi trên trán, xong rồi, bị chồng người ta bắt được rồi, đây lại là một người khó dây dưa.
cũng không biết rốt cuộc thị trường của bọn họ bị chúng ta gì nữa. Cô ấy là vợ của cậu. Hạ Ân Long không nghĩ tới Nhược Bạch Lan sẽ là vợ của Du Đức Lâm, có điều trong lòng của anh ta lại phấn chấn trở lại. Cô ấy là vợ của Du Đức Lâm cũng tốt, ít nhất về sau tìm cô ấy dễ dàng. Du Đức Lâm hất cằm lên, cầm chặt tay Nhược Bạch Lan, đương nhiên, không phải của tôi thì của ai. Thời điểm này, Du Đức Lâm phải tuyên bố quyền sở hữu của bản thân, đây là vợ của anh, vợ của anh, vợ của anh. Hạ Ân Long nhìn về phía Hải Băng, đây là con gái cậu. Du Đức Lâm vẫy tay bảo Hải Băng qua, sau đó ôm cô bé lên, đây không phải con gái tôi, chẳng lẽ là của anh sao? Trong đầu Hạ Ân Long lập tức hiện ra hai lần gọi điện thoại lúc trước, trong điện thoại anh nghe được tiếng của Hải Băng. Anh cũng nghe thấy cả lúc Du Đức Lâm gọi điện thoại cho vợ anh ta. Trách không được lúc đó, anh liền không hiểu vì sao muốn gặp bọn họ. Hạ Ân Long bị kích động đến mức tay cũng run rẩy. Anh không mê tín, nhưng anh tin tưởng huyết mạch thân tình. Anh nhìn Hải Băng và Nhược Bạch Lan, hốc mắt chua xót đỏ bừng. Anh cố hết sức mới khống chế được tâm tình của mình, tiếng của anh run rẩy, thật có lỗi, mới vừa rồi là tôi đã quá mạo phạm. Chuyện này, tôi nghĩ tôi cũng cần giải thích tốt với mọi người. Đối với anh ta Nhược Bạch Lan sắc mặt không hề tốt, không cần phải giải thích. Tôi cũng không muốn nghe, bây giờ tôi muốn trở về. Du Đức Lâm gật đầu, tôi nghe vợ của tôi, cô ấy không muốn ăn cơm, vậy chúng ta không cần phải dây dưa. Cáo từ. Hạ Ân Long bước nhanh về phía trước, ngăn bọn họ lại, vừa rồi tôi mạo phạm như vậy thật sự là có lý do. Tôi chỉ là đột nhiên nhìn thấy hai người, trong lúc nhất thời khống chế không nổi, tôi. Hạ Ân Long luống cuống tay chân mở ví ra, đem một tấm hình ở bên trong lấy ra, cô xem. Cô xem tấm hình này một chút, đó là một bức ảnh đen trắng, cô bé trong ảnh cười tươi như hoa. Nhược Bạch Lan sau khi thấy bức ảnh liền kêu lên, tại sao anh lại có ảnh chụp của Hải Băng? Nhược Bạch Lan giành lấy tấm hình kia, cô rất nhanh liền phát hiện không đúng, đây không phải là ảnh chụp của Hải Băng. Ảnh chụp là đen trắng, tuy được giữ gìn vô cùng tốt, nhưng vẫn là không thể ngăn cản được năm tháng xâm nhập, đã bắt đầu ố vàng, hiển nhiên là đã có từ lâu lắm rồi. Quan trọng nhất là, Hải Băng chưa từng chụp qua ảnh đen trắng. Nhược Bạch Lan cầm ảnh chụp nhìn Hải Băng một chút, rồi lại nhìn cô bé ở trên tấm ảnh, vô cùng khiếp sợ, thật sự quá giống. Có điều, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, Hải Băng so với cô bé trên tấm ảnh lớn hơn một chút. Cô ngẩng đầu kinh ngạc hỏi Hạ Ân Long, anh, đây không phải là ảnh chụp của Hải Băng, là ai vậy? Trên đời này người giống nhau quả thực có rất nhiều, thế nhưng tướng mạo hoàn toàn giống nhau như thế thì rất hiếm thấy. Nếu như tấm ảnh này đổi thành có màu sắc, Nhược Bạch Lan đoán chừng sẽ không phân biệt được. Du Đức Lâm cũng nhìn thấy cô bé trên tấm ảnh, anh không khỏi hít một hơi, thật là quá giống nhau rồi. Anh liếc mắt nhìn Hạ Ân Long, giờ phút này trong ánh mắt của anh ta ai cũng không lọt vào, tất cả đều chỉ là Bạch Lan và Hải Băng, trên mặt của anh ta tràn đầy chờ mong vui sướng lẫn bất an. Thấy Hạ Ân Long như vậy, Du Đức Lâm thật không dám đưa anh ta bây giờ với con cáo giả âm hiểm ngày trước nhập lại thành một người. Du Đức Lâm đoán chừng tấm ảnh này chính là ảnh chụp đứa em gái chết trẻ của Hạ Ân Long. Anh không nghĩ tới Hạ Ân Long vậy mà lại mang theo bên người ảnh chụp của em gái mình đã qua đời rất nhiều năm như vậy. Xem ra, tình cảm của anh ta đối với em gái mình quả thực rất sâu. Nếu nói như vậy, có vẻ, cái này có chút thật không khéo. Tình cảnh trước mắt này, nói Bạch Lan cùng nhà họ Hạ bọn họ không có quan hệ, đoán chừng có điểm khó, nếu sau này những lời anh nói bị Hạ Ân Long biết. Ai, nan giải. Du Đức Lâm có chút phát sầu. Hạ Ân Long nhìn Nhược Bạch Lan với tất cả chờ mong, anh nói, cô cũng thấy giống sao? Nhược Bạch Lan có chút giật mình, phải, rất giống, chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cô quay đầu hướng Du Đức Lâm cầu cứu, việc này phát triển có phần nhanh, Nhược Bạch Lan không biết đối mặt như thế nào. Du Đức Lâm ôm bờ vai cô, đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, đi, chúng ta đi vào trước. Có gì thì ngồi xuống nói đi. Thời điểm này, điều duy nhất Du Đức Lâm có thể làm là hy vọng tận lực có thể ở trước mặt Hạ Ân Long, cứu vãn hình tượng một chút. Thư ký cũng gật đầu theo, đúng vậy. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, vẫn là đi vào trước đi. Du Đức Lâm bế Hải Băng lên, nắm lấy tay Nhược Bạch Lan đi ở phía trước. Hạ Ân Long đi ở phía sau, ánh mắt của anh liên tục dõi theo Nhược Bạch Lan và Hải Băng. 20 năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rõ được bản thân mình còn sống. Hải Băng nằm ở trên bờ vai Du Đức Lâm, nhìn Hạ Ân Long, cô bé gãi gãi đầu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra liền bị người lớn ôm vào phòng. Một đoàn người sau khi ngồi xuống, Du Đức Lâm nhẹ nhàng hỏi, vậy thị trường Hạ, việc hôm nay có lẽ là có gì đó hiểu lầm, ngài xem có gì muốn nói thì nói đi. Ừ, anh cho mình tìm lối thoát thì cũng phải cho Hạ Ân Long một lối thoát.
Bằng không thì đợi đến sau khi tất cả được xác thực, anh sẽ vô cùng thảm. Hạ Ân Long nhìn Nhược Bạch Lan, anh rất muốn cười với cô, thế nhưng anh thế nào cũng không cười nổi. Trên tấm ảnh là em gái của tôi, đây là ảnh chụp trước sinh nhật lúc nó 5 tuổi, nó tên là Tiểu Ái, 20 năm trước đã chết trong một trận hỏa hoạn, nếu như năm đó nó không chết, cũng vừa vặn gần bằng với tuổi của cô. Trong lòng Nhược Bạch Lan hồi hộp, nhìn qua bờ môi đang động đẩy của Hạ Ân Long, cô nuốt nước bọt, cảm thấy trong lúc nhất thời đầu óc không còn nghĩ được gì. Anh ta nói, người trên tấm ảnh là em gái của anh ta. Em gái của anh ta lúc nhỏ rất giống với Hải Băng. Ý của anh ta hẳn là... Nhược Bạch Lan bỗng nhiên căng thẳng hẳn lên, trái tim đập bình bịch liên hồi. Giờ cô đã có thể hiểu được vì sao khi Hạ Ân Long nhìn thấy Hải Băng lại kích động như vậy, cũng liền gạt bỏ bài xích đối với anh ta. Nhưng, anh ta là thị trưởng, nhà anh ta cũng là loại quyền cao chức trọng, nghe nói là hào môn thế gia số 1 số 2 trong nước. Làm sao có thể cùng với cô có mối liên quan gì hơn được chứ? Nhược Bạch Lan mấp máy khóe miệng nói, có lẽ chỉ là giống nhau, cái này cũng không thể nói lên điều gì đúng không? Dù sao đã nhiều năm như vậy, Hải Băng và em gái của anh dường như cũng không có liên hệ gì. Hải Băng nằm bò trên mặt bàn. Cô bé thấy mọi người nói chuyện nhưng cái gì cũng không hiểu, thở dài, thật đói quá, lúc nào mới được ăn đây? Trong lòng Hạ Ân Long nổi lên cay đắng, lớn lên giống nhau đúng là không thể nói lên điều gì. Nhưng cô giống với mẹ của tôi khi còn trẻ bao nhiêu cô có biết không? Nhược Bạch Lan trừng lớn mắt, không dám tin nhìn anh ta, cái gì? Dụ Đức Lâm cũng chấn động, cái này, không phải chứ, nếu nói như vậy, lại bảo là không có quan hệ gì thì thật sự là không bình thường. Anh nhìn về phía Nhược Bạch Lan, trong lòng càng lo lắng hơn. Vậy, ngày sau đoán chừng cuộc sống của anh sẽ không dễ chịu rồi. Hạ Ân Long chỉ sợ bọn họ không tin, vội vàng phân phó thư ký, cậu nhanh đến chỗ ở của tôi, lấy khung ảnh ở trong vali để tại phòng ngủ của tôi đem tới đây, nhanh lên. Những năm nay nhiều lần anh thay đổi công việc, nhưng vẫn luôn mang theo một vali bên người. Trong vali đó để một tấm ảnh gia đình. Đó là tấm ảnh cuối cùng của cả gia đình anh từ rất nhiều năm trước. Tấm ảnh kia đã theo Hạ Ân Long rất nhiều năm, thế nhưng anh lại cự tuyệt không có lấy ra. Anh sợ sau khi nhìn xong lại càng khổ sở. Thư ký gật đầu liên tục, à, được, tôi liền đi ngay. Mấy vị xin chờ một lát, tôi sẽ lập tức quay lại ngay. Hạ Ân Long rất sợ Nhược Bạch Lan sẽ có ấn tượng không tốt đối với mình. Anh nói, đợi thư ký đem tấm ảnh mang tới, cô sẽ hiểu. Nhược Bạch Lan gật đầu qua loa, cô bây giờ đang có chút rối bời. Cô không biết mình thật sự có quan hệ gì với thị trưởng Hạ trước mắt này không, nhưng cô vẫn muốn biết. Cô thật sự là muốn tìm đến chân tướng, điều tra rõ thân thế. Cô muốn biết mình ở kiếp trước tại sao phải chết, muốn biết vì sao có người vẫn luôn muốn hại cô. Cô không muốn sống trong mơ hồ nữa. Nhưng bây giờ, chưa có chuẩn bị bất cứ gì, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một người có thể là anh trai của cô. Trong lòng của Nhược Bạch Lan nói không kỳ vọng là giả dối, nhưng cô lại càng bất an hơn, thấp thỏm không yên. Bởi vì cô không biết, hiểu rõ thân thế của mình sẽ tốt hơn hiện tại, hay là lại càng tệ hơn bây giờ. Không có ai biết, cô vui vẻ bằng lòng với cuộc sống hiện tại rất nhiều. Đây là điều trước kia cô cũng không dám nghĩ, cô rất sợ sẽ có người tới phá hư cuộc sống ba người của bọn họ. Cuộc sống trước kia, cô từng thực sự rất sợ hãi. Hải Băng ở một bên nhỏ giọng hỏi, mẹ, đói quá, có thể ăn cái gì không? Trẻ con hay mau đói, cô bé thật sự không nhịn được nữa nên mới hỏi. Nhược Bạch Lan lấy lại tinh thần, trông thấy bộ dạng tội nghiệp của con gái, lập tức bắt đầu tự trách vội vàng nói, xin lỗi, mẹ quên mất, chúng ta có thể ăn luôn rồi. Phục vụ, Dụ Đức Lâm và Hạ Ân Long gần như là mở miệng cùng một lúc. Hai người đều nhìn đối phương, bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng, cũng may nhân viên phục vụ vào rất nhanh, tiên sinh, bây giờ có thể chọn món rồi chứ. Hạ Ân Long gật đầu, được, đem các món ăn nhiều người thích nhất ở đây mang đến một lượt đi. Khóe miệng của Dụ Đức Lâm có rút, anh nói, để cho Hải Băng tự chọn đi, khẩu vị của trẻ con so với người lớn cũng không giống nhau lắm. Nói xong, anh đã có chút hối hận. Thời điểm này không nên đối nghịch gì với Hạ Ân Long, vạn nhất hôm nào đó anh ta lại cho anh một cú. Không nghĩ tới Hạ Ân Long lại không hề phản đối, gật đầu liên tục, đúng, cậu nói rất đúng, vẫn nên cho Hải Băng tự chọn, tôi quên mất. Anh nhìn về phía Hải Băng, cố gắng làm cho mình trông ôn hòa dễ gần. Anh dịu dàng nói, con thích ăn gì thì liền ăn cái đó đi. Hải Băng nhìn Nhược Bạch Lan, mẹ, con, thật sự có thể chọn tùy ý sao? Hạ Ân Long luôn miệng nói, đúng, có thể. Hải Băng nhìn vài trang menu, cô bé cũng không rõ lắm nhưng trông ảnh thật đẹp mắt, liền chỉ mấy cái này.
còn có cái này. Hải Băng cũng không có chọn nhiều, cô bé chỉ chọn 3-4 món mình cảm thấy ngon. Hạ Ân Long cảm thấy chưa đủ, bèn để cho nhân viên phục vụ cầm menu qua, một hơi của anh hầu như đã chọn tất cả món ăn của bọn họ. Giữa chừng nhân viên phục vụ nói khéo léo nhiều lần cho bọn họ biết, bọn họ không nhiều người lắm, thật đã đủ rồi. Thế nhưng căn bản là Hạ Ân Long không có nghe, lấy những thứ này trước, nói đầu bếp của quán làm nhanh chút, có loại hoa quả nào ngon không? Bưng lên một ít, nhân viên phục vụ nhìn một loạt thực đơn, âm thầm lau mồ hôi, được, được. Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, trong phòng lại rơi vào trầm mặc. Hạ Ân Long nhìn Nhược Bạch Lan và Hải Băng, Du Đức Lâm cũng nhìn bọn họ. Hải Băng thật ra không cảm thấy gì, nhưng Nhược Bạch Lan thấy hết sức không được tự nhiên. Chuyện này làm cho cô cảm thấy mình như một bát cơm đặt trong lồng hấp. Ánh mắt của bọn họ giống như lửa, muốn đem cô nướng chín. Nhược Bạch Lan cắn cắn môi nói, cái đó, hai người. Em bị hai người nhìn như vậy, rất không được tự nhiên. Cô nhìn trên mu bàn tay của Hạ Ân Long thấy vết thương bị cô cào đan xem khắp nơi, tuy không chảy máu nữa nhưng thoạt nhìn miệng vết thương quả thực có chút dọa người. Cô bỗng nhiễn chột dạ, nhỏ giọng nói, tôi thấy. Ngài vẫn là đứng nên ôm hy vọng quá lớn trước, ngộ nhỡ chuyện không như ngài nghĩ. Không, nhất định đúng. Tôi tin tưởng vào trực giác của tôi, cô nhất định là. Hạ Ân Long tin vào trực giác của mình. Em gái ruột máu mù tình thâm cùng mẹ sinh ra của mình, anh làm sao có thể không cảm nhận được. Một khắc nhìn thấy Hải Băng, anh liền có một loại cảm giác mãnh liệt. Anh cảm thấy cô bé này nên là người của nhà họ Hạ bọn anh. Quả nhiên, anh gặp được mẹ của cô bé. Lúc trông thấy Nhược Bạch Lan, trong lòng Hạ Ân Long chỉ có một âm thanh, Tiểu Ái đã trở về, con bé rốt cuộc đã trở về rồi. Đâu chính là Tiểu Ái của anh, đây chính là em gái anh. Anh không cần bất cứ chứng cứ gì, không cần làm DNA, chỉ bằng trực giác là anh có thể xác định. Nhân viên phục vụ mang trước một ít rau trộn lên, Du Đức Lâm hắng giọng, khụ, không thì vẫn là cứ ăn trước đi, Hải Băng chắc đã đói bụng lắm rồi. Phải, mọi người chắc hẳn đều đói rồi, ăn gì trước đi, mọi người ăn nhiều chút. Hạ Ân Long đem tất cả đồ ăn chuyển đến trước mặt Hải Băng và Nhược Bạch Lan. Thời điểm này Nhược Bạch Lan đâu còn ăn nổi. Cô cúi đầu tránh đi ánh mắt của Hạ Ân Long, gắp thức ăn cho Hải Băng. Đồ ăn trên bàn từ từ nhiều lên, trên bàn ăn có 4 người, ngoại trừ Hải Băng ra, cả 3 người đều không có lòng dạ ăn uống. Hải Băng có thể cảm giác được những người lớn có gì đó không đúng, thế nhưng cô bé cũng không muốn quản, cứ nhét đầy cái bụng trước đã rồi nói sau. Hải Băng ăn rất ngon, cô bé vừa ăn vừa nghĩ, đồ ăn ở đây thực sự rất ngon, đáng tiếc vậy mà những người lớn này lại không động một chiếc đũa nào. Rốt cuộc thư ký đầu đầy mồ hôi chạy về. Thị trưởng, tấm ảnh ngài muốn lấy tôi cầm về rồi, ngài nhìn xem có phải cái này không? Hạ Ân Long từ từ đứng lên, cầm lấy khung ảnh từ trong tay thư ký, anh bước nhanh đến chỗ Nhược Bạch Lan trước tiên, em xem, anh không có lừa em nhìn người trên tấm ảnh này, đây chính là mẹ của anh, đây là ảnh chụp bà từ rất nhiều năm trước, lúc đó tuổi của bà lớn hơn em bây giờ một chút, em xem, hai người giống nhau đến thế nào. Hạ Ân Long cấp bách khó dằn nổi muốn cho Nhược Bạch Lan xem, chỉ cần cô nhìn thấy liền hiểu rõ rằng anh không có lừa cô. Tay Nhược Bạch Lan khẽ run, cô chần chừ nửa giây, nhận lấy khung ảnh. Trong khung ảnh là một nhà 4 người, một đôi vợ chồng, hai đứa con. Người mẹ trẻ tuổi ngồi ở trên ghế, trong ngực ôm con gái nhỏ, chồng của cô đứng ở phía sau cùng con trai, bọn họ trông giống như hai tòa núi một lớn một nhỏ, trông coi cô cùng con gái. Khóe môi cô gái cong lên, dáng tươi cười dịu dàng, mặc một bộ sườn xám, tóc búi lên, cho dù là qua ảnh chụp vẫn có thể nhìn thấy trên người cô ấy lộ ra một vẻ đẹp đoan trang cổ điển, đó là vẻ đẹp không cần son phấn. Nhìn thấy cô ấy, Nhược Bạch Lan không tự chủ được đặt tay lên khuôn mặt của mình. Giống sao? Thời khắc này trở nên trầm lặng, không có người nói chuyện, ánh mắt mọi người đều đang nhìn cô. Trong chớp mắt đang nhìn tấm ảnh kia, trong đầu Nhược Bạch Lan dường như thoáng hiện ra một hình ảnh mơ hồ, vành mắt của cô không tự chủ được liền chua xót. Mẹ với cô ở trên ảnh giống nhau ghê. Tiếng của Hải Băng phá vỡ giây phút yên lặng này. Lách tách, một giọt nước mắt rớt trên mặt kính của khung ảnh đọng lại thành một chút nước. Cô không ngẩng đầu, hỏi, thật sự, vô cùng giống sao? Tiếng của cô khàn khàn. Hải Băng thấy khóe mắt của cô có một giọt trong suốt, sợ tới mức vội vàng bỏ đũa xuống, vâng, rất giống. Mẹ, tại sao mẹ lại khóc? Nhược Bạch Lan lắc đầu, mẹ không biết. Cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, nhìn thấy tấm ảnh này, trong lòng của cô có một loại khổ sở không nói ra được. Dường như có thứ gì đó quan trọng bị cô quên lãng, cô muốn tìm về, nhưng lại trống rỗng. Hạ Ân Long chỉ vào mẹ của anh trên tấm ảnh, nói, em xem, hai người giống nhau như vậy, em chính là nó,
em là Tiểu Ái, em chính là em gái của anh. Tiểu Ái, Dỗ Đức Lâm đứng ở một bên, anh muốn đi an ủi Nhược Bạch Lan, thế nhưng lúc này, anh hầu như không thể giúp gì. Người phụ nữ trên tấm ảnh kia có thể là mẹ vợ tương lai của anh, cùng với bà xã anh thật sự giống nhau, không chỉ là khuôn mặt mà ngay cả khí chất đều giống như vậy, nhã nhặn lịch sự giống như hoa trên nước, không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, mà ngay cả sự hấp dẫn cũng giống. Nhưng mà, anh, không phải anh nói, em gái của anh đã chết từ rất nhiều năm trước rồi sao? Vẻ mặt của Hạ Ân Long vừa giống như khóc, vừa giống như cười, đúng vậy, mọi người đều cho rằng nó chết rồi, nếu như không phải gặp được em, cả đời này anh có thể sẽ vĩnh viễn nghĩ như vậy, thế nhưng... Thượng đế cũng còn chưa quá tuyệt tình, ông ấy để cho anh gặp em. Hạ Ân Long nói khiến lòng của Nhược Bạch Lan cực lực run lên, nếu như đây quả thật là người nhà của cô, vậy. Bọn họ nhất định là rất yêu thương cô. Bờ môi của cô run rẩy, không biết nói gì cho phải. Sẽ là thật không vậy? Cô thật sự sẽ là em gái của thị trưởng Hạ sao? Vì sao, cô cứ cảm thấy không chân thực như vậy? Ngón tay của Nhược Bạch Lan lướt nhẹ qua cô bé ở trên tấm ảnh, trong tấm hình này. Cô ấy nhỏ một chút, gương mặt ngọt ngào giống hải băng, nhưng rõ ràng cô ấy ở thời điểm này hạnh phúc hơn so với hải băng. Đây sẽ là cô sao? Cô lúc nhỏ thật sự có thời gian hạnh phúc như vậy sao? Tâm tình của Nhược Bạch Lan phức tạp, lại khổ sở, đồng thời còn kèm theo cả mơ hồ chờ mong, cô thật sự có thể tìm được người nhà sao? Cô cắn cắn môi, anh, cái này, vẫn không thể xác định được như vậy, tôi từ nhỏ đã sống rất xa vùng của anh, chỉ là khuôn mặt tương tự liền kết luận có quan hệ như vậy. Có phải có chút đoán bừa không? Hạ Ân Long lắc đầu, không phải là đoán bừa, anh chắc chắn, cái gì cũng không cần phải chứng minh, trông thấy em anh có thể xác định, em nhất định là Tiểu Ái, anh tin tưởng trực giác giữa người thân. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, anh không tin. Cho dù thật sự cô không có quan hệ huyết thống với nhà họ Hạ, Hạ Ân Long cũng muốn nhận cô làm em gái, anh tin rằng đây nhất định là Tiểu Ái ở nơi sâu xa an bài. Nhược Bạch Lan nắm chặt tay rồi buông ra, nếu như ngài kết luận như vậy, vẫn là nên kiểm tra cái kia đi. Cô ngẩng đầu hỏi Dỗ Đức Lâm, cái kia tên gì nhỉ? Dỗ Đức Lâm vội vàng nói, kiểm tra DNA ruột thịt. Đúng, chính là cái này, tôi cũng muốn biết, đấy có phải là sự thật không? Hạ Ân Long không hề muốn đi làm cái này, nhưng mà nếu như cô muốn, anh sẽ đi cùng cô. Anh cười nói, nếu như em muốn, vậy thì làm đi, nhưng cho dù kết quả là gì, trong lòng anh, em chính là Tiểu Ái. Tay của Nhược Bạch Lan cầm khung ảnh run lên một cái, anh ta lại có thể khẳng định như vậy. Cô ngẩng đầu, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía Hạ Ân Long. Bất đồng với sự chán ghét lúc trước ở tại hành lang, lúc này trong lòng cô lặng lẽ sinh ra một chút gần gũi. Anh ấy thật sự là anh trai của cô sao? Thư ký ở một bên liên tục nhìn đồng hồ, cậu ta thấy bọn họ rốt cuộc cũng đã nói chuyện rất lâu rồi, liền khẩn trương nói, thị trưởng, ngài coi nửa giờ sau ngài còn có cuộc. Chữ hẹn cuối cùng, cậu ta bị làm cho sợ tới mức không dám nói ra. Tôi biết phải làm sao, ngài yên tâm, tôi sẽ sắp xếp tốt, mọi người cứ từ từ ăn, tôi về trước xử lý một chút, nếu như còn có chuyện gì ngài có thể an bài bất cứ lúc nào. Thư ký không dám ở lại nhiều lời hơn nữa, vội vàng rời khỏi, cậu ta đi không dừng, chạy về trụ sở thị ủy đem tất cả công việc lui thời gian lại, chờ cho đến khi thị trưởng quay về. Thời điểm này, đoán chừng đối với thị trưởng mà nói, không có cái gì quan trọng hơn so với việc anh nhận em gái rồi. Chỉ là cậu ta thật xui xẻo, hội nghị hôm nay rất quan trọng, còn là tiếp khách vị trí cao xuống tuần tra, nếu tất cả những cái này đều phải lui thời gian, đoán chừng thật quá sức đối với cậu ta. Sau khi thư ký rời đi, trong phòng lại lâm vào yên tĩnh, Dỗ Đức Lâm cảm thấy thời điểm này anh phải tranh thủ biểu hiện, sau này muốn biểu hiện nữa cũng không còn kịp rồi. Anh tranh thủ thời gian nói, bất kể như thế nào, đây cũng là chuyện tốt, lúc trước Bạch Lan cũng rất mong chờ có thể tìm được thân nhân, giả sử nếu đây là thật, vậy thì đúng là một chuyện vui lớn, thật sự phải chúc mừng một phen mới đúng. Tôi thật sự là không nghĩ tới chuyến này chúng ta quay về Hải Thị lại có thu hoạch như vậy. Nếu như đã gặp nhau rồi, thật cũng tốt, giả cũng tốt, dù sao vẫn là có thể nghiệm chứng được, cái này sẽ rất nhanh xác thực được. Mọi người khẳng định đều đói bụng, hay là ăn cái gì trước đi, chúng ta vẫn còn nói tiếp như vậy, đoán chừng Hải Băng muốn buồn bực rồi đó. Hải Băng thở dài, cô bé cũng đã ăn no rồi. Những chuyện giữa người lớn này, thật sự quá phức tạp nha. Dỗ Đức Lâm gắp cho Nhược Bạch Lan một miếng cá, nhặt bỏ xương rồi đặt trước mặt cô, trấn an cô, đừng lo lắng, việc này tóm lại không phải là một chuyện xấu, vì vậy cũng đừng khiến tâm lý mang gánh nặng. Nhược Bạch Lan gật đầu, đúng, không nên để tâm lý mang gánh nặng. Nếu như thật, vậy sẽ vô cùng vui vẻ nhận người thân, nếu như không phải cũng không cần mất mát.
Nhược Bạch Lan vừa cầm đũa, Hạ Ân Long liền nói, em khi còn bé cũng giống vậy, rất thích ăn cá. Nhược Bạch Lan sừng sốt một chút, khóe môi hơi mím lại. Dỗ Đức Lâm ở một bên nói, cô ấy không chỉ thích ăn cá, còn rất thích ăn tôm, tôi đang tính ngày mai đưa cô ấy đi ăn đồ nướng hải sản. Hạ Ân Long hấp tấp đem tôm ở trước mặt anh chuyển tới trước mặt Nhược Bạch Lan. Anh nhìn thấy Dỗ Đức Lâm cầm khăn lau tay sạch sẽ, sau đó bóc tôm cho Nhược Bạch Lan, từng con tôm đặt trước mặt cô và Hải Băng, không có chút thiếu kiên nhẫn nào. Hải Băng há mồm ăn miếng tôm tươi Dỗ Đức Lâm đút tới bên miệng mình, nói, ba, con muốn ăn cua. Không được bảo bối, cua quá lạnh, con vừa ăn một con rồi, không thể ăn nữa, đổi cái khác đi. Hải Băng vểnh môi, ăn một miếng nhỏ cũng không được sao? Không được, mẹ nói con còn nhỏ, chúng ta ăn chút thứ khác có được không? Con xem trên bàn nhiều đồ ăn ngon như vậy, con còn chưa có nếm qua đâu. Nhược Bạch Lan nói, Hải Băng, nghe lời ba con, không thể ăn cua. Hải Băng mím mím môi, vậy, được rồi. Hạ Ân Long hâm mộ Dỗ Đức Lâm, cậu ta có hai người con gái bên cạnh đều là thân nhân mà anh tưởng niệm hơn 20 năm qua, cả nhà bọn họ ba người thật thân mật ấm áp như vậy, dường như những người khác không có cách nào chen chân. Dỗ Đức Lâm cho Hải Băng ăn một miếng thịt kho tàu, thế nào, cái này ăn cũng ngon chứ? Hải Băng gật đầu, vâng, thật là ngon, cái này ăn cũng được đó. Cô bé ăn thấy ngon liền vui vẻ đến híp cả mắt lại, cái đầu nhỏ liên tục gật, những điều này cũng làm cho Hạ Ân Long nhớ tới Tiểu Ái khi còn bé, nó cũng giống như thế này. Anh thật là muốn được giống như Dỗ Đức Lâm vậy, đem Hải Băng ôm vào trong lòng, cho cô bé ăn. Anh cúi đầu đè xuống chua xót trong lòng, không sao, rất nhanh sẽ có cơ hội đó. Hồi phục lại tâm tình anh hỏi, hiện giờ mọi người đang ở chỗ nào? Chúng tôi ở khách sạn. Hạ Ân Long gật đầu, vẫn chưa trở về nhà họ Du. Dỗ Đức Lâm làm vậy là rất đúng, thời điểm này trở về thật sự hoàn toàn không sáng suốt. Mọi người tại sao lại đột nhiên trở về Hải Thị, không phải là thực sự trở về thăm người thân chứ? Chuyện này của Hạ Ân Long làm cho Dỗ Đức Lâm chợt nhớ tới một việc vô cùng quan trọng. Đúng rồi, anh nói vậy tôi mới nhớ ra, vòng cổ của Bạch Lan, mau lấy vòng cổ đấy ra. À, phải, vòng cổ. Dỗ Đức Lâm nhắc tới cái này, Nhược Bạch Lan mới nhớ tới chuyện cái vòng cổ, cô đem vòng cổ từ trong người lấy ra, việc ấy. Anh xem một chút sợi dây chuyền này, đây là từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện vẫn mang trong người, tôi cũng không biết có phải liên quan đến thân thế của tôi không, đây. Trong khoảnh khắc Hạ Ân Long nhìn thấy cái vòng cổ kia, trong đôi mắt đột nhiên sáng lên, mừng rỡ như điên xông tới, đúng, đúng. Chính là cái vòng cổ này, đây là quà sinh nhật 5 tuổi của Tiểu Ái. Nửa mảnh lá cây ngân hành tinh xào kia, trong nháy mắt khơi gợi lên trí nhớ phủ đầy bụi của Hạ Ân Long đã lâu không dám lấy ra từ trong lòng. Đó là vào lúc đêm trước sinh nhật 5 tuổi của Tiểu Ái, chính mẹ anh đặc biệt tìm người thiết kế để cho thợ bạc làm. Hạ Ân Long cho rằng sợi dây chuyền này có lẽ sớm đã không còn, không nghĩ tới hôm nay lại vẫn có thể trông thấy, trước mắt anh dường như vẫn còn có thể nhớ tới tình cảnh lúc đeo vòng cổ lên cho Tiểu Ái. Hạ Ân Long kích động liên tục nói, không sai, em chính là Tiểu Ái, em chính là Tiểu Ái nhà chúng ta. Lúc trông thấy em anh đã biết ngay mà, sẽ không sai. Tay Hạ Ân Long cầm vòng cổ không ngừng run rẩy. Anh chỉ biết trực giác của mình không sai, nhất định là cô ấy chính là Tiểu Ái. Giờ phút này chiếm hữu trong lòng Hạ Ân Long bị một loại mừng rỡ giống như có lại được thứ đánh mất, anh thật là muốn ôm Nhược Bạch Lan vào trong ngực, giống như khi còn bé, anh ôm lấy cô, đem cô nâng lên cao. Anh lại sợ dọa đến cô, cố gắng khắc chế tâm tình kích động lúc này của bản thân. Hạ Ân Long nhớ tới cha mẹ ở Dương Môn, nếu như bọn họ biết được Tiểu Ái còn sống, không biết sẽ vui mừng đến thế nào. Từ sau khi Tiểu Ái qua đời, toàn bộ gia đình anh giống như đã chết, cô bé rời đi mang theo tiếng cười của cả nhà, thân thể mẹ anh từ đó liền suy sụp, toàn bộ nhà họ Hạ đều rơi vào một mảng màu xám. Dù đã qua nhiều năm như vậy, vẫn không thể ra khỏi nỗi bi thương. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến, Tiểu Ái mà bọn họ đều cho rằng đã chết, lại đột nhiên xuất hiện. Trong lòng Hạ Ân Long kích động vui sướng không biết nên diễn tả bằng ngôn từ gì, anh sợ đây là mơ, anh sợ giấc mơ sau khi trôi qua, tất cả sẽ biến thành bọt nước. Nếu như đây thật sự là một giấc mơ, anh nguyện ý dùng tất cả mọi thứ của anh để đổi lấy giờ khắc chân thật này. Nhược Bạch Lan trông thấy trong ánh mắt Hạ Ân Long chợt hiện lệ quang trong suốt, cô mấp máy môi muốn nói chuyện, nhưng cổ họng giống như bị cái gì ngăn chặn, không xuất ra nổi nửa điểm âm thanh nào. Kỳ thực, cô đã tin tưởng rồi. Chỉ có người nhà thật sự mới sẽ quan tâm như thế, nếu như không phải, người vẫn cao cao tại thượng như anh ta, hà tất phải để ý cẩn thận như vậy, đem bản thân hạ thấp đến như vậy. Nước mắt trong khóe mắt Nhược Bạch Lan chợt rơi xuống. Giọng của cô khàn khàn, thực sự, sẽ không sai sao? Cô vẫn chưa thể tin được,
bản thân có thể tìm về người nhà nhanh như vậy. Sẽ không sai, nhất định sẽ không sai, Tiểu Ái, anh thật sự là anh trai của em. Hạ Ân Long rốt cuộc không thể khống chế bản thân ôm lấy Nhược Bạch Lan, Du Đức Lâm trông thấy anh ta đột nhiên ôm vợ của mình, thiếu chút nữa không phản xạ kịp xông lên đánh anh ta. Du Đức Lâm chậm rãi thả chân đã nâng lên, hắng hắng giọng, quay đầu dứt khoát không nhìn, tránh nảy sinh tức giận. Chỉ là, vẫn thấy tức giận. Trừ mình ra, về sau vẫn còn có người đàn ông có thể ôm vợ của mình, bản thân lại không thể nói gì. Du Đức Lâm thở thật dài, bình tĩnh, bình tĩnh, người ta là anh trai em gái quen biết nhau, đây là điều không thể tránh khỏi, anh phải rộng lượng, bằng không thì thời gian về sau sẽ không dễ chịu. Hải Băng nhỏ giọng hỏi Du Đức Lâm, ba, mẹ, vậy là tìm được người thân sao? Du Đức Lâm ôm lấy Hải Băng, đúng, đã tìm được rồi, kia. Kia chính là cậu của con, nhưng mà, trước kia không phải ba nói chú ấy là. Du Đức Lâm vội vàng che miệng Hải Băng, ba chưa hề nói cái gì, suỵt. Hải Băng nháy mắt mấy cái. Du Đức Lâm liếc nhìn Hạ Ân Long, vậy, sau này sẽ là cậu của con rồi. Đó là một người sẽ cùng ba tranh giành con và mẹ của con. Lời này, hiện tại cho Du Đức Lâm hai cái lá gan anh cũng không dám nói ra. Hải Băng kéo lấy lỗ tai Du Đức Lâm, nhưng mà trông ba có vẻ giống như rất không vui. Vẻ mặt Du Đức Lâm thành thật, con nhất định là nhìn lầm rồi, ba là cảm động đó, vui vẻ thay cho mẹ con, ba chỉ là không có biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Anh đương nhiên là vui, bà xã rốt cuộc đã tìm được người thân, đây đúng là việc đáng chúc mừng, chỉ là trong lòng sẽ có một ít ai oán mà thôi. Vì sao, nhà mẹ vợ của anh lại là nhà họ Hạ chứ? Thật không? Du Đức Lâm, đương nhiên là thật. Hạ Ân Long buông Nhược Bạch Lan ra, thò tay lau nước mắt trên mặt cô, đừng khóc, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà gặp ba mẹ, nếu như bọn họ biết em còn sống, không biết sẽ vui mừng đến thế nào. Nhược Bạch Lan có chút xấu hổ lau lau nước mắt trên mặt, bọn họ cũng khỏe chứ? Hạ Ân Long lắc đầu, từ sau trận hỏa hoạn đó, thân thể của mẹ liền hoàn toàn suy sụp, những năm này trên mặt bà, anh nhìn thấy ngoại trừ nước mắt vẫn là nước mắt, hai chân của bà giờ đây đã không thể cử động, tinh thần lúc tốt lúc xấu, bà đến bây giờ vẫn thường xuyên kêu tên của em, nếu như bà nhìn thấy em nhất định sẽ vui mừng, nói không chừng, thân thể còn có thể tốt lên. Trong lòng Nhược Bạch Lan dường như bị đâm mạnh một cái, hóa ra cô đã không biết nhiều năm như vậy, còn có người vì cô mà canh cánh trong lòng, vì cô mà cõi lòng tan nát khổ sở, mà những thứ này cô hoàn toàn đều không biết gì cả. Trong lòng Nhược Bạch Lan chậm rãi hiện lên một chữ, mẹ. Cô không nghĩ tới cuộc sống này của mình, lại còn có cơ hội để gặp lại cha mẹ ruột của mình. Vậy mà kiếp trước cô đã bỏ lỡ nhiều như vậy, thật may Thượng Đế đã cho cô một cơ hội. Nhược Bạch Lan gật đầu, em cũng muốn gặp bọn họ. Hạ Ân Long đè xuống xúc động muốn rơi lệ, chúng ta về sớm một chút, để cho bọn họ thấy Tiểu Ái của chúng ta đã lớn như vậy. Vâng. Hạ Ân Long bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hải Băng, anh lộ ra một nụ cười ôn nhu, Hải Băng, ta là cậu của con. Hải Băng nghiêng đầu ngoan ngoãn nói, cậu, cái chữ này làm cho Hạ Ân Long không thể nhịn được nữa, anh quay người đưa lưng về phía mọi người, qua một lúc lâu mới quay người lại. Vành mắt của anh đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc rồi, anh vươn tay về phía Hải Băng, để cậu ôm một cái được không? Hải Băng cắn môi nhìn Du Đức Lâm, cô bé cảm thấy ba mình giống như không được vui vẻ. Du Đức Lâm hiển nhiên là không vui, lúc trước anh đã nói Hạ Ân Long tới là cùng tranh đoạt vợ con với anh, quả nhiên, ôm vợ anh xong còn muốn ôm con gái. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác anh không thể cự tuyệt. Du Đức Lâm làm trái với lòng đem Hải Băng đưa cho Hạ Ân Long, không những thế còn là dùng hai tay đưa qua, trong miệng lại phải nói, đương nhiên được, Hải Băng, để cho cậu ôm một cái, nghe lời. Hải Băng gật đầu, vâng. Hạ Ân Long đón lấy Hải Băng, lúc ôm cô bé hai tay của anh đều đang run rẩy. Hai tiếng trước, anh thật không dám nghĩ em gái đã qua đời nhiều năm như vậy lại đột nhiên trở về, còn dẫn theo một cháu gái. Đây là đứa bé của nhà họ Hạ bọn anh, đứa trẻ duy nhất. Hạ Ân Long không phải là chưa từng ôm qua trẻ con, thế nhưng lần này hoàn toàn khác, những đứa bé kia không có liên quan đến anh, Hải Băng là cháu gái ngoại của anh, là bảo bối của nhà họ Hạ. Ôm Hải Băng, Hạ Ân Long cảm thấy như mình sắp không khống chế được muốn rơi lệ, cả đời này nước mắt của anh chảy đều không nhiều bằng 2 giờ qua. Du Đức Lâm nhìn thời gian, đã 3 giờ rồi, vị thị trường Hạ này rốt cuộc còn muốn đi làm hay không? Không phải nói, anh ta nổi danh là làm việc điên cuồng sao? Du Đức Lâm cố ý nói, ai nha, không nghĩ tới bây giờ đã là 3 giờ rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Lời này nhắc nhở Nhược Bạch Lan, cô vội vàng nói, đúng vậy, thời gian không còn sớm, Hạ. Anh có phải nên đi làm rồi không? Nếu không, chúng ta về trước đi,
dù sao cũng đã nhận ra nhau rồi, bọn em bây giờ ở khách sạn, lúc nào anh có thời gian đều có thể tới tìm bọn em, hoặc là bọn em đi tìm anh. Vốn Nhược Bạch Lan vô thức vẫn muốn gọi là Thị Trường Hạ, thế nhưng vừa nói được một chữ, lại cảm thấy. Nếu như đã nhận nhau rồi, gọi như vậy có vẻ không hay lắm, do dự một chút, liền đổi giọng gọi một tiếng anh. Gọi như vậy khiến cho cô rất không quen, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Dụ Đức Lâm len lén khen bà xã của mình, đúng, chính là nói như vậy. Bây giờ Hạ Ân Long vốn không có rảnh để ý tới tâm tư nhỏ này của Dụ Đức Lâm, anh nghe được Nhược Bạch Lan gọi anh là anh liền tràn đầy vui sướng rồi. Tìm được em gái cùng cháu gái rồi, còn làm cái gì? Anh nói, công việc không quan trọng, anh đã để cho thư ký lùi thời gian rồi, mọi người không thể ở khách sạn, đi thu dọn đồ đạc, đến chỗ của anh ở, chỗ của anh rất rộng. Nhược Bạch Lan và Dụ Đức Lâm giật nảy mình. Cô vội vàng xua xua tay, a, không cần đâu, bọn em cũng không ở lâu, qua vài ngày là trở về Dương Môn rồi. Ở không lâu cũng không thể ở khách sạn, anh thật vất vả mới tìm được bọn em, làm sao có thể để cho em ở khách sạn được, cứ quyết định như vậy đờ. Đi thôi, ngay bây giờ đi thu dọn hành lý. Hạ Ân Long ôm lấy Hải Băng đi ra ngoài. Nhược Bạch Lan và Dụ Đức Lâm nhìn nhau, việc này phải làm sao đây? Dụ Đức Lâm ôm cô, ai, đây là anh vợ của anh bây giờ phải nịnh nọt rồi, em nói. Phải làm sao đây? Nhược Bạch Lan nhìn anh, chế nhạo nói, không phải trước anh còn nói, phải tránh xa anh ấy một chút sao? Nói không chừng lúc nào đó lại bị anh ấy lừa. Dụ Đức Lâm vội vã nói, đấy là lúc trước, anh lúc đó đâu có biết anh ấy là anh vợ tương lai của anh, vợ à? Cái đó, vì hài hòa của gia đình chúng ta, nhất thiết đừng. Còn chưa dứt lời, Hạ Ân Long quay lại dục, sao vẫn còn chưa đi, nhanh nào. Được, đến đây. Dụ Đức Lâm vội vàng ôm bờ vai Nhược Bạch Lan đi ra ngoài. Anh thấp giọng nói, vợ à, anh xin em đó. Nhược Bạch Lan véo anh một cái, biết rồi, còn cần anh nói sao? Cảm ơn bà xã. Hạ Ân Long thanh toán xong, ngồi lên xe Dụ Đức Lâm, đi theo bọn họ trực tiếp tới khách sạn. Trên đường, anh vẫn luôn ôm Hải Băng. Hải Băng ngược lại không hề thấy khó chịu, còn hỏi anh rất nhiều chuyện. Cho dù là nhiều chuyện ấu trĩ, Hạ Ân Long vẫn vô cùng nghiêm túc trả lời. Anh cũng thông qua Hải Băng biết được không ít chuyện về Nhược Bạch Lan. Lúc đến khách sạn anh hỏi Nhược Bạch Lan, anh đã quên hỏi, em bây giờ tên gọi là gì? Em bây giờ gọi là Nhược Bạch Lan. Nhược Bạch Lan à, cái tên này khiến cho Hạ Ân Long kinh ngạc một lúc. Lúc trước anh nghe được Dụ Đức Lâm gọi cô là Bạch Lan, lúc ấy anh không có để ý, nhưng lại không nghĩ tới cô lại mang họ Nhược. Cái tên này, không phải là Hạ Mai Hương muốn để đao ra tìm người có tên này sao? Nhược Bạch Lan gật đầu, phải. Tên của em rất kỳ quái sao? Dụ Đức Lâm biết vì sao, anh ở phía trước nói, có phải cảm thấy cái tên này quen thuộc không? Đâu chỉ là quen thuộc. Trong đầu Hạ Ân Long hiện lên vô số suy nghĩ, anh đột nhiên cảm thấy ở đáy lòng xuất hiện cảm giác lạnh lẽo. Anh không tin là trùng hợp như vậy, không tin Hạ Mai Hương vô duyên vô cớ đi tìm một người trùng họ trùng tên. Anh bỗng nhớ tới, lúc trước Dụ Đức Lâm đột nhiên gọi điện thoại cho anh, lúc ấy anh ta quanh co lòng vòng hỏi một chút việc về Hạ Mai Hương. Lúc ấy anh không hiểu nên cũng không trực tiếp trả lời. Hạ Ân Long đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dụ Đức Lâm, tôi nhớ được lần trước cậu gọi điện thoại cho tôi. Dụ Đức Lâm khẩn trương giải thích, lúc đó, tôi không nghĩ tới sẽ có quan hệ này, tôi cho rằng có liên quan đến Hạ Mai Hương, cho nên mới hỏi anh mấy chuyện về cô ta. Lúc này Hạ Ân Long hối hận muốn chết, hóa ra anh đã từng bỏ qua rất nhiều cơ hội để quen biết với tiểu ái như vậy, sao lúc đó anh lại? Bây giờ không phải là lúc để hối hận, có lẽ việc anh cần biết trước là vì sao Hạ Mai Hương biết rõ Nhược Bạch Lan, cô ta để cho đao ra tìm người, hẳn là đã biết rõ em gái anh còn sống, thế nhưng cô ta lại không nói với bất cứ ai. Hay là, cô ta thật sự vẫn luôn biết rõ. Hạ Ân Long là một chính khách, tâm tư chính khách cho tới bây giờ đều khác người bình thường, chỉ cần cho anh một cái mở đầu nho nhỏ, là anh có thể nghĩ ra toàn bộ quá trình âm mưu. Mặc kệ là vì đâu, Hạ Mai Hương đều là bụng dạ khó lường. Hạ Ân Long trầm mặc, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Anh không tiếp tục hỏi, Dụ Đức Lâm cũng không nói. Thời điểm này, bọn họ đều ăn ý lựa chọn im lặng không nói chuyện. Người thân nhận nhau là lúc để cho mọi người vui vẻ, những chuyện không vui trước kia cứ để phía sau. Hơn nữa những âm mưu này Hạ Ân Long không muốn ở trước mặt Nhược Bạch Lan và Hải Băng nói. Đây cũng là ý định của Dụ Đức Lâm, nếu như anh vợ là Hạ Ân Long, vậy muốn nếu điều tra sự tình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đã như vậy, chuyện này hoàn toàn không cần để vợ anh cuốn vào. Cô chịu khổ cay đắng đều đã đủ rồi, những âm mưu quỷ kế này bọn anh có thể làm, tuyệt đối sẽ không để cô tham dự. Đến khách sạn, Hạ Ân Long xem Dụ Đức Lâm đặt phòng, coi như miễn cưỡng vừa lòng,
sau khi thu dọn hành lý thì trả phòng, mang theo bọn họ đến thẳng chỗ ở của anh. Chỗ ở của anh được thị ủy phân cho, là một tòa biệt thự độc lập, thường ngày ngoại trừ buổi tối anh trở về ngủ, còn hầu như không ở nhà. Chính là chỗ này, mọi người trước hết cứ ở đây, gian phòng ở trên lầu đều trống, thiếu hay cần gì cứ nói cho anh biết, anh sẽ mua cho mọi người. À, đúng rồi, chỗ này không có đồ chơi, một lúc nữa cậu dẫn Hải Băng đi mua đồ chơi được chứ? Hải Băng lắc đầu, không cần đâu cậu, con đã lớn rồi, con không chơi đồ chơi. Hạ Ân Long cười ra tiếng, xoa xoa đỉnh đầu Hải Băng. Nhược Bạch Lan nhìn xung quanh, nơi đây, thật là vắng lặng quá. Chỉ có một mình anh ở, bình thường đều rất ít trở về, có nhân viên làm thêm giờ cách 2 ngày sẽ đến quét dọn một lần. Nhược Bạch Lan hiếu kỳ hỏi, anh tới Hải Thị công tác, vậy chị dâu đâu? Không đến cùng sao? Dù Đức Lâm thấp giọng nói, khụ khụ, độc thân. Cô không nghe rõ, cái gì? Hạ Ân Long ngồi ôm Hải Băng ở trên ghế sofa, cười nói, anh chưa có chị dâu, anh bây giờ vẫn đang độc thân. Nhược Bạch Lan, a. Cô gãi gãi đầu, ai nha, thật lúng túng. Dù Đức Lâm giải vây cho vợ, đi, chúng ta đi dọn phòng. Dưới lầu, Hải Băng đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình hỏi, cậu độc thân à? Đúng vậy. Vậy là con không có mợ rồi hả? Hạ Ân Long dừng một cái, hình như là không có. Hải Băng nâng cằm lên gật gật đầu, à, vậy được rồi, con cũng không có anh chị em. Đương nhiên là không, nhà chúng ta chỉ có một mình con là bảo bối. Hải Băng thở dài một tiếng như người lớn, Hải. Sao vậy, không vui à? Không có người chơi à? Cứ tưởng rằng có cậu thì trong nhà cậu sẽ có nhiều anh chị em chơi đùa cùng nhau, lại không nghĩ tới chỉ có mình cô bé. Hạ Ân Long vân về bím tóc của cô bé, cậu chơi với con được không? Hải Băng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, nhưng mà, cậu không phải là bận rất nhiều việc sao? Bận mấy cũng sẽ có thời gian cho công chúa nhỏ của chúng ta. Hạ Ân Long hôm nay rốt cuộc đã hiểu được vì sao Dỗ Đức Lâm lại cho con gái cầu gì được nấy, có một công chúa nhỏ như vậy, ai cũng không thể không yêu chiều sủng ái cô bé. Anh thật là có chút đố kỵ với Dỗ Đức Lâm, trong lúc anh hoàn toàn không hay biết, cậu ta đã tự mình độc chiếm hai cô gái bảo bối nhà bọn họ rồi. Chờ chúng ta trở về quê, cậu dẫn con đi gặp ông bà ngoại, bọn họ cũng có thể chơi với con. Không biết ông bà ngoại sẽ thích con không? Hải Băng nhớ tới ông bà nhà họ Du, cô bé bây giờ đối với người già, có chút e ngại. Mỗi lần cô bé nhìn thấy ông bà nhà họ Du, bọn họ đều cùng với ba mẹ của cô bé cãi nhau, ánh mắt của họ vô cùng dọa người. Việc này để lại ám ảnh không nhỏ trong lòng Hải Băng. Sợ hãi trong mắt Hải Băng, khiến cho Hạ Ân Long đau lòng, anh ôm cô bé nhẹ nhàng, nhất định sẽ thích, người bọn họ thích nhất chính là Hải Băng của chúng ta. Hạ Ân Long nhìn ra Hải Băng chưa thực sự có cảm giác an toàn, lúc anh ôm cô bé thường xuyên nhìn lên trên lầu. Loại cảm giác không an toàn này, hẳn là có liên quan mật thiết đến cuộc sống bình thường của cô bé. Anh hỏi, Hải Băng, trước kia con và mẹ sống tốt không? Hải Băng lắc đầu, không tốt. Sắc mặt Hạ Ân Long trầm xuống, Hải Băng nói không tốt, chẳng lẽ Du Đức Lâm không tốt với bọn họ? Nhưng rất nhanh, Hải Băng lại nói, trước đây thật sự không tốt, còn với mẹ sau khi gặp được ba mới khá hơn. Nếu không có ba, con với mẹ đều chết rồi. Tay của Hạ Ân Long run lên bần bật, trái tim đau một hồi kịch liệt. Lời nói của Hải Băng cũng đã cho anh biết một việc, Du Đức Lâm không phải là ba ruột của cô bé. Trước lúc hai người gặp được Du Đức Lâm, đến cùng là sống như thế nào? Nhà họ Du, từ sau hôm qua Du Đức Lâm và Nhược Bạch Lan đến, trong lòng Hạ Mai Hương không khỏi có chút hoảng sợ, không nói lên được là vì sao, cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, buổi tối ngủ không gặp ác mộng nhưng cũng bừng tỉnh nhiều lần. Tinh thần của cô ta ngày hôm nay có chút không tập trung, thỉnh thoảng bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra một loại ảo giác. Hạ Mai Hương ở trong nhà đi tới đi lui, cảm thấy mình phải làm chút gì đó. Cô ta muốn diệt trừ Nhược Bạch Lan, thế nhưng hiện tại cô ta không có cách tiếp cận được họ. Có lẽ trước tiên để bọn họ quay lại nhà họ Du, như vậy ở ngay gần cô ta mới ra tay được. Hạ Mai Hương do dự rồi sau đó mới quyết định đi tìm bà Du. Thế nhưng bây giờ bà Du như người nửa điên, cô ta nhắc tới Nhược Bạch Lan liền bị bà đánh cho ra ngoài. Bà Du bất luận như thế nào cũng sẽ không để cho Nhược Bạch Lan tiến vào cửa nhà này, bà như một tảng đá hồ đồ mất linh, ai nói cũng không nghe. Trên mặt lẫn trên cổ Hạ Mai Hương bị hai vết thương do bà Du cào, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, đám đời bà, chồng thì ở bên ngoài phóng đãng không trở về, bà cũng không nhìn một chút bộ dạng quỳ của bà, người đàn ông nào sẽ chịu được bà. Bà Du thét lên, cút cút, đồ đê tiện, mày cút khỏi nhà tao. Hạ Mai Hương châm chọc nói, à, bà cũng không nhìn xem cái nhà này còn có ai chịu về không, chồng bà đời này chắc sẽ không trở về đâu,
bây giờ ông ta đang ôm vợ bé cùng con riêng ung dung tự tại đấy. Cô ta mặc kệ bà Du ở phía sau ném đồ vật gì, quay người đi lên lầu. Hạ Mai Hương mắng bà Du liền hả hê đi vào phòng sách, lấy ra hộp thuốc dự phòng, tự soi gương xử lý miệng vết thương của mình. Sau khi xử lý xong, cô ta định rời khỏi, chợt nhớ tới một chuyện. Cô ta ngẩng đầu liếc nhìn giá sách trên cao, trong lòng chợt luống cuống. Hạ Mai Hương đi khóa lại phòng sách từ bên trong trước, sau đó kéo một cái ghế, đặt ở trước giá sách, cô ta đứng ở trên ghế thò tay lấy một quyển từ điển tiếng Anh dày cộp ở trên tầng cao nhất của giá sách. Quyển từ điển tiếng Anh này thoạt nhìn không khác gì quyển từ điển bình thường, thế nhưng sau khi mở ra mới thấy bên trong không khác gì động tiên. Trong quyển từ điển có một cơ quan nhỏ, trang sách ở giữa bị lấy hết ra, bên trong có một cái hộp hình vuông, mặt trên còn có mã khóa. Hạ Mai Hương chuyển động con số mở ra mã khóa, mở nắp cái hộp nhỏ, đồ vật ở bên trong lộ ra. Đó là vòng cổ Hạ Mai Hương đã cẩn thận cất giấu, giống y như đúc với vòng cổ của Nhược Bạch Lan. Nhìn thấy vòng cổ vẫn còn, cô ta thở phào, thò tay cầm lấy vòng cổ, nhưng vừa đụng vào sợi dây chuyền, tay của cô ta đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của Hạ Mai Hương trợn to, không đúng, sợi dây chuyền này đã bị đụng vào. Vị trí của sợi dây chuyền này có chút xê dịch, nhất định là đã bị đụng vào, có người đã thấy được sợi dây chuyền này. Dưới chân Hạ Mai Hương mềm nhũn, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế. Là người nào đã chạy tới động vào vòng cổ của cô ta đã giấu kỹ như vậy rồi, vì sao còn bị tìm được? Sẽ là ai? Người nào đây? Người đầu tiên hiện ra trong đầu Hạ Mai Hương, chính là khuôn mặt của Du Đức Lâm. Thân thể của cô ta run rẩy, Du Đức Lâm. Nhất định là anh ta, nhất định là anh ta. Ngày hôm qua lúc Nhược Bạch Lan mở cửa phòng, kỳ thật Du Đức Lâm vốn không ở đó, cho nên cô ta mới nghĩ cách để cho mình rời khỏi. Về sau Du Đức Lâm đi ra từ toilet, lúc ấy cô ta không có nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Du Đức Lâm nhất định là từ cửa thông gió, hoặc là từ cửa sổ bò vào toilet. Xong rồi, bọn họ đã biết. Lúc bọn họ đột nhiên trở về, cô ta đã cảm thấy không đúng, không nghĩ tới. Bọn họ chính là chú ý đến cái này. Hai tay của Hạ Mai Hương ôm lấy cánh tay của bản thân, làm sao bây giờ cô ta nên làm gì bây giờ? Nhất định là ngày đó lúc ở bệnh viện, cô ta quá thất thố, quá sợ hãi, vì vậy bị bọn họ nghi ngờ. Nếu như Nhược Bạch Lan biết rõ mình là con gái của nhà họ Hạ, vậy thì người thứ nhất không tha sẽ là cô ta. Hạ Mai Hương cảm giác như cổ của mình bị khóa lại, Nhược Bạch Lan chỉ dùng chút sức kéo một cái, có thể đem cô ta siết chết. Nhưng cô ta không muốn chết, cô ta không thể chết được. Cô ta còn chưa có sống đủ. Tiện nhân Nhược Bạch Lan này tại sao phải trở về, tại sao phải tranh đoạt với cô ta? Toàn thân Hạ Mai Hương sợ đến run rẩy, cô ta giữ lấy đầu của mình, muốn tỉnh táo lại để nghĩ biện pháp. Cô ta biết chuyện mình muốn làm nhất bây giờ là sống sót trước đã, cô ta phải làm thế nào mới có thể sống sót, còn ai có thể cứu cô ta? Nếu như người của nhà họ Hạ biết cô ta từng cho người đi tìm Nhược Bạch Lan, nhất định sẽ sinh ra hoài nghi, đến lúc đó tất cả bí mật của cô ta sớm muộn gì cũng bị điều tra ra. Đầu óc Hạ Mai Hương bỗng nhiên khẽ động. Đúng, nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ. Cô ta run rẩy cầm lấy điện thoại, nhấn mười mấy lần mới thuận lợi bấm đúng số. Điện thoại đã thông, cô ta nói, alo. Là tôi, Mai Hương đây. Người ở đầu bên kia điện thoại sau khi nghe được liền nói, thật có lỗi, tiên sinh đã nói, về sau cô không cần lại gọi điện thoại. Cô đã không còn là người của nhà họ Hạ rồi. Hạ Mai Hương vội vàng nói, xin nhờ ông, tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với chú, van xin ông, tôi có chuyện thực sự quan trọng, liên quan đến mạng người. Lần trước cô cũng nói liên quan đến mạng người, lão tiên sinh trông thấy cô tốt xấu gì cũng đã sinh hoạt nhiều năm ở nhà họ Hạ như vậy nên đã giúp cô một lần cuối cùng, hy vọng cô đừng quấy rối nữa. Tiếng còn chưa dứt, điện thoại đã ngắt kết nối. Này, 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 Hạ Mai Hương sốt ruột không thôi, kêu thật nhiều tiếng cũng không có ích, cô ta thiếu chút nữa là ném điện thoại di động. Cô ta nghiến răng nghiến lợi mắng, chỉ là một con chó làm thuê ở nhà họ Hạ, cũng dám nói như vậy với tôi, từng người một không để mặt mũi cho tôi, các người đều chờ đó cho tôi. Hạ Mai Hương tiếp tục gọi điện thoại, thế nhưng chỉ cần là cô ta gọi đều không có người tiếp máy, về sau liền hoàn toàn không liên lạc được. Hạ Mai Hương vừa vội lại vừa sợ, không được, cô ta nhất định phải nắm chắc lúc Du Đức Lâm chưa có phát hiện quan hệ giữa Nhược Bạch Lan và nhà họ Hạ. Bảo toàn bản thân, nếu không cô ta thật sự muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Hạ Mai Hương cầm lấy vòng cổ, lập tức quay về phòng ngủ, cầm lấy giấy tờ và ví tiền, tùy tiện mặc vào một cái áo khoác, cũng không nói gì trực tiếp ra cửa. Đi ra ngoài cửa, ngăn lại một chiếc xe taxi, nói với lái xe, đi đến sân bay, nhanh lên. Trong lòng Hạ Mai Hương giống như kiến bò trên chảo nóng, trong đầu cô ta hiện lên khuôn mặt Du Đức Lâm,
Nhược Bạch Lan, Hạ Ân Long, ông bà nhà họ Hạ, mỗi người đều bay qua trước mắt rất nhanh. Cô ta thực sự hận Diệp Tử Cung, hận Đao Gia, hận bọn chúng một người so một người còn phế vật, lúc Nhược Bạch Lan không có năng lực phản kháng không đem nó giải quyết. Vậy mà để cho nó từng bước một đi ra từ cái thôn nhỏ chim không thèm ỉa phân kia, đến được Dương Môn, cuối cùng lại đi tới trước mặt cô ta. Cô ta càng hận Nhược Bạch Lan, một người đàn bà hư hỏng kết hôn hai lần, lại vẫn có thể dụ dỗ được Du Đức Lâm vì nó liều lĩnh. Nó đến cùng là có sức quyến rũ gì, dựa vào cái gì mà có thể tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý chỉ vì nó, mà Hạ Mai Hương cũng chỉ có thể gả cho một kẻ bất lực. Tâm tư của Hạ Mai Hương rối loạn, thời điểm này, cô ta muốn cướp đoạt thời gian của Du Đức Lâm. Cô ta tự an ủi mình, Du Đức Lâm chỉ là phát hiện vòng cổ giống nhau, cái này cũng chỉ có thể khiến cho anh ta suy đoán cô ta có quan hệ với Nhược Bạch Lan, anh ta muốn chứng thực cũng cần có thời gian, chỉ cần cô ta có thể đoạt lấy thời gian ấy, tất cả đều không thành vấn đề. Cô ta tự nói với mình một lần nữa, Hạ Mai Hương, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Không có người phát hiện ra chuyện năm đó, tất cả chứng cứ về chuyện năm đó đều đã thiêu hủy rồi, đã nhiều năm như vậy, cho dù là bọn họ muốn điều tra, cũng sẽ không biết. Không có chuyện gì đâu, sẽ không có việc gì. Lái xe ở phía trước nghe thấy Hạ Mai Hương ở phía sau lầm bầm một mình, ông ta không nghe rõ cô ta nói cái gì, nhưng nhìn cô ta hoảng hốt bất an, hình như có gì đó không đúng. Ông ta hỏi, xin hỏi, cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt. Không có việc gì, tôi đang vội, phiền anh lái nhanh một chút. À, được. Sau khi đến sân bay, tay chân Hạ Mai Hương luống cuống lấy mấy tờ tiền giá trị lớn từ trong ví ra, cũng không biết là bao nhiêu liền trực tiếp đưa cho lái xe, không cần thối lại. Cô ta cầm theo túi sách, chạy vào sân bay, trực tiếp mua vé máy bay gần nhất đến Dương Môn. Nhược Bạch Lan thu dọn hành lý xong, lại đem nhà quét sạch một lượt, xong xuôi đã đến 4 giờ chiều rồi. Vốn dĩ Hạ Ân Long muốn tiếp tục trò chuyện với hai người, nhưng thư ký gọi điện đến nói có việc gấp cần anh xử lý. Lúc này anh mới buộc phải đi làm. Dọn dẹp xong, Nhược Bạch Lan mới thở dài một hơi. Cô nghiêng người dựa vào Du Đức Lâm, toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đổ dồn lên người anh. Anh nói xem, sao em cảm thấy đây giống như mình đang nằm mơ vậy? Trong vòng vỏn vẹn có nửa ngày, thân thế của cô được hé lộ, người thân cũng đã tìm được, hơn nữa lai lịch còn rất lợi hại, điều này khiến Nhược Bạch Lan thực sự cảm thấy có chút khó tiếp nhận. Cô chưa từng nghĩ hóa ra bản thân cô trước đây cũng là thiên kim tiểu thư con nhà quyền thế. Du Đức Lâm ôm chặt cô, anh cũng rất muốn đây là một giấc mơ. Nhược Bạch Lan hỏi anh, vì sao chứ? Nếu như là mơ, đợi sau khi tỉnh lại, sẽ không có ai đến giành em và Hải Băng với anh. Bây giờ thì tốt rồi, Hạ Ân Long đi đâu cũng hận không thể dẫn theo Hải Băng và vợ anh, khiến cho anh trở thành người ngoài rồi. Đây mới là ngày đầu tiên thôi mà Du Đức Lâm đã có chút chịu không nổi. Thời gian về sau còn dài, anh đoán chừng bản thân sớm muộn cũng kích động muốn dẫn vợ con chạy trốn. Nhược Bạch Lan bật cười, chọc chọc cánh tay anh, có phải anh đã sớm nghi ngờ rồi không? Em thấy anh cũng không quá ngạc nhiên. Trước đây lúc ở Dương Môn, anh đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng lúc đó, anh hỏi thị trưởng Dương Môn là có biết Hạ Ân Long có chị em ruột không? Ông ta rất chắc chắn nói với anh là tuyệt đối không có. Bây giờ anh mới gạt bỏ nghi ngờ, nếu không thì anh đã sớm điều tra ra rồi. Hôm nay, Nhược Bạch Lan và Hạ Ân Long nhận nhau mặc dù nói là đột ngột, nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Anh đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền của Hạ Mai Hương, cho dù hôm qua không gặp Hạ Ân Long trên đường, anh cũng tính sẽ cầm sợi dây chuyền trực tiếp đi tìm anh ta xác nhận. Bất luận thế nào, hai anh em cô cũng sẽ nhận nhau, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nhược Bạch Lan hỏi Du Đức Lâm, anh nói xem, vì sao Hạ Mai Hương lại làm như vậy? Cô không hiểu, vì sao Hạ Mai Hương nhất định muốn cô phải chết? Cô chết rồi, không thể quay về nhà họ Hạ. Vậy Hạ Mai Hương thì sao? Cô ta có thể được lợi ích gì? Du Đức Lâm vỗ nhẹ nhẹ lưng của Nhược Bạch Lan, đúng thế, vì sao nhỉ? Có thể là do đố kỵ. Đố kỵ? Ngoại trừ do đố kỵ, anh không nghĩ ra lý do nào khác, hoặc là cô ta cho rằng em chết rồi, cô ta chính là con gái duy nhất của nhà họ Hạ, sẽ có thể độc chiếm rất nhiều thứ. À, còn có, bên trong chắc chắn có bí mật xấu xa gì đó, cô ta buộc phải che giấu, nếu không đợi đến khi bí mật bị phơi bày, cô ta có thể sẽ gặp xui xẻo. Ngoại trừ cái này ra, anh không nghĩ ra tại sao cô ta lại muốn trừ khử em như thế. Cô ta hy vọng nhà họ Hạ vĩnh viễn không phát hiện ra em, cô ta muốn em biến mất vĩnh viễn. Du Đức Lâm nhớ lại tình cảnh khi Hạ Mai Hương mới gả đến nhà họ Du, gần như Hạ Mai Hương lúc nào cũng khoe khoang mình là con gái của nhà họ Hạ. Cô ta họ Hạ, dù cho cô ta không phải con đẻ, nhưng cũng là thiên kim tiểu thư được sủng ái của nhà họ Hạ.
Hạ Mai Hương thường xuyên gọi điện thoại về nhà họ Hạ. Cô ta luôn luôn tỏ vẻ bản thân rất được cưng chiều, để cho tất cả mọi người ở nhà họ Du đều tâng bốc cô ta. Du Đức Lâm cười khẩy, đồ giả quả nhiên vĩnh viễn đồ giả không thể thành đồ thật được. Bất kể cô ta giả bộ thế nào, nỗ lực thế nào thì rốt cuộc vẫn có ngày bị vạch trần. Thiên Kim tiểu thư thật sự của nhà họ Hạ đã trở về rồi. Du Đức Lâm cúi đầu nhìn Nhược Bạch Lan, cô ngáp một cái, mí mắt từ từ khép lại, buồn ngủ quá. Em chợp mắt một lát, chỉ một lát thôi, anh. Anh, nhớ gọi em dậy đó. Được, Du Đức Lâm điều chỉnh tư thế một chút, để cô dựa thoải mái hơn. Đợi Nhược Bạch Lan ngủ say, Du Đức Lâm nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường, giúp cô cởi giày và đắp chăn cho cô. Anh ngồi bên mép giường nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như dòng nước tan chảy ra từ lớp băng được ánh mặt trời chiếu rọi. Cô từ một thiên kim tiểu thư con nhà quyền thế lưu lạc trở thành cô bé lọ lem. Cho dù cuộc sống có bao nhiêu khổ cực, cho dù từng chịu tổn thương sâu như thế nào, cô cũng chưa từng oán trời trách đất. Trải qua bao nhiêu gian khó như thế, cô vẫn mang trong mình một trái tim vô cùng lương thiện, một đôi mắt cực kỳ trong sáng. Cô là một người con gái bình thường cũng được, là thiên kim tiểu thư con nhà quyền thế cũng thế. Cho dù thân phận của cô có thay đổi thế nào, cô đều là vợ của anh, điều này không ai có thể thay đổi được. Ngắm nhìn Nhược Bạch Lan một lúc, Du Đức Lâm quay người đi sang phòng kế bên xem Hải Băng. Cô bé cũng đang ngủ, trước khi Hạ Ân Long đi đã dỗ cô bé ngủ. Lúc anh đi vẫn còn thấy anh ta ôm Hải Băng, dù cô bé ngủ. Du Đức Lâm nhìn thấy bàn chân bé nhỏ của Hải Băng hở ra ngoài, anh lắc đầu mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bàn chân cô bé vào trong chăn. Trong phòng họp nhỏ, Hạ Ân Long đang cùng vài vị cán bộ khu và cục trưởng cục tài chính thảo luận việc bán đấu giá đất xây dựng để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư thương mại. Lúc Hạ Ân Long nghe bọn họ thảo luận, ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Nếu như là bình thường, anh nhất định sẽ để cho bọn thảo luận việc này thoải mái, sau đó sẽ ở bên cạnh bác bỏ, để bọn họ phải cam tâm tình nguyện thực hiện phương án mà anh đề ra. Nhưng mà bây giờ, anh không có nhiều thời gian để quan tâm đến những việc đó, trong lòng anh muốn mau chóng trở về nhà, buổi tối anh còn phải cùng ăn cơm với Hải Băng và Tiểu Ái nữa. Đợi bọn họ thảo luận chưa đến 10 phút, Hạ Ân Long liền nói, những khu đất xây dựng mà các vị muốn đấu giá trong khu của mình đều đã quy hoạch xong rồi. Đây đều là vì suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của Hải Thị trong tương lai, có một số khu đất có thể bán, nhưng cũng có một số không thể bán. Còn vấn đề kêu gọi doanh nghiệp đầu tư thương mại, mọi người quay về thảo luận kỹ lưỡng để ra một biện pháp khả thi, sau đó trở lại báo cáo với tôi. Việc này cứ quyết định như thế đi, nếu mọi người có ý kiến. Mọi người đều đợi anh nói nếu có ý kiến, mọi người sẽ thảo luận lại từ đầu. Kết quả, Hạ Ân Long lại nói một câu, mọi người cố gắng giải quyết, việc này nếu xảy ra vấn đề gì, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Như vậy đi, tôi còn có việc gấp, tan họp. Những người tham gia hội nghị thường kỳ đều trợn tròn mắt, một việc lớn như vậy, họp có hơn 10 phút đã quyết định, từ khi nào thị trường Hạ trở nên tắc trách như vậy. Nhưng mà, bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ đành rời đi. Hạ Ân Long liếc nhìn sắc trời bên ngoài, đã bắt đầu sầm tối, đến giờ ăn tối rồi. Nên tan làm rồi, có việc gì tính sau. Thư ký vội nói, nhưng mà, thị trưởng, cục trưởng cục cảnh sát đã đợi ngài một tiếng rồi, bây giờ ông ấy vẫn còn đang ở bên ngoài. Hạ Ân Long vào đầu, ra gọi ông ta vào đi. Sau khi cục trưởng cục cảnh sát tiến vào, Hạ Ân Long trực tiếp nói, ngồi đi. Nói thật ngắn gọn, có tiến triển thì nói có tiến triển, có khó khăn thì nói có khó khăn. Vâng, trước tiên, tôi báo cáo với ngài một chút về kết quả của truy quét các tổ chức tội phạm gần đây. Ông ta nói một lượt các nghi phạm chính có liên quan đến vụ án bị bắt gần đây và những chứng cứ mới tra ra được, sau cùng ông ta trình bày một số khó khăn trước mắt. Hạ Ân Long gật đầu, được rồi, tôi biết rồi, rắc rối lớn nhất của các ông chính là các vụ có liên quan đến các quan chức cấp cao cấu kết với xã hội đen. Vấn đề này các ông phối hợp với Bộ Kiểm tra Kỷ luật, có vấn đề gì thì đến tìm tôi, không phải kiêng kỵ gì hết. Sau khi xử lý xong, Hạ Ân Long muốn về nhà thì thư ký nhỏ giọng nói tiếp theo vẫn còn có việc. Lần đầu tiên Hạ Ân Long cảm thấy bực bội với công việc, anh chỉ muốn về nhà ăn bữa cơm tối với em gái và cháu gái của mình, sao lại khó như vậy? Anh tức giận nói, bất kể tiếp theo còn có bao nhiêu việc, bây giờ tôi phải về nhà ăn cơm, đợi tôi ăn cơm xong quay lại xử lý tiếp. Nhưng mà... Không có cái gì nhưng mà, làm theo lời tôi nói đi. Vâng. Đưa Hạ Ân Long về nhà, thư ký cảm nhận rõ ràng tâm trạng của anh đã khá hơn. Cậu ta nói, thị trưởng, tôi vẫn chưa kịp chúc mừng ngài tìm được em gái và cháu gái. Đây thực sự là một chuyện rất đáng vui mừng. Hạ Ân Long mỉm cười, đúng thế, chuyện đáng vui mừng, cả đời này không có chuyện gì đáng để tôi vui mừng hơn chuyện này. Thư ký cười nói,
nhưng mà, thị trưởng, chuyện vui như thế, sao ngài không gọi điện báo cho ông Hạ và bà Hạ một tiếng chứ? Hạ Ân Long lắc đầu, bây giờ tôi nói với cha mẹ, đoán chừng họ sẽ đi suốt đêm đến đây. Sức khỏe của mẹ tôi không tốt, không chịu được sóc này, thà tôi xử lý xong công việc ở đây rồi dẫn em gái tôi quay về còn hơn nói với họ khiến họ càng nóng ruột. Vẫn là ngài suy nghĩ chu đáo. Về đến nhà, anh vừa đẩy cửa ra liền cất giọng gọi, Hải Băng, Tiểu Ái. Hải Băng là người đầu tiên chạy ra, cậu. Hạ Ân Long bế cô bé lên, mẹ con đâu? Nhược Bạch Lan cầm sẻng cơm đi ra, anh về rồi. Hạ Ân Long nhìn thấy Nhược Bạch Lan mặc tạp dề, tay cầm sẻng, anh ngây người một lát, vốn dĩ anh muốn về dẫn hai mẹ con ra ngoài ăn, nhưng bây giờ, có lẽ là không cần nữa. Nhược Bạch Lan cười nói, đúng thế, không cần ra ngoài, em làm cơm tối rồi, một lát nữa là xong, anh dẫn Hải Băng đi rửa tay trước đi. Chiều nay sau khi ngủ dậy, cô bắt Dỗ Đức Lâm dẫn cô đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu ăn, mấy ngày nay cô đã ăn chán đồ ăn ở bên ngoài rồi. Dỗ Đức Lâm từ trong bếp nói vọng ra, bà xã Hà, dầu nóng rồi. Ồ, em vào đây. Nhược Bạch Lan vội vàng chạy vào trong bếp. Biểu cảm trên khuôn mặt Hạ Ân Long dần dần biến đổi, từ kinh ngạc đến vui mừng rồi cảm động. Anh đến Hải Thị lâu như vậy, lần đầu tiên nhà anh sử dụng phòng bếp, nên nói là những năm qua anh đã nhậm chức ở rất nhiều nơi, những nơi anh từng ở chỉ có lần này phòng bếp nhà anh mới có ánh lửa. Trong phòng bếp lạnh lẽo, có tiếng nói của trẻ con, có mùi dầu mỡ bay ra khiến phòng bếp vốn lạnh lẽo trống trải cuối cùng cũng có khói lửa. Nhiều năm trôi qua, giờ đây anh mới lại có cảm giác giống như lúc còn nhỏ, cảm giác gia đình là gì. Hạ Ân Long nhìn Hải Băng, cười nói, đi thôi, chúng ta đi rửa tay. Cậu ơi, mẹ con nấu ăn rất ngon. Vậy hôm nay cậu có lộc ăn rồi. Sức ăn của Hạ Ân Long xưa nay đều không lớn, bình thường nhiều lắm cũng chỉ ăn một bát cơm. Nhưng hôm nay, anh lại ăn thêm hai bát, ăn đến hết mới thôi. Buông đũa xuống, anh cảm thấy hôm nay quả thực là ăn nhiều. Hạ Ân Long vẫn còn chút việc, anh chơi với Hải Băng một lát liền ra khỏi nhà. Trước khi ra khỏi nhà, anh liếc nhìn Dỗ Đức Lâm, nói, tối nay, tôi sẽ về sớm, cậu cùng tôi chơi cờ. Dỗ Đức Lâm đương nhiên hiểu ý của Hạ Ân Long, được thôi, tôi nhất định sẽ đợi anh. Nhưng mà, anh không ngờ, đợi khi Hạ Ân Long quay về đã sắp 11 giờ đêm rồi. Dỗ Đức Lâm ngồi trong phòng khách, tay cầm điều khiển từ xa, nhìn Hạ Ân Long bước vào nhà, công việc của anh quả là bận rộn. Bây giờ mới về, hết cách rồi, chung quy phải làm xong việc mới được. Hạ Ân Long mặt mày uể oải, cởi áo khoác ra, tiện tay vứt trên sofa, nói đi, còn cái gì mà tôi không biết. Dỗ Đức Lâm cười nói, tôi cũng đang đợi anh về, có vài chuyện quá xấu xa, tôi không hy vọng cô ấy biết quá nhiều. Hạ Ân Long gật đầu, điều này anh đồng ý, vậy bắt đầu nói từ Hạ Mai Hương đi. Dỗ Đức Lâm hỏi Hạ Ân Long trước, Hạ Mai Hương người phụ nữ này, anh hiểu được cô ta bao nhiêu? Hạ Ân Long tựa vào ghế, sự mệt mỏi trên khuôn mặt đã tản đi đôi chút, ánh mắt bỗng trở lạnh lẽo, trước đây, tôi cho rằng bản thân cũng xem như là hiểu cô ta, những điều tôi biết cũng không phải là ít. Nhưng mà bây giờ, tôi cảm thấy, hình như còn rất nhiều điều mà tôi không biết. Tôi đã đưa ảnh của Tiểu Ái cho cục cảnh sát. Sau đó, bọn họ nói với tôi, thuộc hạ của Đao gia thừa nhận người mà Hạ Mai Hương sai bọn chúng tìm chính là Tiểu Ái. Hôm nay, anh đưa hình của Nhược Bạch Lan cho cục trưởng cục cảnh sát, bảo bọn họ đi thẩm vấn thuộc hạ của Đao gia một lần nữa, hỏi bọn chúng người ban đầu mà Hạ Mai Hương sai bọn chúng tìm có phải chính là người trong ảnh không. Quả nhiên, tên nào trông thấy người trong ảnh cũng đều gật đầu, nói chính là người con gái trong ảnh. Điều này khiến cho Hạ Ân Long càng ngày càng cảm thấy lạnh sống lưng. Chuyện này, càng suy nghĩ kỹ càng cảm thấy sợ hãi. Anh không biết Tiểu Ái còn sống, nhưng Hạ Mai Hương lại biết. Sau khi cô ta biết chẳng những không nói cho bọn họ, trái lại không tiếc lấy thân mình dụ dỗ Đao gia để lão giúp cô ta đi tìm, cô ta muốn làm cái gì? Theo như hiểu biết của Hạ Ân Long đối với Hạ Mai Hương, cô ta sẽ không đơn thuần là tìm người. Người phụ nữ này, rốt cuộc đã làm gì sau lưng bọn họ? Cô ta còn biết những gì? Vì sao cô ta còn biết trước cả bọn họ? Dỗ Đức Lâm cười lạnh, Hạ Mai Hương biết, còn nhiều hơn những gì anh nghĩ rất nhiều. Đầu năm nay, tôi quen Bạch Lan. Khi đó, thôi bỏ đi, những chuyện này nói ra thì dài, tôi nói ngắn gọn. Đừng, cậu kể tường tận cho tôi có thời gian nghe cậu kể. Cậu kể tôi nghe đi, chuyện trước kia của Tiểu Ái, tôi muốn nghe. Hạ Ân Long biết rất ít chuyện trước kia của Nhược Bạch Lan. Hôm nay từ trong miệng của Hải Băng, anh đã biết được đôi chút. Bao nhiêu năm qua em gái của mình rốt cuộc trải qua cuộc sống như thế nào, anh đều muốn biết. Dỗ Đức Lâm liếc nhìn Hạ Ân Long, anh chắc chắn chứ?
tôi sợ anh nghe xong sẽ muốn giết người. Nói đi, tôi rất muốn nghe. Dụ Đức Lâm gật đầu, được, tôi sẽ kể cho anh nghe từng chuyện một. Bắt đầu nói từ khi cô ấy còn nhỏ đi. Năm đó, làm sao cô ấy sống sót trong trận hỏa hoạn năm đó, bây giờ chúng ta đều không biết. Nhưng sau đó, hình như cô ấy bị bán trao tay mấy lần, bị bán đến một thôn rất nghèo nằm phía dưới thủ đô và được một cặp vợ chồng già nuôi dưỡng. Cô ấy nói với tôi, lúc nhỏ mặc dù nghèo nhưng ít nhất cha mẹ nuôi còn yêu thương cô ấy. Sau đó, lúc cô ấy vừa tròn 18 tuổi, cha mẹ cô ấy bị bệnh nặng, cô ấy không còn cách nào khác đành phải lấy Hoàng Trung Văn. Cô ấy nói trong suốt quãng thời gian kể từ khi xuất giá cho đến tận khi gặp tôi là những tháng ngày đau khổ tủi nhục nhất của cô ấy, giống như đang sống trong địa ngục vậy. Dụ Đức Lâm không hề che giấu điều gì, anh chậm rãi kể lại cảnh ngộ của Nhược Bạch Lan trong những năm qua. Đầu năm nay, tôi có nhiệm vụ phải ra ngoài, không cẩn thận bị thương, trốn trong chuồng gà sau nhà cô ấy. Sau khi cô ấy phát hiện đã cứu tôi, chính lúc đó tôi đã thích cô ấy. Sau đó, tôi quay trở về Dương Môn, chờ khi vết thương khá hơn, tôi vội vàng quay lại tìm cô ấy. Bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy vui mừng, may là khi đó tôi quay lại, nếu như chậm một chút nữa, có lẽ tôi vĩnh viễn không thể tìm được cô ấy rồi. Tại sao? Giọng của Hạ Ân Long khàn đến mức gần như khiến người khác nghe không rõ chữ. Dụ Đức Lâm quay đầu nhìn Hạ Ân Long. Hạ Ân Long cúi đầu, nhìn không rõ cảm xúc, nhưng hai tay đặt trên đầu gối lại nắm thật chặt, khớp xương đều trắng bệch, bờ vai anh run lên. Dụ Đức Lâm thở dài, nghe thấy những chuyện này Hạ Ân Long nếu như không có phản ứng gì mới là lạ. Bởi vì Hoàng Trung Văn đột nhiên trở về, cướp Hải Băng đi, buộc Bạch Lan phải đi thủ đô với hắn. Anh nói xem một thằng đàn ông hơn một năm không về nhà, mặc kệ vợ con sống chết, bạc tình bạc nghĩa, đột nhiên nói muốn đón mẹ con cô ấy lên thành phố hưởng phúc, có bình thường không? Quan trọng là Bạch Lan đã biết hắn ta ngoại tình, đã kết hôn và sinh hai đứa con trên thành phố. Trong tình cảnh đó, đột nhiên muốn dẫn hai mẹ con cô ấy đi, có thể có chuyện gì tốt sao? Bây giờ Dụ Đức Lâm nhắc đến Hoàng Trung Văn trên mặt đều là sát khí. Tôi đuổi theo xe của hắn, đem Hải Băng và Bạch Lan đi. Bởi vì Bạch Lan muốn ly hôn với Hoàng Trung Văn, cho nên sau đó chúng tôi ở tại huyện Bình. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Diệp, gia đình bố vợ của Hoàng Trung Văn nhiều lần phái người muốn giết Bạch Lan. Khi đó, tôi luôn cảm thấy lạ, rốt cuộc là vì sao chứ? Đơn thuần là tranh chấp ly hôn, vì sao phải giết người? Hơn nữa, Bạch Lan cũng không quấn lấy Hoàng Trung Văn, cô ấy còn muốn ly hôn. Cho đến tận sau này, xảy ra chuyện của Hạ Mai Hương, tôi mới cảm thấy những chuyện này phải chăng có liên quan đến nhau. Hạ Ân Long mơ hồ ngẩng đầu, ý của cậu là Hạ Mai Hương đã sớm biết Tiểu Ái còn sống, thậm chí có khả năng là cô ta. Là cô ta? Lời phía sau, Hạ Ân Long không nói ra. Chỉ cần cho anh một chút manh mối, anh đã có thể liên tưởng ra toàn bộ âm mưu, trong chuyện này muốn kết nối lại quá đơn giản. Dụ Đức Lâm nhìn thấy đôi mắt Hạ Ân Long đỏ ngầu dữ tợn, sự phẫn nộ căm hận hiện rõ trên khuôn mặt anh. Tướng mạo điềm đạm khôi ngô tuấn tú vốn có của anh giờ phút này trông cực kỳ đáng sợ, đúng như lời lúc trước Dụ Đức Lâm đã nói, lúc này cả người anh đều là sát khí. Dụ Đức Lâm gật đầu, đúng, có lẽ là từ rất lâu rồi. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh liên hệ với tôi, bảo tôi giúp anh xử lý vài người không? Lần đó, sau khi tôi làm xong chuyện đã quay về nhà họ Du một chuyến. Kết quả tôi nhìn thấy trên cổ Du Sơn Thủy cháu trai tôi có đeo một sợi dây chuyền giống hệt với của Bạch Lan. Lúc đó, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi, sau đó tôi liền cho người theo dõi cô ta, cho đến khi cô ta đi tìm đao ra. Dụ Đức Lâm sờ sờ mũi, thật ra, tối hôm đó khi anh sai Vương Chí Tài giết chết đao ra, cậu ta đã tìm thấy hình của Bạch Lan. Khi đó, tôi không chắc chắn anh và Hạ Mai Hương có quan hệ gì, cho nên thử thăm dò anh một lần, không dám nói cho anh biết. Cô ta đi tìm đao ra, không phải chỉ là vì tìm người chứ? Dụ Đức Lâm cười ha ha, nói, đương nhiên không phải. Lòng giả của người phụ nữ đó còn độc ác hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Từ trước đến giờ, cô ta chưa từng nghĩ sẽ tha cho Bạch Lan, bảo xã hội đen giúp cô ta tìm người. Đừng có đùa chứ, ngoại trừ muốn giết người diệt khẩu, anh cảm thấy còn có lý do khác sao? Người cô ta muốn giết luôn là Bạch Lan, trước giờ chưa từng thay đổi. Ánh mắt Hạ Ân Long bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, giống như làn gió nhẹ êm dịu tức khắc biến thành băng tuyết mùa đông lạnh thấu xương. Anh hối hận rồi. Bao nhiêu năm qua, anh đã quá nhân từ với Hạ Mai Hương rồi. Sự nhân từ của cả gia đình anh đối với cô ta đã trở thành con dao trong tay để cô ta đối phó với Tiểu Ái. Nếu như Tiểu Ái không gặp Dụ Đức Lâm, có thể đến chết anh cũng sẽ không biết Tiểu Ái vẫn còn sống. Tôi không chắc chắn từ khi nào cô ta biết Bạch Lan vẫn còn sống, nhưng mà tôi cảm thấy cô ta vẫn còn che giấu rất nhiều bí mật không thể cho người khác biết.
nhà họ Hạ, nuôi một con sói. Tôi cho rằng đến cả trận hỏa hoạn năm đó đều phải điều tra lại từ đầu. Anh quay đầu nhìn Hạ Ân Long, anh thực sự sợ hết hồn. Sát khí trong mắt Hạ Ân Long quá dọa người khiến anh đột nhiên cảm thấy bản thân giống như bị lăng trì trong nháy mắt. Hạ Ân Long đứng dậy, tôi sẽ điều tra rõ, tôi sẽ không để Tiểu Ái phải oan ức chịu khổ nhiều năm như thế. Hạ Ân Long trở về phòng cầm điện thoại lên, ấn một dãy số, thông báo cho cảnh sát bên thủ đô, bắt giữ Diệp Tử Cung. Đúng thế, bây giờ, vậy, tội danh thì sao? Bắt người thì phải có một tội danh. Tội danh cố ý giết người, đã đủ chưa? Giọng Hạ Ân Long lãnh đạm không có chút cảm xúc nào. Khi anh quyết định làm một chuyện gì, bất cứ ai bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản được anh, cho dù phía trước có một ngọn núi, anh cũng sẽ phải phá ngọn núi đó đi. Huống chi, Diệp Tử Cung có tính là gì, ông ta cũng không phải là một ngọn núi. Thị trường Hạ, vậy, bằng chứng đâu? Dù sao cũng phải có bằng chứng xác thực, sau đó, chúng tôi mới có thể bắt người. Huống hồ, hiện nay thủ đô dù sao cũng không thuộc phạm vi quản lý của ngài, hơn nữa nói thế nào đi nữa thì nhà họ Diệp ở thủ đô cũng có chút danh tiếng. Gần đây còn trúng thầu một hạng mục của chính quyền thủ đô. Bây giờ bắt người thì không ổn cho lắm, người ở đầu dây bên kia có chút khó xử. Nếu như bây giờ Hạ Ân Long quản lý thủ đô, anh ra lệnh, bọn họ chắc chắn không dám cãi mà trực tiếp xuất quân, nhưng mà bây giờ không phải là vượt quyền rồi sao? Cho dù bọn họ biết tương lai Hạ Ân Long sẽ ngồi lên vị trí cao nhất, nhưng bây giờ anh vẫn chưa phải. Hạ Ân Long biết sự kiêng kỵ của bọn họ, anh lạnh nhạt nói, lão già Diệp Tử Cung này tôi nhất định phải bắt được, giấy tờ tôi sẽ bảo người lập tức chuyển cho anh. Cho dù bây giờ tôi không quản lý thủ đô nhưng người tôi muốn bắt các anh nhất định phải bắt cho tôi. Lát nữa sẽ có lệnh điều động người của anh, nói cho anh biết nên bắt người như thế nào. Còn về các anh, lập tức xuất phát cho tôi. Đừng hỏi gì hết, trực tiếp bắt ông ta cho tôi, bắt luôn cả Hoàng Trung Văn và Diệp Xuân Lan, dẫn đến cục cảnh sát Hải Thị. Vụ án này, bên chúng tôi sẽ toàn quyền phụ trách, anh chỉ cần phụ trách bắt người. Vậy được rồi. Vừa tắt điện thoại thì điện thoại di động của người ở đầu bên kia lập tức vang lên, vừa nhìn là thị trưởng thủ đô gọi đến, ông ta vội vàng bắt máy. Alo, thị trưởng, tôi đang có chuyện muốn báo cáo với ngài đây, vừa nãy. Ông ta còn chưa nói xong, thị trưởng thủ đô ở đầu bên kia đã trực tiếp nói, không cần báo cáo. Tôi biết rồi, bây giờ anh lập tức làm theo lời thị trưởng Hạ nói, lập tức đi bắt người. Việc quan trọng liên quan đến mạng người, sao có thể trì hoãn? Loại người nguy hiểm này để trong thủ đô chúng ta sẽ đe dọa đến trị an xã hội của thành phố. Vâng, tôi biết rồi. Cảnh sát bên thủ đô điều động hai xe cảnh sát trực tiếp đi đến nhà Diệp Tử Cung. Hạ Ân Long đặt điện thoại di động xuống, cầm bức ảnh của Nhược Bạch Lan hồi nhỏ lên, tay anh vuốt ve bé gái trong hình. Anh nhớ lại lời Du Đức Lâm nói với mình, lòng anh liền đau như dao cắt. Những năm qua rốt cuộc Tiểu Ái đã trải qua cuộc sống như thế nào? Viền mắt Hạ Ân Long ướt át, trong lòng cực kỳ khó chịu. Xin lỗi em, anh tìm thấy em quá muộn rồi. Anh biết quá muộn, thời gian trôi qua lâu như thế mà đến bây giờ anh mới biết em gái mình không chết, mới biết em gái mình vẫn còn sống, đến Hạ Mai Hương còn biết sớm hơn anh. Nghĩ đến cái tên Hạ Mai Hương, khung ảnh trong tay Hạ Ân Long suýt nữa thì bị bóp nát. Anh biết bây giờ không có bằng chứng xác thực không dễ động vào Hạ Mai Hương. Anh không phải là xã hội đen, anh muốn trừng trị Hạ Mai Hương cũng phải có bằng chứng. Nhưng mà Diệp Tử Cung thì không giống thế. Ông ta thực sự đã ra tay, ông ta thực sự đã gây bất lợi cho Tiểu Ái, dựa vào điểm này anh liền có thể dồn ông ta vào chỗ chết. Không ai biết tâm trạng Hạ Ân Long bây giờ thế nào. Sau khi nghe Du Đức Lâm nói xong, Du Đức Lâm đoán có lẽ anh sẽ muốn giết người, nào ngờ Hạ Ân Long không những muốn giết người, mà anh còn muốn hủy hoại tất cả. Anh muốn hủy hoại từng người một, tất cả những người đã làm tổn thương và có lỗi với Nhược Bạch Lan, khiến cho tất cả bọn chúng muôn đời muôn kiếp không ngóc đầu lên được. Trước tiên bắt đầu từ Diệp Tử Cung, anh muốn cậy miệng ông ta vạch trần toàn bộ những chuyện anh không biết và những bí mật xấu xa đen tối đang được che giấu. Hạ Ân Long biết những năm qua Nhược Bạch Lan sống rất vất vả, nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ cuộc sống của cô lại khổ cực đến vậy, còn bị đám người kia chà đạp, hận không thể giết chết cô cũng không hết giận. Em gái của anh, cô con gái duy nhất của nhà họ Hạ, vốn là người được chiều chuộng vô cùng, vốn nên là công chúa được cả nhà yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng mà lại bị người khác hãm hại phải chia lìa người thân 20 năm, những tháng ngày mà cô phải trải qua Hạ Ân Long thậm chí còn không dám nghĩ tới. Anh không biết làm sao cô có thể dùng đôi vai bé nhỏ của mình mà chống đỡ nổi qua ngày. Thù này, anh nhất định phải báo. Những đau khổ và khó khăn mà những năm qua Tiểu Ái phải chịu, nhất định phải có người đền bù. Hạ Mai Hương sống trong nhà anh, khoác lên mình cái danh là thiên kim nhà họ Hạ, được ăn sung mặc sướng,
hưởng vinh hoa phú quý. Còn em gái anh ở bên ngoài lại phải trải qua cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Khi Hạ Mai Hương đang hưởng thụ mọi thứ vốn thuộc về Tiểu Ái thì Tiểu Ái lại đang phải chịu đựng sự dày vò cực khổ. Hạ Ân Long úp mặt vào tay, anh thật sự rất hận. Hận những kẻ đã làm tổn thương Tiểu Ái, hận Hạ Mai Hương nhưng anh cũng hận chính bản thân mình, rõ ràng có quyền có thế nhưng anh đã làm được những gì cho Tiểu Ái. Khi Tiểu Ái cần sự giúp đỡ nhất thì anh lại không xuất hiện, thậm chí anh cũng không biết em gái mình vẫn còn sống. Những điều anh làm chỉ là mỗi ngày sống trong nhớ nhung, ngoài thời gian làm việc mong nhớ về cô. Nhưng cái đó có tính là gì, không hề giúp được gì cho cô. Nếu như anh có thể luôn tin tưởng Tiểu Ái không chết, nếu như anh có thể đi tìm cô sớm hơn, anh đã sớm có thể tìm được Tiểu Ái rồi, đâu đến nỗi để cô bị ức hiếp nhiều năm như thế. Hạ Ân Long vốn dĩ không ưa Du Đức Lâm, nhưng mà bây giờ anh cảm thấy bản thân mình có tư cách gì mà thấy Du Đức Lâm ngứa mắt chứ. Nếu như không có Du Đức Lâm, Tiểu Ái đã bị Diệp Tự Cung hại chết rồi. Nếu như không có Du Đức Lâm, cả đời này anh cũng sẽ không biết Tiểu Ái vẫn còn sống. Tất cả những gì Du Đức Lâm làm vốn dĩ nên do người anh trai là anh làm. Du Đức Lâm bảo vệ Tiểu Ái, bảo vệ Hải Băng. Cậu ta không hề quan tâm ánh mắt của người đời, cậu ta cũng không băn khoăn những lời đàm tiếu của người khác, cậu ta bất chấp gia đình phản đối, khăng khăng cưới Tiểu Ái, cho Tiểu Ái và Hải Băng một cuộc sống bình yên, một mái nhà ấm áp. Anh nên đi cảm ơn Du Đức Lâm một cách tử tế. Du Đức Lâm kể hết cho Hạ Ân Long nghe xong, lúc này anh mới xoay người trở về phòng. Giúp bà xã báo thù, giải quyết Hạ Mai Hương, những chuyện này anh không định để cho cô biết. Cuối cùng cô cũng tìm được người thân, tiếp theo phải đi nhận người thân, phải chung sống với cha mẹ, sẽ có rất nhiều việc phải làm. Còn về những việc khác cũng không cần cô làm. Khi Du Đức Lâm nằm lên giường không cẩn thận làm động đến Nhược Bạch Lan, cô ngủ đến nỗi đầu óc có chút mơ hồ, mở mắt ra hỏi một câu, sao anh còn chưa ngủ? Anh nói chuyện vài câu với anh cả. Em ngủ đi, Du Đức Lâm vỗ nhẹ nhẹ Nhược Bạch Lan. Vâng, Nhược Bạch Lan lại nhắm mắt, quay người chui vào lòng Du Đức Lâm. Trên khuôn mặt Du Đức Lâm hiện ra một nụ cười dịu dàng, cẩn thận ôm cô vào lòng, thấp giọng nói, bà xã, ngủ ngon. Thủ đô, đêm khuya. Trước cổng lớn của nhà họ Diệp đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát, bao vây nhà họ Diệp, cảnh sát gõ cổng lớn nhà họ Diệp. Đèn trong biệt thự nhà họ Diệp từ từ sáng lên, tất cả mọi người đều lục tục tỉnh dậy. Diệp Tử Cung bò dậy, vẫn còn chưa rõ đây là chuyện gì. Từ trên lầu đi xuống, ông ta vội vàng hỏi, có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Đêm hôm khuya khoắt ầm ĩ cái gì thế? Một người hầu gái vội vàng chạy đến nói với ông ta, ông chủ, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát. Cảnh sát sao? Diệp Tử Cung trong lòng nghi ngờ, gần đây ông ta rất tuân thủ pháp luật, không hề làm chuyện gì phạm pháp. Trong lòng ông ta thấp thỏm, lúc này cảnh sát đến đây rốt cuộc là vì cớ gì? Ông ta vẫn chưa nghĩ ra lý do thì cảnh sát đã tiến vào rồi. Ông chính là Diệp Tử Cung. Diệp Tử Cung do dự một lát rồi gật đầu, đúng. Chính là tôi. Không biết đêm hôm khuya khoắt các vị đến nhà tôi là vì cớ gì? Viên cảnh sát đứng đầu lấy lệnh bắt giữ từ trong cặp ra, nói, chúng tôi được lệnh đến bắt ông, mời ông đi theo chúng tôi. Trong lòng Diệp Tử Cung hồi hộp, bắt tôi, tại sao? Tôi phạm tội gì? Cảnh sát nói, tội cố ý giết người. Lúc đó, Diệp Tử Cung sợ tới mức đứng hình, mãi một lúc sau mới hồi hồn, cuống quýt nói, đồng chí cảnh sát, chuyện này không thể đùa được. Tôi là một doanh nhân đoàn hoàng hợp pháp, sao tôi có thể giết người chứ? Các anh nhất định lầm lẫn rồi. Mấy năm trước Diệp Tử Cung đích thực có sai người giết vài ba người, nhưng mà đó đều là chuyện của quá khứ, có lẽ không đến mức có thể bị điều tra ra chứ. Diệp Tử Cung bỗng nhiên nhớ đến một người, trong lòng đột nhiên hốt hoảng. Sẽ không phải là Nhược Bạch Lan chứ? Không đúng, không đúng. Nhược Bạch Lan đã mất tích lâu lắm rồi, bọn họ căn bản không thể tìm được cô ta. Huống hồ, ông cũng không có giết chết cô ta. Cảnh sát cất lệnh bắt giữ đi, không nhầm lẫn, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Bây giờ mời ông đi theo chúng tôi. Diệp Tử Cung vừa mới xua tay, hai cảnh sát ở phía trước đã trực tiếp khống chế ông ta. Diệp Tử Cung la lên, các người không bằng không chứng dựa vào cái gì đòi dẫn tôi đi. Tôi muốn gặp Phó Thị trưởng Cao, tôi muốn gặp ngài ấy. Cảnh sát nghe đến tên của Phó Thị trưởng Cao căn bản là không thèm để tâm, cấp trên của bọn họ còn lớn hơn rất nhiều so với một Phó Thị trưởng. Bây giờ ông gặp ai cũng vô ích, đợi đến nơi rồi, sẽ đến lúc ông được nói chuyện. Dẫn đi. Trong lòng Diệp Tử Cung vô cùng hoảng loạn, đến Phó Thị trưởng bọn họ cũng không thèm để tâm, vậy người chỉ thị bọn họ đến đây, khẳng định là cấp bậc càng cao hơn. Rốt cuộc là ai muốn bắt ông ta? Cảnh sát đảo mắt nhìn qua tất cả người của nhà họ Diệp, hỏi, ai là Diệp Xuân Lan?
Ai là Hoàng Trung Văn? Một người hầu gái nhỏ giọng nói, đồng chí cảnh sát, Hoàng Trung Văn không có ở đây. Lúc trước sau khi cậu ấy cãi nhau với cô chủ Xuân Lan thì không trở về nữa, cũng không biết rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu. Diệp Xuân Lan đâu? Vẫn đang ngủ, chưa đi ra. Viên cảnh sát phất tay gọi hai nữ cảnh sát đến, đi, lôi Diệp Xuân Lan ra đây. Một lát sau, Diệp Xuân Lan mặc đồ ngủ đi chân trần bị hai nữ cảnh sát lôi ra ngoài. Cô ta la hét, các người làm gì thế, có biết tôi là ai không? Lũ cảnh sát thối các người, đừng đụng vào tôi. Diệp Xuân Lan đang ngủ ngon lành thì bỗng thình lình cửa phòng bị mở ra, sau đó cô ta bị ném từ trên giường xuống đất. Cảnh sát hỏi, Diệp Xuân Lan à? Là tôi, anh là ai? Đừng cho rằng anh mặc cảnh phục thì anh giỏi lắm, lập tức thả tôi ra, nếu không tôi sẽ khiến cho anh gặp rắc rối lớn. Thái độ của Diệp Xuân Lan cực kỳ hung hăng, đến bây giờ cô ta vẫn kiêu ngạo, cô ta vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cảnh sát lại lấy ra một lệnh bắt giữ, Diệp Xuân Lan, bây giờ chúng tôi sẽ bắt cô theo quy định của pháp luật. Bắt đầu từ bây giờ mỗi câu nói của cô đều sẽ ảnh hưởng đến quá trình thẩm lý vụ án sau này, cô tự lo liệu đi. Cái gì? Bắt tôi, các người điên rồi à? Tôi phạm tội gì? Diệp Xuân Lan hét ầm lên. Diệp Xuân Lan không ngờ cảnh sát nói bắt cô là bắt thật, cô không làm gì hết, sao lại bắt cô? Lần này cảnh sát không hề giải thích với cô ta, phất tay nói, dẫn đi. Diệp Xuân Lan và Diệp Tử Cung bị dẫn đi cùng lúc, bất kể cô ta la hét thế nào cũng không thoát được. Tôi sẽ tố cáo các người, tôi không phạm pháp, dựa vào cái gì mà bắt tôi? Các người căn bản không phải là cảnh sát, là kẻ cướp. Diệp Xuân Lan bị bắt lôi ra khỏi nhà họ Diệp, đến giày cũng không kịp xỏ cứ thế bị lôi đi. Cảnh sát đến nhanh, rời đi cũng nhanh. Từ lúc đến tới lúc rời đi chỉ ở trong nhà họ Diệp chưa đến 10 phút. Sau khi bắt được người cảnh sát liền rời đi. Trên đường, viên cảnh sát đứng đầu đội đi bắt gọi điện thoại cho cấp trên. Báo cáo, đã thuận lợi bắt được người. Bây giờ lập tức đưa tới Hải Thị. Vâng, vâng, ngài yên tâm, nhất định sẽ không để bọn chúng chạy mất. Diệp Tử Cung ngồi phía sau vừa nghe thấy hai chữ Hải Thị, ngay lúc đó trong lòng ông ta đột nhiên run lên. Hải Thị sao? Lẽ nào, chuyện này thực sự có liên quan đến Hạ Mai Hương? Hay là việc bọn họ làm lúc trước đã bị phát hiện rồi? Diệp Tử Cung đứng ngồi không yên, ông ta cuống quýt hỏi, tại sao lại muốn đưa tôi đến Hải Thị? Cho dù các người bắt tôi cũng nên đưa tôi đến cục cảnh sát thủ đô chứ. Rốt cuộc các người có phải cảnh sát không? Viên cảnh sát ngồi phía trước lạnh lùng nói, chuyện gì ông không nên hỏi thì ông đừng hỏi. Chúng tôi nhận lệnh làm việc, đến nơi tự khắc ông sẽ rõ. Thật ra trong lòng viên cảnh sát cũng không rõ, có điều cấp trên muốn bắt người, bọn họ tất nhiên phải nhận lệnh làm việc rồi. Tinh thần của Diệp Tử Cung hoảng loạn. Ông ta biết bây giờ Hạ Ân Long nhậm chức ở Hải Thị, mấy ngày trước ngày nào trên kênh thời sự quốc gia đều đưa tin về tình hình truy quét tội phạm ở Hải Thị. Mỗi ngày Hạ An đều được đăng lên thời sự, ông ta hoàn toàn không thấy xa lạ. Đêm hôm khuya khoắt đến nhà bắt ông ta đi, ngay cả chứng cứ xác thực cũng không có, chỉ đưa ra một lệnh bắt, sau đó bên cảnh sát thủ đô còn không ngừng không nghỉ đi suốt đêm đưa ông ta đến Hải Thị. Điều này chứng tỏ cái gì? Diệp Tử Cung không thể không đặt nghi vấn về phía Hạ Ân Long. Ngoài anh ta ra, còn ai có thể có năng lực lớn như vậy được? Diệp Tử Cung nghiến răng, lúc này không thể hoảng, ông ta phải làm rõ tình cảnh trước mắt của mình, tại sao tôi không nên hỏi? Các người đến nhà bắt tôi đi, lẽ nào tôi muốn hỏi một câu thôi cũng không được à? Tôi nói cho các người biết, tôi là công dân luôn tuân thủ pháp luật, mỗi năm nhà họ Diệp chúng tôi nộp biết bao nhiêu thuế cho nhà nước, dù sao chúng tôi cũng có cống hiến, các người đối với tôi như vậy, tôi. Cảnh sát ngắt lời ông ta, ông là một doanh nhân, nộp thuế là việc ông nên làm. Nếu như ông thực sự không có làm chuyện phạm pháp, chúng tôi sẽ thả ông ra. Trước hết đừng nói bản thân mình trong sạch, nếu như bản thân ông thực sự trong sạch, ông không cần nói, chuyện này cũng sẽ không thể đổ lên đầu ông được. Nếu như ông không trong sạch, cho dù ông có biện bạch cũng vô ích. Diệp Tử Cung nhìn màn đêm đen như mực bên ngoài, giống như một cái động tối nuốt chừng con người, dường như muốn nuốt ông ta vào trong. Đêm đó, gần như có rất nhiều người không thể chợp mắt. Hạ Ân Long tự trách bản thân không thể tìm được Nhược Bạch Lan sớm hơn. Diệp Tử Cung thì hoang mang bất an, không biết phía trước còn có cái gì đang đợi ông ta. Mà Hạ Mai Hương lại đêm hôm đi đến Dương Môn. Lúc cô ta xuống máy bay, Dương Môn vẫn còn đang mưa. Cô ta gọi một chiếc taxi trực tiếp đi đến nhà họ Hạ. Hạ Mai Hương đội mưa gõ cổng lớn của nhà họ Hạ. Một người hầu gái mở cửa nhìn thấy cô ta liền tức giận đến mức muốn đóng ngay cửa lại. Cô ta chặn cửa lại nói, tôi có chuyện cực kỳ quan trọng. Tôi thực sự phải gặp chú. Cô đi nói với chú ấy tôi có chuyện liên quan đến Tiểu Ái.
nếu như chú ấy không gặp tôi, chú ấy sẽ hối hận. Hạ Mai Hương gần như gân cổ lên gào, tiếng mưa rào rào gần như át đi tiếng gào của cô ta. Người hầu gái một tay cầm ô, một tay túm chặt quần áo trên người, lạnh run cầm cập. Cô nói cái gì? Tiểu Ái. Cô nên biết Tiểu Ái quan trọng thế nào với gia đình này, làm lỡ việc của tôi, cô gánh không nổi đâu. Mưa lớn khiến người hầu gái không nhìn rõ vẻ mặt của Hạ Mai Hương. Nhưng dường như cô nhìn thấy hàn ý lóe lên trong mắt Hạ Mai Hương. Người hầu gái do dự, thời gian cô ở nhà họ Hạ cũng không ngắn, nhưng cũng không phải là quá dài, đối với cái tên Tiểu Ái này thì cô biết. Cái tên này dường như đã trở thành cấm kỵ trong ngôi nhà này. Qua lời kể của những người lớn tuổi khác, cô cũng phần nào biết được chuyện của Tiểu Ái. Nhưng mà cô không chắc chắn lời Hạ Mai Hương nói là thật hay giả. Nếu như cô ta đang nói dối thì phải làm sao? Ông Du đã nhiều lần nhắc nhở, Hạ Mai Hương, người phụ nữ này tuyệt đối không được bước chân vào cửa nhà họ Hạ nửa bước, cũng không được nhận điện thoại của cô ta nữa. Hạ Mai Hương uy hiếp, nếu như hôm nay cô làm lỡ chuyện của tôi, cô chờ bị cút xéo ra khỏi ngôi nhà này đi. Người hầu gái do dự trong chốc lát, cô đợi ngoài này. Tôi đi báo với ông chủ. Cô đóng cửa, mau chóng quay vào trong. Trong lòng người hầu gái thấp thỏm, đi loanh quanh trong phòng khách một lúc lâu, cuối cùng cắn răng đến gõ cửa phòng ông Hạ và bà Hạ. Ông Hạ mặt buồn ngủ, đi ra mở cửa. Có chuyện gì? Người hầu gái cắn răng nói, ông chủ, Hạ Mai Hương đến. Ông Hạ cau mày, cái gì? Hạ Mai Hương đến, bây giờ đang đứng chờ ở ngoài cổng lớn, cô ta một mực đòi vào trong này. Sắc mặt ông Hạ cực kỳ khó coi. Bảo cô ta đi đi, nói cho cô ta biết, sau này đừng đến ngôi nhà này nữa, cũng đừng nhọc lòng vô ích nữa. Ông Hạ đã mất hết kiên nhẫn với Hạ Mai Hương rồi. Bao nhiêu năm qua, ông thực sự đã yêu thương cô ta như con gái ruột của mình, nhưng mà bản thân Hạ Mai Hương lại quên hết những tình cảm đó. Người hầu gái nhỏ giọng nói, nhưng mà cô ta nói. Cô ta muốn nói với ngài về chuyện của Tiểu Ái. Cô ta còn nói, nếu như ngài không gặp cô ta, ngài sẽ hối hận. Ông Hạ mặt mày biến sắc, cô ta thực sự nói đến Tiểu Ái. Vâng, cô ta nói đến chính là Tiểu Ái, nếu không phải như thế tôi cũng không dám muộn như vậy còn đến quấy rầy ngài. Ông Hạ không nói gì, xoay người liếc nhìn trong phòng, bên trong truyền đến tiếng ho khan của bà Hạ. Ông Hạ nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, cuối cùng ông vẫn quyết định ra ngoài xem. Người hầu gái vội vàng nói, ông chủ, bên ngoài trời lạnh, mưa rất lớn, ngài nên mặc thêm quần áo vào. Ông Hạ khoác thêm một chiếc áo khoác dày, người hầu gái che ô cho ông, đường trơn, ngài cẩn thận một chút. Vừa bước ra khỏi cửa lớn của phòng khách, ông Hạ liền cảm thấy một trận khí lạnh mang theo hơi nước phả vào mặt. Bên ngoài tối đen như mực, đèn trong sân gần như chẳng có tác dụng gì dưới trời mưa. Người hầu gái đỡ ông đi cẩn thận ra cổng lớn. Mở cổng ra, ông Hạ nhìn thấy Hạ Mai Hương đứng ngoài cổng, cả người ướt đẫm, đứng run lẩy bẩy. Cô ta nhìn thấy ông Hạ, ánh mắt sáng lên, run lẩy bẩy nói, chú, cuối cùng chú cũng chịu gặp con rồi. Nếu như không phải cô nói đến Tiểu Ái, cô cho rằng tôi sẽ gặp cô sao? Rốt cuộc cô muốn gì? Nếu như cô chỉ dùng tên Tiểu Ái để lừa tôi ra ngoài, vậy thì cô thực sự khiến tôi quá thất vọng rồi. Tôi sẽ lấy lại toàn bộ tất cả những gì mà nhà họ Hạ cho cô. Nếu như hôm nay, Hạ Mai Hương thực sự muốn lợi dụng Tiểu Ái để lừa ông ra ngoài gặp mặt cô ta, vậy thì ông sẽ cực kỳ chán ghét cô ta. Đến cô con gái đã mất của ông, cô ta cũng có thể đem ra lợi dụng. Ông Hạ nghĩ rằng loại người này cho dù con trai ông không chỉnh cô ta thì ông cũng sẽ nghiêm khắc giáo huấn cô ta một trận. Hạ Mai Hương lắc đầu, chú ơi, con không lừa chú đâu. Sao con dám lừa chú chứ? Chuyện con nói thật sự có liên quan đến Tiểu Ái. Hắt xì, chú, con thể đấy. Rốt cuộc là chuyện gì? Chú à, con có thể vào trong nói chuyện không? Ngoài này lạnh quá, cả người Hạ Mai Hương sắp đông cứng lại rồi. Cô ta muốn mau mau tiến vào nhà họ Hạ. Trong đầu cô ta đã vô cùng rõ ràng, cô ta phải dựa vào lần chờ mình này. Sắc mặt ông Hạ trầm xuống, quay người không thèm để ý đến Hạ Mai Hương nữa. Ông căn dặn người hầu gái, đóng cửa. Người hầu gái không nói năng gì, đưa tay ra đóng cửa. Hạ Mai Hương không ngờ ông Hạ hoàn toàn không tin cô ta. Cô ta vội vàng la lên, chú, Tiểu Ái không chết. Thân hình ông Hạ đột nhiên sững lại, mưa dường như càng mau hơn, nhưng tiếng mưa rào rào. Giống như đã biến mất trong nháy mắt, trời đất là một mảnh yên tĩnh. Cuối cùng Hạ Mai Hương cũng được toại nguyện bước chân vào cổng lớn của nhà họ Hạ. Trong phòng khách, đèn bật sáng choang, ông Hạ ngồi trên ghế sofa vẻ mặt căng thẳng, cô nói lại những lời lúc nãy cho tôi nghe một lần nữa. Khi nghe Hạ Mai Hương nói câu đó, ông Hạ thực sự cảm thấy tai mình giống như nghe nhầm. Tiểu Ái,
con gái của ông đã mất rất nhiều năm rồi. Nó, thực sự vẫn còn sống sao? Hạ Mai Hương toàn thân ướt đẫm, tóc dính vào mặt, nước mưa chảy dọc theo quần áo xuống dưới thành một vũng dưới chân, mặt cô ta trắng bệch, trông vô cùng nhếch nhác. Buổi tối mùa thu trời rất lạnh, môi Hạ Mai Hương hơi tái, cô ta run lẩy bẩy nói, chú. Tiểu Ái không chết, em ấy vẫn còn sống. Thân hình ông Hạ mạnh mẽ run lên một cái. Tiểu Ái, không chết sao? Ông nghe thấy tiếng tim mình vang lên như trống, Tiểu Ái con bé thực sự. Vẫn còn sống sao? Cô, nói thật sao? Cô có biết nếu cô lừa tôi chuyện này, cô sẽ có kết cục gì không? Ông Hạ tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai đem con gái ông ra để làm cái cớ. Hạ Mai Hương quỳ dầm một cái xuống đất, chú, con biết Tiểu Ái quan trọng thế nào với chú, với cô và với cả gia đình này. Cho dù con có vô liêm sỉ hơn nữa, con cũng không dám lấy chuyện này ra để lừa chú. Con đã tìm thấy em ấy rồi, bằng không con cũng sẽ không lặn lội đường xá xa xôi muộn thế này còn chạy đến đây tìm chú. Con thực sự không kiềm chế nổi, con quá kích động. Lúc này đây, ông Hạ kích động đến mức cả người run rẩy, cô nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc đây là chuyện gì? Cô nói Tiểu Ái không chết, vậy bây giờ con bé đang ở đâu? Hạ Mai Hương đem những lời cô ta đã chuẩn bị sẵn từ trước nói ra, chú, trước hết chú đừng quá kích động, con sẽ từ từ kể chú nghe. Thực ra những năm qua, con vẫn luôn tìm kiếm Tiểu Ái, bởi vì con luôn cảm thấy em ấy sẽ không chết, sẽ không bỏ lại chúng ta. Nhiều lúc, con thường xuyên nằm mơ thấy em ấy. Những năm qua, mặc dù em ấy không ở bên cạnh chúng ta, nhưng con vẫn cảm thấy chị em con chưa từng xa nhau, chúng con vẫn cùng nhau trưởng thành. Chú còn nhớ chuyện thời gian trước con đến Hải thì tìm đao ra giúp con tìm người, lần đó người con đang tìm chính là Tiểu Ái. Vậy sao lúc đó cô không nói với tôi? Hạ Mai Hương khóc lóc nói, con không dám nói với chú. Con biết bao năm qua cô và chú vẫn chưa hết đau buồn, mà con cũng chưa chắc chắn, cho nên con mới nghĩ đợi con xác định chắc chắc mới nói với chú. Con sợ nói trước với chú và cô sẽ mừng hụt, sẽ càng đau lòng. Hạ Mai Hương nói vô cùng chân thành, mặt đẫm nước mắt, từng câu từng chữ dường như đều lộ ra tình cảm chân thành, có thể nói là nghe mà xót xa. Chỉ cảm thấy cô ta thực sự là một người tốt, lương thiện, chu đáo và hiểu chuyện, tình nguyện để bản thân chịu uất ức cũng muốn suy nghĩ cho người khác. Ông Hạ run rẩy đứng dậy, ông xúc động đến mức viền mắt ửng hồng, cơ mặt cũng run rẩy. Vậy bây giờ thì sao? Cô đã chắc chắn rồi phải không? Cô gái đó có phải chính là Tiểu Ái nhà chúng tôi không? Ông Hạ mừng muốn khóc, lẽ nào ông trời thực sự có mắt, thực sự để con gái của ông quay trở về sao? Ông không dám tin vào tai mình nữa, ông sợ là Hạ Mai Hương đang lừa ông. Hạ Mai Hương lắc đầu lia lịa, cô ta quỳ gối trước mặt ông Hạ, nắm chặt ống tay áo của ông nói, phải thưa chú, con chắc chắn chính xác 100%, con dám dùng tính mạng của con đảm bảo, em ấy chính là Tiểu Ái, tuyệt đối không sai. Chú chưa gặp em ấy nên chú không biết, em ấy thực sự giống hệt cô hồi còn trẻ, em ấy còn có một cô con gái, cô bé giống hệt Tiểu Ái lúc còn bé. Con không tin trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy con đã cảm thấy em ấy chắc chắn chính là Tiểu Ái nhà chúng ta. Ông Hạ nghe xong không kìm được hai hàng nước mắt tuôn rơi. Vậy bây giờ con bé đang ở đâu? Con gái tôi rốt cuộc đang ở đâu? Cô mau nói cho tôi biết rốt cuộc con bé đang ở nơi nào. Ông đã tin lời Hạ Mai Hương nói, nếu đúng như lời cô ta nói, cô gái kia giống hệt với vợ ông hồi còn trẻ, vậy thì không cần nói gì nữa, nhất định là Tiểu Ái, nhất định là con bé. Trong lòng Hạ Mai Hương vừa đắc ý vừa phẫn nộ, cô ta đắc ý vì lời ngon tiếng ngọt của mình đã khiến ông Hạ tin tưởng, cô ta sẽ lắc mình trở thành ân nhân của nhà họ Hạ, là cô ta đã tìm thấy Tiểu Ái. Nguy cơ của cô ta có thể tạm thời biến mất. Cô ta phẫn nộ vì Tiểu Ái, một người đã chết nhiều năm như vậy, lại có thể khiến ông Hạ để ý quan tâm như thế, còn cô ta ở nhà họ Hạ nịnh nọt ông nhiều năm như vậy. Đến cuối cùng ông vẫn lạnh lùng với cô ta, dựa vào đâu mà mỗi người nhà bọn họ đều xem Tiểu Ái là bảo bối, lại xem cô ta như cọng cỏ dại không đáng một đồng. Hạ Mai Hương khóc lóc nói, chú, em ấy đang ở Hải Thị. Hai ngày trước, con mới gặp em ấy, bởi vì bây giờ em ấy đã lấy Du Đức Lâm, em chồng con. Con cảm thấy đây nhất định là duyên phận trời cao trao cho chúng con. Hơn 20 năm trước, chú đem con từ cô nhi viện về đây, trở thành chị của Tiểu Ái. Không ngờ trải qua nhiều năm như vậy, em chồng con lại đem em ấy về nhà họ Du trở thành chị em dâu với con. Chú nói xem, đây không phải duyên phận trời ban thì là cái gì? Ông Hạ nghe xong gật đầu lia lịa. Bây giờ ông không có hơi sức đâu đi nghĩ những chuyện khác. Trong đầu ông tràn ngập suy nghĩ Tiểu Ái không chết, Tiểu Ái vẫn còn sống.
Còn về những sơ hở trong lời nói của Hạ Mai Hương, ông thực sự không có thời gian nghĩ đến, ông cũng không muốn nghĩ đến. Không có điều gì quan trọng hơn chuyện con gái ông vẫn còn sống, chỉ cần con gái vẫn còn sống, để khi ông còn sống vẫn có thể gặp được con bé, những chuyện khác, ông Hạ không quan tâm. Ông Hạ mừng đến phát khóc, gật đầu lia lịa, đúng, đúng, là duyên phận trời ban, là ông trời một lần nữa đem Tiểu Ái trở về nhà chúng ta, tôi phải gặp Tiểu Ái, không được, bây giờ tôi phải gặp con bé. Bây giờ, ông Hạ muốn lập tức nhìn thấy con gái của mình. Hơn 20 năm rồi, cả nhà họ luôn sống trong đau khổ vì mất đi con gái. Cho đến bây giờ vẫn không thoát khỏi nỗi đau ấy, bên trong ngôi nhà này quanh năm luôn tràn ngập sự đau buồn, u ám. Nhưng ai có thể ngờ, đã nhiều năm như vậy, con gái ông vậy mà lại không chết. Ông cảm thấy đây có thể là ông trời đang trêu đùa gia đình ông, những năm qua chỉ là một cơn ác mộng, bây giờ ác mộng cuối cùng cũng đã biến mất. Hạ Mai Hương thấy dáng vẻ nôn nóng chờ mong, đôi mắt đẫm lệ của ông Hạ, trong lòng cô ta rất khó chịu nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng quan tâm. Cô ta nói, chú, trước tiên chú đừng nóng vội. Lần này, Tiểu Ái không biến mất đâu, em ấy đang ở Hải Thị. Bây giờ, con đã là chị dâu của em ấy, con có thể tìm được em ấy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ông Hạ nhận ra Hạ Mai Hương vẫn còn quỳ vội vàng nói, con, sao con còn quỳ ở đó? Mau đứng lên, mau đứng lên, Mai Hương. Nếu như lời con nói là thật thì cả nhà chúng ta sẽ cảm ơn con, chú nhất định sẽ hậu tạ con. Tay Hạ Mai Hương run lẩy bẩy, câu nói này của ông Hạ giống như tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta. Bởi vì câu nói này của ông mang hàm ý, ông căn bản chưa từng xem cô ta là người nhà. Hạ Mai Hương nghiến răng, lão già đáng chết này, trước đây thì luôn miệng nói cô là người nhà, đối đãi với cô như con gái ruột. Bây giờ, cuối cùng cũng nói thật lòng rồi, bao nhiêu năm qua cô ở nhà họ Hạ chỉ giống như một người ở mà thôi, ông ta chưa từng xem cô là người một nhà. Bất kể trong lòng căm hận thế nào, trên mặt Hạ Mai Hương đều có thể làm ra vẻ rất cảm động vì lời nói của ông Hạ. Cô ta nói, chú nói cái gì thế? Tiểu Ái là em gái con mà, chúng ta đều là người một nhà. Trong lòng con mong muốn Tiểu Ái sống khỏe mạnh hơn ai hết. Chú không biết khi con nhìn thấy em ấy, con kích động đến mức không thể thốt lên lời, con suýt chút nữa cho rằng em ấy là ma. Ông Hạ bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, này, sao con không đi tìm Ân Long? Sao Ân Long có thể không biết chuyện này chứ? Hạ Mai Hương đã sớm nghĩ ra lý do rồi, cô ta cúi đầu khổ sở nói, chú, quên rồi à, anh Ân Long luôn không thích con, anh ấy không nhận điện thoại của con. Con đi tìm anh ấy cũng không gặp con. Nhưng mà chuyện quan trọng như thế, con cũng quá nóng lòng muốn nói cho chú biết, cho nên con mới đi suốt đêm về đây. Câu nói này của cô ta rất khéo léo nhưng lại rất mưu mô. Thậm chí cô ta không hề đề cập đến chuyện ban ngày cô ta gọi điện cho ông Hạ cũng không nhận điện thoại. Nhưng câu nói này của cô ta sẽ khiến ông Hạ lập tức nghĩ đến ban ngày, ông từ chối không nhận điện thoại của Hạ Mai Hương, ông sẽ áy náy, sẽ tự trách. Quả nhiên, ông Hạ áy náy nói, trách chú. Nếu như ban ngày chú có thể nhận điện thoại của con sẽ không phải chạy đến đây rồi. Ông Hạ cũng quá kích động, con gái có thể quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hạ Mai Hương mang theo tin tốt này quay về, khiến ông Hạ lập tức đem sự chán ghét trước đây đối với cô ta gạt hết sang một bên. Bây giờ, trong đầu ông tràn ngập ý nghĩ đi Hải Thị tìm con gái mình. Hạ Mai Hương vội vàng lắc đầu, chú là do con không tốt, sao có thể trách chú được? Nếu như không phải con làm ra những chuyện khiến chú quá thất vọng, sao chú có thể sẽ không nhận điện thoại của con chứ? Chú luôn là người yêu thương con nhất trong ngôi nhà này, là lỗi của con. Sau này con nhất định sẽ sửa chữa, con hy vọng. Sau này, thỉnh thoảng có thể đến đây thăm cô chú, con đã thỏa mãn rồi. Hạ Mai Hương mặt đầy hoài niệm nói, những năm qua con thường xuyên nhớ đến chuyện lúc nhỏ, nhớ lại lúc Tiểu Ái còn sống, lúc đó nhà chúng ta thật là hạnh phúc. Cô ta nhận hết lỗi lầm về mình, sau đó lại lấy danh nghĩa của Tiểu Ái, nhớ lại chuyện trước đây, điều này càng ngày khiến ông Hạ càng mềm lòng. Đúng vậy, lúc đó trong nhà thật vui vẻ, con gái chú. Nếu như con nói cô gái kia thực sự là Tiểu Ái, vậy thì gia đình chúng ta vẫn có thể hạnh phúc như trước đây. Chắc chắn rồi, chắc chắn có thể, chỉ cần chú nhìn thấy em ấy, chú sẽ biết em ấy chính là Tiểu Ái, không thể sai được. Ông Hạ che mắt lại, giọng nói run rẩy, chú muốn gặp con bé. Mai Hương, chú muốn nhìn thấy con bé ngay lập tức. Quản gia, lập tức đặt vé máy bay đến Hải Thị. Chú,
chú đợi đã, bây giờ trời vẫn còn tối, lại còn mưa nữa, dù sao cũng phải đợi đến lúc trời sáng đã. Hơn nữa, chú đã lớn tuổi rồi, như thế. Chú đã già rồi, nhưng vẫn chưa đến mức không đi lại được. Hạ Mai Hương vội vàng lắc đầu, tất nhiên là con không có ý đó. Ý con là chú có thể đi, nhưng còn cô thì sao? Sức khỏe cô không tốt, nếu như cô biết Tiểu Ái vẫn còn sống, cô nhất định cũng sẽ đòi đi cùng chú. Nhưng mà, sức khỏe của cô có thể chịu được sóc này như thế sao? Ông Hạ chần chờ trong chốc lát, ông biết vợ mình còn yêu con gái hơn cả mình. Nếu để bà ấy biết, đừng nói là Hải Thị, cho dù là cách cả Thái Bình Dương bà ấy cũng muốn đi. Hạ Mai Hương nhỏ giọng nói, nếu không thì trước hết chú đừng nói cho cô biết, một mình chú đi gặp em ấy trước xem sao. Ông Hạ không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối, không được, chuyện này ta không thể giấu bà ấy. Chuyện lớn như vậy, ông quyết không thể giấu vợ mình được. Đây là chuyện vui mừng nhất trong 20 năm qua của gia đình ông, không còn có chuyện gì có thể khiến người ta vui mừng hơn chuyện này. Ông nhất định phải nói cho vợ mình nghe chuyện này. Cái chết của Tiểu Ái đã lấy đi nửa mạng sống của bà ấy. Bây giờ Tiểu Ái trở về rồi, nửa mạng sống của bà ấy cũng nên trở về. Ông Hạ kích động đến mức đi đi lại lại trong phòng khách. Đúng rồi, chú phải gọi điện cho Ân Long trước đã, bảo nó đi tìm Tiểu Ái, chú phải nói cho nó biết. Hạ Mai Hương ngăn cản, chú, có thể đừng nói cho anh Ân Long biết vội không? Bây giờ, cô không thể để Hạ Ân Long biết được. Nếu như bây giờ anh ta biết, nhất định sẽ lập tức sẽ điều tra những chuyện khác. Bởi vì anh ta biết người mà cô sai đao ra tìm chính là Nhược Bạch Lan. Hạ Ân Long vẫn luôn không tin là cô chỉ đơn giản là tìm người. Cô nhất định phải hoàn toàn thuyết phục được ông Hạ trước. Đến lúc đó nếu như Hạ Ân Long làm khó cô, ông Hạ sẽ niệm tình cô lặn lội đường xá xa xôi, đội mưa gió, chạy đến báo tin mà nói giúp cho cô. Ông Hạ cau mày, sao thế? Sao không nói tiếp? Hạ Như Sướng giải thích như thế này, chú cũng biết. Ân Long luôn có định kiến với con. Con lo nếu như anh ấy biết là con nói với mọi người, anh ấy sẽ nghi ngờ con, sẽ không tin tưởng con. Cho nên, ý của con là đợi khi chú gặp Tiểu Ái rồi, chú xác định em ấy là con gái chú, sau đó chúng ta sẽ đưa em ấy đến gặp anh Ân Long, đến lúc đó anh ấy sẽ tin. Ông Hạ suy nghĩ một lát, cảm thấy điều Hạ Mai Hương nói cũng có lý. Con nói cũng có lý. Hơn nữa, đến lúc đó còn có thể cho anh Ân Long một bất ngờ lớn, nhất định anh ấy sẽ vô cùng vui mừng. Vậy thì cứ như thế trước đi, con đi nghỉ đi. Quản gia đặt chuyến bay sớm nhất đến Hải Thị vào sáng mai. Nói xong, ông liền vội vàng quay trở về phòng, ông nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với vợ mình. Ông Hạ vội vã rời đi, Hạ Mai Hương ôm chặt cánh tay mình, lạnh run lẩy bẩy. Cô ta cúi đầu, cắn chặt hàm răng. Đây chính là địa vị của cô ta trong ngôi nhà này. Cả người cô ta ướt đẫm, lạnh run lẩy bẩy. Đã lâu như vậy cũng không có ai đem cho cô ta một cái khăn mặt khô. Ông Hạ thậm chí đến một câu hỏi han quần áo của con ướt hết rồi mau đi thay bộ đồ khác đi cũng không có. Hạ Mai Hương cười lạnh, nguy cơ lần này nhất định sẽ được hóa giải. Chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này, cô nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở, sau cơn mưa trời lại sáng. Còn về Nhược Bạch Lan, cô có cách, cô sẽ không cho phép con đàn bà đó tồn tại trong thế giới của cô quá lâu. Người hầu gái đi đến, cô Mai Hương, cô nên về phòng nghỉ ngơi trước đi. Hạ Mai Hương ngẩng đầu, vẻ hung ác trên mặt trong nháy mắt đã biến thành nụ cười dịu dàng yếu ớt. Được, vậy tôi lên lầu trước, phòng của tôi, vẫn còn chứ? Cô ta dè dặt hỏi. Người hầu gái gật đầu, vẫn còn, cảm ơn. Hạ Mai Hương lên lầu, mở cửa nhìn thấy phòng ngủ của mình trước khi lấy chồng, vẫn còn y nguyên không hề thay đổi gì. Trong phòng không có mùi ẩm mốc, có thể thấy là thường xuyên được dọn dẹp quét tước. Hạ Mai Hương hài lòng cong khóe môi, kế hoạch của cô ta đã thành công một nửa rồi. Cô ta không tin đến lúc có sự che chở của ông Hạ, cho dù Hạ Ân Long muốn đối phó với cô cũng có chút kiêng dè. Bên phía ông Hạ, cô ta nhất định sẽ khiến mọi người cho rằng là cô ta tìm được Tiểu Ái đem về. Cô ta chính là ân nhân của nhà họ Hạ bọn họ. Hạ Mai Hương cởi quần áo, đi vào phòng tắm. Cô nhất định sẽ không có chuyện gì, cô tin rằng thần may mắn đang đứng bên cạnh cô. Ông Hạ trở về phòng, bà Hạ vẫn còn đang ngủ, chưa thức dậy. Ông rất muốn gọi bà dậy, sau đó chia sẻ tin vui này với bà. Nhưng ông lại không nỡ, bởi vì bây giờ vợ ông mỗi lần đều rất khó mới ngủ được. Ông Hạ quá kích động, căn bản là không ngủ được, ông bèn ngồi bên cạnh giường chờ vợ ông tỉnh giấc. Ông Hạ đã lớn tuổi, tinh lực vốn dĩ không tốt như vậy. Nhưng đêm nay,
ông ngồi đợi ngẩn người từ đêm khuya cho đến lúc bên ngoài mưa tạnh trời sáng rõ cũng không thấy buồn ngủ. Thậm chí ông cũng không thấy mệt, vẫn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Gần 6 giờ sáng, bà Hạ mở mắt, nhìn thấy ông Hạ đang ngồi bên cạnh giường. Sao thế? Hôm nay sao ông dậy sớm thế? Ông Hạ nắm chặt tay bà nó à, tôi nói bà nghe chuyện này, bà phải chuẩn bị sẵn tâm lý nhé. Bà Hạ mỉm cười, chuyện gì thế, còn phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Tiểu ái của chúng ta không chết. Nụ cười trên khuôn mặt bà Hạ trong nháy mắt cứng lại, hai mắt bà mở to, ông nói cái gì? Tôi nói, tiểu ái, con gái chúng ta không chết, con bé vẫn còn sống. Con bé kết hôn rồi, có một cô con gái 8 tuổi giống hệt với con bé lúc còn nhỏ. Bà nó à, tiểu ái nhà chúng ta vẫn còn sống. Tay bà Hạ bắt đầu run rẩy, tôi đang nằm mơ đúng không? Nhất định là tôi đang nằm mơ đúng không? Không phải là mơ, là thật. Đêm hôm qua, Mai Hương chạy về đây nói với tôi. Nó nói nó nhìn thấy tiểu ái, con bé lớn lên giống hệt bà hồi còn trẻ. Bây giờ con bé đang ở Hải Thị. Bà Hạ gắt gao nắm lấy tay ông Hạ, ông không gạt tôi chứ? Ông nói đều là thật sao? Ông Hạ lắc đầu, không có, chuyện gì tôi cũng có thể gạt bà, chỉ riêng chuyện này sao tôi dám gạt bà chứ? Bà Hạ lẩm bẩm trong miệng, tiểu ái, con gái của mẹ, tiểu ái, tiểu ái. Bà vội vén chăn lên, mau, chúng ta đi gặp con bé, đi ngay lập tức, một phút tôi cũng không đợi được nữa rồi. Bà Hạ không khóc, mắt bà ấy thậm chí chẳng đỏ chút nào, chỉ là ánh mắt bà ấy từ u ám đột nhiên trở nên sáng hẳn. Giống như trong phút chốc đã thắp sáng vô số ngọn lửa, bỗng chốc thắp sáng tất cả con đường phía trước. Con gái, hai chữ này là phương hướng sáng nhất trong cuộc đời bà ấy. Bà ấy muốn gặp con gái, đó là lòng tin duy nhất trong lòng bà ấy. Trước kia bà không biết con gái sống chết thế nào, tinh thần sa sút, lấy nước mắt rửa mặt, nhưng hôm nay biết được tin này, trong lòng bà Hạ chẳng còn suy nghĩ gì khác nữa. Ông Hạ nắm chặt tay bà phải biết, sức khỏe bà không được tốt, đường xa vất vả có thể sẽ. Bà Hạ ngắt lời ông ấy, giờ tôi chẳng còn nghĩ được việc gì khác, tôi chỉ muốn gặp con gái tôi, nếu sau khi biết tin này tôi còn chưa chịu đi, ông nghĩ đó có còn là tôi không? Lão Hạ, tiểu ái của chúng ta, nó vẫn chưa chết, không lẽ ông không muốn lập tức gặp nó sao? Việc liên quan đến con gái, đừng nói đã xác định được tin tức, dù cho chỉ là một tin tức mơ hồ, bà ấy cũng muốn đi xem thử. Ông Hạ biết chắc chắn bà ấy sẽ trả lời như thế, vì ông cũng vậy, vợ của mình giờ có tâm trạng thế nào ông hiểu rất rõ, con gái đang đợi họ, họ nào muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa. Ông gật đầu, được, vậy chúng ta cùng đi, tôi đã bảo quản gia đặt vé máy bay, chúng ta thu dọn hành lý rồi đi ngay. Tôi chẳng có gì cần thu xếp cả, bây giờ đi ngay đi. Bây giờ trong đầu bà Hạ đã không còn suy nghĩ được việc gì khác, tất cả đều bị hai chữ tiểu ái lấn át. Bà ấy vừa nghĩ đến việc con gái mình vẫn còn sống đã không thể nằm trên chiếc giường này thêm nữa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tìm con gái, gặp con gái. Ông Hạ gật đầu, được, đi ngay, chúng ta đi ngay, bây giờ chúng ta sẽ đi gặp tiểu ái. Vợ ông ấy nói đúng, cũng chẳng phải cách trở Thái Bình Dương, ngồi máy bay 2 tiếng là đến rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp được con gái. Ông Hạ đổi một bộ quần áo mới cho bà Hạ, sau đó lấy giấy tờ của cả hai, chuẩn bị xuất phát. Ông đỡ vợ bước ra khỏi phòng, chuẩn bị xe, đưa chúng tôi đến sân bay. Cô giúp việc vội nói, phu nhân tiên sinh, hai ông bà ăn sáng trước đã, phòng bếp đã chuẩn bị xong cả rồi. Ông Hạ gật đầu nói, ít nhiều cũng ăn một chút đi. Nếu không ăn gì, ngồi xe sẽ say xe đó, sau đó còn phải ngồi máy bay hơn 2 tiếng nữa. Bà Hạ không có tâm trạng ăn gì, tôi sao cũng được, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng đến sân bay thôi. Cô giúp việc khuyên, phu nhân, bây giờ ra sân bay cũng phải đợi, ít nhiều bà cố ăn chút đồ ăn sáng đi ạ. Đúng rồi, ăn một chút đi, rồi chúng ta ra sân bay. Bà Hạ nhìn đồng hồ trên tường mấy lần mới khẽ gật đầu, được, vậy 10 phút sau sẽ xuất phát. Cô giúp việc không nói gì thêm, nhanh chóng đến phòng bếp bê bữa ăn sáng đã chuẩn bị sẵn ra. Ông Hạ không nhìn thấy Hạ Mai Hương, liền hỏi, Mai Hương đâu? Sao còn chưa xuống? Cô giúp việc nói, Mai Hương tiểu thư vẫn chưa dậy ạ. Đi, mau gọi nó dậy, lát nữa chúng ta phải ra sân bay, nó còn chưa chịu xuống. Hạ Mai Hương biết tiểu ái đang ở đâu, chúng ta thì không biết, nó nhất định phải đi theo mới được. Cô giúp việc nhanh chóng lên lầu gọi Mai Hương. Hạ Mai Hương tối qua dầm mưa, trước đây do sinh non nên sức khỏe vẫn chưa hồi phục, qua một đêm đã bắt đầu phát sốt, cổ họng như có lửa vậy,
Lúc cô giúp việc gọi, ả đang nằm trên giường, đầu đau như sắp vỡ ra, cảm giác cả căn phòng đều chao đảo. Cô giúp việc gõ cửa, nói, Mai Hương tiểu thư, lão tiên sinh nói sắp phải xuất phát ra sân bay, mời cô xuống dưới nhà. Hạ Mai Hương ngồi dậy, được, tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay. Ả vùng vẫy bước xuống giường, cả người mềm nhũn, đùng một cái ngã ra đất. Ả sốt đến tứ chi chẳng còn chút sức gì, hoa cả mắt. Nhưng Hạ Mai Hương cảm thấy đây là cơ hội tốt, là cơ hội tốt để dành sự đồng cảm từ ông bà Hạ, để họ nhìn thấy ả vì muốn giúp họ tìm con gái. Xa xôi vạn dặm dầm mưa trở về, cảm cúm sốt cao vẫn kiên trì đưa họ về, ả không tin như thế họ còn không cảm động. Hạ Mai Hương mặc quần áo qua loa, mở cửa chao đảo bước xuống lầu. Sắc mặt Hạ Mai Hương đỏ bừng, miệng khô khốc, bước đi chao đảo. Ông Hạ nhìn thấy liền hỏi, Mai Hương con bị làm sao vậy? Không lẽ bị sốt rồi sao? Ông Hạ lập tức nhớ đến tối qua Hạ Mai Hương đã dầm mưa, nhất định nó đã bị cảm rồi. Hạ Mai Hương lắc đầu, cô chú con không sao, chúng ta mau đi tìm Tiểu Ái đi, hai người đợi đã nhiều năm như thế, nhất định đang rất muốn gặp em ấy. Ông Du cảm thấy áy náy, nhưng con như vậy, có thể ngồi máy bay không? Hạ Mai Hương gật đầu lia lịa, không sao, không sao, phụ, khụ khụ khụ, hai người đừng lo, trong nhà có thuốc hạ sốt không? Con uống một viên là khỏi, sức khỏe con vốn rất tốt, con thật sự không sao. Bà Hạ chỉ nhìn ả mà không nói gì, ánh mắt bà ấy đang dò xét. Ông Hạ thì lập tức sai người đi tìm thuốc hạ sốt đến. Hạ Mai Hương uống một cốc sữa, sau đó uống thuốc hạ sốt. Cô chú, chúng ta đi thôi. Bà Hạ hỏi, con thật sự xác định, em dâu con chính là Tiểu Ái sao? Dì, con dám dùng sinh mạng của con để đảm bảo, em ấy giống hệt dì khi trẻ, cả con gái của em ấy cũng giống hệt Tiểu Ái khi còn nhỏ, dì nói xem, trên đời này làm gì có việc trùng hợp thế? Lời của Hạ Mai Hương khiến tay của bà Du run lên, nếu thật sự là thế, vậy nó nói đúng rồi, trên đời này làm gì có việc trùng hợp thế? Người đó, nhất định chính là Tiểu Ái. Ông Hạ thấy sắc mặt của Hạ Mai Hương rất kém, đứng còn không vững, do dự nói, con như vậy, có ngồi máy bay được không? Hay là, con đừng đi, hai chúng ta tự đến Hải Thị vậy? Chú à con không sao, con không yên tâm để hai người đi, con phải chăm sóc cho hai người, yên tâm đi con không sao. Ông Hạ không nói gì thêm nữa, ông đỡ vợ rồi bảo một tài xế và một người giúp việc đi theo cùng đến sân bay. Đến giờ đổi vé, chẳng bao lâu đã lên máy bay. Hành trình 2 tiếng đồng hồ, hai ông bà chờ đợi cảm giác như hai thế kỷ. Vừa nghĩ đến sắp thấy được con gái, tâm trạng của hai người đã không thể bình tĩnh lại được. 11 giờ trưa, máy bay đáp xuống sân bay Hải Thị. Một bên, ở văn phòng thị trưởng, thư ký đi đến trước mặt Hạ Ân Long, nói, thị trưởng, Diệp Tự Cung Diệp Xuân Lan đã đến Hải Thị rồi. Hạ Ân Long ngẩng đầu lên, đặt bút máy trong tay xuống, môi nở một nụ cười lạnh lùng, cuối cùng cũng đến rồi. Tập 10 đến đây là hết rồi, chuyện sẽ có thêm tình tiết gì nữa thì chúng ta cùng chờ nghe ở tập sau nhé. Còn giờ thì bye bye mọi người.